Thành ủy vốn dĩ đã có chung nhận thức, nói là sẽ dùng hết khả năng kiềm chế sự việc trong phạm vi thành phố Lang. Đương nhiên, tỉnh ủy nhất định sẽ không giấu được, nhưng vẫn còn chưa chính thức đệ trình văn bản báo cáo, bởi vì Cổ Hướng Quốc không đồng ý, mà Ngả Thành Văn cũng đang do dự chưa định, nắm không được chủ ý thì cứ kéo dài, hay là có lựa chọn thì cứ báo cáo. Lãnh Chất Phương là chánh án tòa án, có tính độc lập nhất định, không những phải báo cho tỉnh ủy, mà còn phải báo cho Tòa án Nhân dân tỉnh, sự việc rất rườm rà. Mặc kệ là chỉ thị của tỉnh ủy, hay ý kiến của Tòa án Nhân dân tỉnh, thành ủy đều phải nghe, cho nên nếu báo cáo thì nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu không báo cáo, cấp trên sẽ nghĩ gì, thành ủy lại không tiện suy đoán, bởi vì tỉnh ủy vừa mới đổi nhiệm kỳ mới. Rất nhiều con đường chấp chính của lãnh đạo còn chưa chứng thực, hơn nữa lại còn có lãnh đạo tỉnh ủy mới gia nhập, thế cục của tỉnh Yến vẫn còn đang đinh hòa, lúc này liều lĩnh báo cáo, không nhất định sẽ có hậu quả xấu gì đó. Nhưng không báo, nếu chẳng may xong chuyện mà lãnh đạo nào đó không hài lòng, chỉ trích thành phố Lang cố ý che đậy, cũng có thể khiến cho tỉnh ủy hoặc tòa án nhân dân tỉnh túm tóc, đem đến khó khăn cho thành phố Lang. Cho nên Ngả Thành Văn rất rối rắm, hơn nữa Cổ Hướng Quốc vẫn kiên định cho rằng hiện tại thế cục của tỉnh ủy chưa định, lúc này không thích hợp báo cáo, sự việc tạm thời kéo dài thêm. Thật ra cũng đã biết tỉnh ủy đã nghe được tin tức, trước Tết thì đã biết rồi, Lãnh Chất Phương cũng không phải là người thường. Cái chết ngoài ý muốn của ông ta, không thể nào mà người của tỉnh ủy không biết. Tỉnh ủy không những biết, không chừng còn biết rõ được một số chi tiết bên trong, sở dĩ tỉnh ủy không có người chủ động hỏi, mà còn có liên quan đến thế cục của tỉnh ủy và hiện trạng của thành phố Lang. Nguyên nhân sâu bên trong, ở thành phố Lang cũng không có người đoán, dù sao chỉ cần biết, bây giờ trong con mắt của tỉnh ủy và Bắc Kinh thành phố Lang là một nơi có nhiều thị phi, chỉ cần thành phố Lang không báo cáo, tỉnh ủy cho dù biết, cũng sẽ không chủ động hỏi, ai hỏi, thì người đó sẽ bị vạ lây. Cho nên Hạ Tưởng vừa lên đến liền lo lắng khi đề xuất sự việc nghiêm trọng này, tỏ ra một trạng thái muốn báo cáo với tỉnh ủy, liền làm cho Cổ Hướng Quốc vừa lo sợ vừa giận, lập tức mở miệng phản bác. Phó thị trưởng Hạ, thành ủy đã có nghị quyết, tạm thời không thích hợp báo cáo với tỉnh ủy, hơn nữa cục thế hiện tại còn chưa sáng tỏ, anh lại có ý gì? Trước lúc ông ta chưa chuẩn bị đủ, nếu dưới sự đề nghị của Hạ Tưởng, chính thức báo cáo cho tỉnh ủy và Tòa án Nhân dân tỉnh, thì cấp trên nhất định sẽ có phản ứng, đưa ra chỉ thị. Bởi vì có một số việc có thể tự dối lòng mình, nhưng một khi sau khi dưới danh nghĩa của thành ủy công khai ra, sẽ chính thức đi vào ánh mắt của hai bên đảng ủy, thì nhất định phải làm ra chỉ thị tinh thần phù hợp quy tắc. Ông ta sẽ hoàn toàn bị động. Cổ Hướng Quốc đầy thâm ý sâu sắc liếc nhìn Hạ Tưởng, đoán rằng Hạ Tưởng nhất định có dụng ý muốn đánh ông ta không kịp trở tay. Liền nghĩ sau khi Hạ Tưởng đánh đổ Ma Dương Thiên, bây giờ hình như đã cùng Nga Ni Trần đi vào thời kỳ hòa bình, lại còn không an phận, muốn mượn cớ chuyện của Lãnh Chất Phương để xử ông ta, là có thể nhịn, hay không thể nhịn. Hạ Tưởng nhìn Cổ Hướng Quốc với ánh mắt nghi ngờ, không một chút sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả. Thị trưởng Cổ, ý của tôi là, bây giờ kéo dài đã lâu, nếu cứ kéo dài mãi, e rằng sẽ không đoán trước được hậu quả. Bây giờ bốn người phụ nữ ấy tranh giành rất ác liệt, ngày nào cũng muốn lên Tòa án Nhân dân tố cáo, muốn lên Tòa án Nhân dân tối cao để xét xử. Nếu họ mà đến được Tòa án Nhân dân tối cao, thì thành ủy ở thành phố Lang sẽ không còn mặt mũi nữa. Đến lúc đó Tòa án Nhân dân tối cao sẽ rất tức giận, tỉnh ủy và Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ đổ lỗi hết lên thành ủy thành phố Lang, nếu thành ủy thành phố Lang nhận hết trách nhiệm. Đương nhiên, tôi chỉ đưa ra suy nghĩ của mình, ý kiến cụ thể là phụ thuộc vào bí thư Ngả và ngài. Hạ Tưởng nói xong, quơ tay, làm như không có việc gì rồi đi. Hạ Tưởng tỏ vẻ như không có việc gì, Cổ Hướng Quốc lại lo lắng không ngừng. Hạ Tưởng nói rất đúng, phụ bê bối của bốn người phụ nữ của Lãnh Chất Phương một khi lên đến Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao mà nổi giận, nghĩ cũng không dám nghĩ tỉnh ủy sẽ không đếm xỉa đến, sẽ đổ tội lên hết thành phố Lang. Nếu thành phố Lang nhận hết trách nhiệm, thì không phải là ông ta và Ngả Thành Văn, thì còn có thể là ai? Cổ Hướng Quốc do dự, trong lòng nghĩ có cần đề nghị thành ủy chính thức thông qua nghị quyết, đem đầu đuôi câu chuyện trình lên tỉnh ủy và Tòa án Nhân dân tỉnh, ông ta cần cân nhắc sự việc, liền tạm thời không gọi điện cho Phạm Duệ Hằng. Ông ta không biết là, lúc ông ta và Hạ Tưởng nói chuyện với nhau, Ngả Thành Văn đã đi trước một bước, đã gọi điện báo cáo cho Phạm Duệ Hằng biết rồi. Bởi vì trước khi Hạ Tưởng đến văn phòng của Cổ Hướng Quốc, đã đến văn phòng của Ngả Thành Văn trước đồng thời thuyết phục Ngả Thành Văn công khai sự việc của Lãnh Chất Phương.
bởi vì mức độ nghiêm trọng về vụ án của Lãnh Chất Phương đã vượt xa hơn dự đoán của Hạ Tưởng lúc trước. Vốn dĩ Hạ Tưởng chỉ nghĩ Lãnh Chất Phương chỉ tham ô nhận hối lộ bình thường thôi, sau đó lại nuôi dưỡng người yêu và tiểu tam, ai ngờ y còn to gan hơn người khác, càng có tính đảm đương của đàn ông, cùng mỗi người phụ nữ đều có giấy hôn thú, và lại còn có con. Tuy nhiên đại khái tính ra, ít ra cũng phải có trên chục triệu tiền tham ô, nhưng cho dù ông ta nhận hối lộ hơn 100 triệu, nhưng người đã chết chuyện cũng đã rồi, dựa vào quy định của quan trường, người chết là lớn nhất, cho dù là tham ô nhận hối lộ, nhưng đã chết rồi, trên cơ bản về sau sẽ không truy cứu tiếp nữa. Sự bất đồng trong chuyện của Lãnh Chất Phương là, tình hình chung, cho dù người đã chết, nếu có tham ô nhận hối lộ sau khi bị người khác tố giác, che giấu không được thì, cũng phải tìm được tiền tham ô. Nhưng vấn đề hiện tại là, một đống vợ con cần số tiền tham ô của Lãnh Chất Phương để sống, ví dụ như nhà ở, nếu thu hồi lại thì 4 người phụ nữ và 4 đứa con sẽ phải ra đường ở, cũng không có nhân tính cho lắm. Hạ Tưởng cũng không giải quyết được tâm tư, nếu hắn không vô tình phát hiện ra phía sau sự việc của Lãnh Chất Phương, không ngờ lại có liên quan với Cổ Hướng Quốc. Anh Thành rất cẩn thận, Lịch Phi rất chú tâm, hai người mượn cớ điều tra Võ Tòng vô ý đánh chết Lãnh Chất Phương làm cớ, tỉ mỉ điều tra vấn đề phía sau sự việc của Lãnh Chất Phương, càng điều tra càng kinh sợ. Anh Thành rốt cuộc cũng không biết rõ được suy nghĩ của Hạ Tưởng bằng Lịch Phi, ông ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Lịch Phi đã nhanh nhẹn nắm bắt được giá trị lợi dụng lớn trong đó. Lịch Phi phát hiện, những hành vi tham ô nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương, đều âm thầm gián tiếp liên quan đến Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc hiện giờ là đối thủ lớn nhất của Hạ Tưởng ở thành phố Lang, cũng là chướng ngại vật trên đường đi của Hạ Tưởng. Cho dù Hạ Tưởng không ra tay đối phó lại Cổ Hướng Quốc, thì mâu thuẫn giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc cũng không thể hòa giải, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột lớn. Cùng với việc bị động bị Cổ Hướng Quốc áp chế, chỉ bằng kịp thời ra tay, đào một hố to cho Cổ Hướng Quốc. Cùng anh Thành có những chứng cứ khác nhau về vụ việc tham ô nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương là, bởi vì Lãnh Chất Phương đã chết, tạm thời ủy ban kỷ luật không tham gia, chỉ để cục thành phố điều tra như những vụ án bình thường. Lịch Phi đã âm thầm thu thập được chứng cứ xác thực về sự qua lại giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc. Đợi đến khi anh ta đem tất cả tài liệu giao cho Hạ Tưởng thì, Hạ Tưởng sẽ rất kinh ngạc. Trong nỗi khiếp sợ, Hạ Tưởng vô cùng may mắn quyết định điều Lịch Phi đến bên cạnh mình, anh Thành đã lớn tuổi, không thể hiểu rõ được suy nghĩ của hắn, mà Lịch Phi vừa trẻ tuổi lại tinh tường, đồng thời lại vô cùng hiểu rõ suy nghĩ của hắn, sau này dốc sức bồi dưỡng, có hy vọng sẽ trở thành trợ tá đắc lực của hắn. Lúc ấy Hạ Tưởng trong tay cầm tài liệu, liền trầm tư suy nghĩ. Hắn cũng thật không ngờ giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc lại có cấu kết sâu như vậy, hắn cũng hiểu rõ được giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc, nhất định là có mưu mẹo, nhưng lại không ngờ, gần như phía sau việc tham ô của Lãnh Chất Phương, cũng có bóng dáng của Cổ Hướng Quốc nhúng tay vào. Hai người quả thực là con trâu chấu trên một sợi dây. Đương nhiên, chứng cứ là chỉ hướng về Cổ Hướng Quốc, nhưng cũng rất mịt mờ. Không có chứng cứ xác thực, muốn mượn cớ chuyện của Lãnh Chất Phương đón đầu công kích Cổ Hướng Quốc là điều không thể, nhưng mượn chuyện này để cảnh cáo Cổ Hướng Quốc, hoặc tiến một bước mà nói, đặt một gông xiềng vào cổ ông ta, cũng là có thể được. Do đó trải qua một cuộc đắn đo, Hạ Tưởng quyết định phải công khai chuyện của Lãnh Chất Phương, không chỉ là áp bức Cổ Hướng Quốc vào khuôn khổ, cũng là muốn chỉnh đốn bầu không khí chính trị ở thành phố Lang, bây giờ bầu không khí của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có nhiều thay đổi. So với trước kia thì Cục Công an thành phố đã tốt hơn trước, nhưng vấn đề của Viện Kiểm sát và Tòa án vẫn còn tồn tại, vẫn làm cho thành phố Lang có một bộ mặt đen tối, sau khi rửa sạch một phần, những chỗ còn đen, ngược lại càng đen hơn. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng có để tâm đến, bây giờ thế cục của tỉnh ủy khá phức tạp, cũng may là hắn đã lợi dụng chuyện của Lưu Tuấn thăm dò được vài điểm mấu chốt về Phạm Duệ Hằng. Tuy Phạm Duệ Hằng là nhân vật số một đảm nhiệm tỉnh ủy, nhưng bước tiến không lớn. Đồng thời sự bạc tình cũng không thay đổi mấy, cho nên đừng xem chuyện còn con của Lưu Tuấn không quan trọng gì, nhưng nó sẽ khiến cho Hạ Tưởng sau này có chừng mực nắm bắt sự việc, cho nên trước khi hắn thăm dò Cổ Hướng Quốc, thì phải thăm dò Ngả Thành Văn trước. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, khi Ngả Thành Văn nghe hắn nói xong, cũng ý thức được sự việc có tính nghiêm trọng, trước hết là báo cáo công việc cho Phạm Duệ Hằng biết. Cho dù nói quan hệ giữa Ngả Thành Văn và Phạm Duệ Hằng không có gì mật thiết, thậm chí còn có một số nhân tố đối địch, nhưng Ngả Thành Văn chủ động báo cáo công việc cho Phạm Duệ Hằng, một là phù hợp quy cách, hai là cũng là tỏ vẻ thiện ý.
những văn chương ngoài mặt trong quan trường nhất định cần phải làm đủ. Sau khi Ngả Thành Văn nghe xong điện thoại của Phạm Duệ Hằng, lại liền báo cáo cho Tống Chiêu Độ. Tỉnh ủy bị sốc nặng. Nói là sốc chỉ là lý do từ chối bên ngoài, thực ra họ đã sốc qua, cũng đã sớm biết được vấn đề của Lãnh Chất Phương có tính nghiêm trọng, và đã cùng Tòa án Nhân dân tỉnh âm thầm phối hợp, cũng đạt được nhận định chung, nhưng trước khi thành ủy thành phố chính thức báo cáo, thì ai cũng không dám chủ động đi hỏi chuyện, không phải là không có đảm nhiệm, mà hiện tại đại cục ban đầu của thành phố Yến mới định, ai cũng không muốn chủ động mà dây vào đó. Chủ động dây vào là tự mình tìm rắc rối cho mình, ai cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bây giờ đều ở giai đoạn quan sát, muốn xem nguyên tắc chỉ đạo chính sách chính trị của Phạm Duệ Hằng, muốn xem phong cách chấp chính của Tống Chiêu Độ, VV, tuy Lãnh Chất Phương thân là tránh án tòa án, nhưng có thể che thì che, ai mà để ý. Chỉ cần không có gì liên quan mà lại có lợi cho mình, nhất định sẽ không ai để ý đến. Những người trong tỉnh ủy, đã gặp rất nhiều chuyện âm u trong quan trường, chuyện của Lãnh Chất Phương tuy là ly kỳ, nhưng cũng trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng Ngả Thành Văn đích thân lên báo cáo, liền có nghĩa là thành phố Lang muốn công khai sự việc, tỉnh ủy cần phải bày tỏ thái độ. Phạm Duệ Hằng ít nhiều gì của biết được những liên quan của Cổ Hướng Quốc và Lãnh Chất Phương, khi Ngả Thành Văn báo cáo công việc, lại không trực tiếp đề cập đến danh nghĩa của thành phố Lang, hiển nhiên đều không phải là danh nghĩa chính thức của thành ủy, nhưng Ngả Thành Văn rốt cuộc cũng là bí thư thành ủy, đích thân ông ta ra mặt và thành ủy thành phố Lang ra mặt, cũng không có gì khác biệt. Tỉnh ủy dưới sự đề nghị của Phạm Duệ Hằng, mời các bí thư văn phòng tiến hành hiệp thương họp khẩn cấp, đồng thời mời chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh dự thính hội nghị. Tống Chiêu Độ đã sớm nghe qua chuyện của Lãnh Chất Phương, chuyện xảy ra lần này, trong lòng của ông ta cũng đã biết trước, khi đến hội nghị công việc bí thư, ông ta đã nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, biết được Hạ Tưởng cố tình muốn như vậy. Hội nghị công việc bí thư tổng cộng có 5 người tham gia, Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ, Mai Thái Bình và Mã Tiêu cùng chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Dương Lâm Thanh. Trước tiên Phạm Duệ Hằng giới thiệu sơ một chút về tình hình, liền nói. Các đồng chí, vấn đề của đồng chí Lãnh Chất Phương rất nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc ông ta cũng là một đồng chí lão thành có cống hiến nổi bật, hơn nữa còn bất hạnh mà chết, nếu lại truy cứu trách nhiệm ông ta, thì có chút không hợp tình người. Người chết là lớn nhất, nếu thành ủy thành phố Lang báo lên, thì ý kiến của tôi là, xử lý trong nội bộ là được rồi, nộp tiền tham ô, nhưng phải đảm bảo được cuộc sống của những người sau lưng ông ta. Pháp luật cũng không phải không có tình người, đúng không? Ý kiến của Phạm Duệ Hằng là xử lý theo cách chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, kể cả đưa lên cao cũng không, chỉ nhẹ nhàng đưa xuống thấp. Tống Chiêu Độ liến nhìn Mai Thái Bình một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Là một bộ máy tỉnh ủy từ lúc thành lập cho đến nay, đây là lần đầu tiên cuộc hội nghị công việc bí thư quan trọng như vậy, cuộc thảo luận là vụ tai nạn ngoài ý muốn ở thành phố Lang, ít nhiều gì cũng làm cho Tống Chiêu Độ có chút cảm thán. Hạ Tưởng bị người khác rời về thành phố Lang, dụng ý là muốn cho hắn đến khuấy động cục thế của thành phố Lang, Hạ Tưởng đúng là không phụ lòng mong đợi của mọi người, chẳng những làm cho những nhân vật phía sau hài lòng, cũng làm cho ông ta và những người kỳ vọng Hạ Tưởng nhanh chóng trưởng thành, vô cùng hài lòng. Lần này Hạ Tưởng có ý muốn lấy chuyện của Lãnh Chất Phương làm văn, Tống Chiêu Độ cũng không biết rõ trên người Lãnh Chất Phương rốt cuộc có bao nhiêu thứ để đào móc, nhưng ông ta biết, Hạ Tưởng làm việc rất có chừng mực. Bây giờ là lúc cần ông ta ở tỉnh ủy ra sức. Đồng thời, lại một lần nữa trực tiếp so chiêu với Phạm Duệ Hằng. Trong việc chấp chính của Tống Chiêu Độ, có một số chỗ xung đột với Phạm Duệ Hằng. Nhưng bởi vì bộ máy mới thành lập không lâu, còn chưa rõ rệt, nhưng nhất định sẽ có mâu thuẫn. Ở đâu có người là có mâu thuẫn, huống chi là nơi tập trung các quyền lực cao độ như ở tỉnh ủy đây. Hôm nay, là một xung đột trực tiếp đầu tiên với quy mô nhỏ. Đồng chí Ngả Thành Văn cũng có nói sơ tình hình cho tôi biết, nhắc đến vấn đề 4 người vợ của Lãnh Chất Phương, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, trong cán bộ của thành phố Lang và quần chúng, xảy ra ảnh hưởng không thể cứu vãn, tuy rằng đồng chí Lãnh Chất Phương đã chết ngoài ý muốn, nhưng người đã chết rồi, sự việc thì vẫn còn, cần phải đưa ra kết quả xử lý, đưa ra lời giải thích cho cán bộ đảng viên và người dân. Tống Chiêu Độ liếc nhìn Mai Thái Bình một cái, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, lại nhìn Mã Tiêu, nghĩ thầm. Hội nghị công việc bí thư hôm nay, một mình ông ta vỗ không nên tiếng, Mã Tiêu nhất định sẽ tán thành đề nghị của Phạm Duệ Hằng, mà lập trường của Mai Thái Bình có chút mập mờ, hình như bởi vì sau khi có xung đột với Hạ Tưởng, thái độ của ông ta có chút biến đổi khéo léo. Mai Thái Bình cũng giống như lúc trước,
làm bộ dáng không liên quan đến mình, ông ta không thèm để ý đến ánh mắt của Tống Chiêu Độ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, hình như đang suy nghĩ chuyện gì, một lát sau mới nói. Chuyện này, che giấu cũng không được, thành phố Lang rất gần Bắc Kinh, chỉ cần có người muốn lan truyền, bên phía Bắc Kinh nhất định sẽ biết. Nếu làm kinh động đến các lãnh đạo trung ương, tỉnh ủy lại không có hành động gì, thì rất là bị động. Lời nói của Mai Thái Bình có cường độ hơn Tống Chiêu Độ, có nhiều hàm ý, ý là mặc kệ là cố ý hay vô ý, muốn cho lãnh đạo trung ương biết, thì chỉ là chuyện dễ, bởi vì nói không chừng có người cố ý lan truyền tin tức. Phạm Duệ Hằng lập tức ý thức được Hạ Tưởng ở Bắc Kinh cũng có mạng lưới quan hệ nhiều mặt, trong lòng nhảy dựng lên. Y bảo vệ lãnh chất phương, ngược lại không có lợi ích bản thân, mà là một là bảo vệ cục diện ổn định của thành phố Lang, hai là sợ liên lụy đến Cổ Hướng Quốc, bởi vì có người đặc biệt dặn dò phải chiếu cố Cổ Hướng Quốc thích hợp. Người chuyển giao cho ông ta là người có ân dẫn dắt, hơn nữa người này ở Trung ương có vị trí hết sức quan trọng, lời nói của ông ta, Phạm Duệ Hằng cần phải nghe, hơn nữa còn phải thận trọng đối đãi. Nhưng Mai Thái Bình nói cũng rất có lý, Phạm Duệ Hằng cảm thấy khó xử, nhất thời không có được chủ ý. Mã Tiêu cũng nhìn ra được tình thế có khuynh hướng rằng co, ông ta cũng đang do dự làm sao mở miệng, dựa vào lập trường của ông ta thì, chuyện của lãnh chất phương cũng nên xử lý thích đáng mời phù hợp với lợi ích của tỉnh ủy. Nhưng ông ta cũng biết, lãnh chất phương và Cổ Hướng Quốc cũng cùng xuất hiện. Ngoài ra, Phó Gia cũng đã từng hợp tác với Cổ Hướng Quốc, nhưng không có quan hệ đồng minh mật thiết, ông ta có giúp đỡ Cổ Hướng Quốc nói chuyện hay không, cũng là chuyện có thể. Nhưng có một điều, Cổ Hướng Quốc bất hòa với Hạ Tưởng, ông ta cũng không vừa mắt với Hạ Tưởng, nếu giúp Cổ Hướng Quốc tương đương với việc đả kích ý đồ của Hạ Tưởng, hay là ông ta hãy cứ nguyện ý cản trở kế hoạch của Hạ Tưởng, mặc kệ kế hoạch của Hạ Tưởng là gì, chỉ cần không cho Hạ Tưởng thuận lợi hoàn thành, thì tốt rồi. Chỉ có điều, Mã Tiêu có hơi do dự là, ông ta cũng biết là tuy Tống Chiêu Độ ngoài mặt không mạnh mẽ, nhưng con người rất có thủ đoạn, năm đó đã từng lật đổ được Cao Thành Tùng, bây giờ đã là chủ tịch một tỉnh, tốt hơn là đừng đắc tội ông ta. Nếu không ở tỉnh Yến, ông ta cũng sẽ không dễ dàng triển khai được công việc, mặc dù là Tống Chiêu Độ cũng không quản được ban tổ chức cán bộ ban. Nói thật thì, trong thâm tâm của Mã Tiêu có chút e ngại sự trầm ổn và không lường trước được của Tống Chiêu Độ, theo ông ta, đừng xem Phạm Duệ Hằng là nhân vật số một, nhưng chưa chắc là chấn giữ được Tống Chiêu Độ. Chần chừ một lát, Mã Tiêu liền mập mờ nói một câu. Ý của tôi là, phải nghe thêm ý kiến của Chánh án Dương. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Dương Lâm Thanh dự thính hội nghị, thực ra không có quyền phát ngôn nhiều, ông ta chỉ ngồi một bên nghe. Hệ thống tòa án tuy độc lập, nhưng tất cả đều dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, trình tự bổ nhiệm cũng từ đảng ủy đề danh. Sau đó mới do Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua. Dương Lâm Thanh đối với con người của lãnh chất phương, ít nhiều gì cũng có biết qua, khi đề cử lãnh chất phương đảm nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, ông ta cũng có ý tán thành. Lãnh chất phương trong mắt của ông ta, cũng không thể nói là quá ác liệt, nhưng cũng không có nhiều thiện cảm, giữa ông ta và lãnh chất phương, là không có quan hệ mật thiết trong công việc, Tòa án Nhân dân tỉnh đề bạt lãnh chất phương, là bởi vì lãnh chất phương phù hợp với điều kiện đề bạt. Không phải là ông ta cố ý chiếu cố. Ông ta cũng nhìn ra được không khí của hội nghị công việc bí thư rất tế nhị, Mã Tiêu cuối cùng đá cầu về cho ông ta, cũng là Mã Tiêu khó khăn. Vụ án của lãnh chất phương tuy khó giải quyết, mặc kệ là che giấu hay là công khai, đều có khả năng sẽ có hậu quả không lường trước được. Quan trọng là, ai cũng không muốn chịu trách nhiệm, ai cũng không muốn một khi làm lớn chuyện, sẽ trở thành người chịu tội thay. Những người đang ngồi, đều những nhân vật hết sức quan trọng ở tỉnh Yến, họ đều không biết là, quyết định của cuộc hội nghị công việc bí thư lần này lại có ảnh hưởng sâu sắc, làm cho cục thế của thành phố Lang cũng như tỉnh Yến, mang đến thay đổi chấn động đến như thế nào. Chương 858, tạm dừng, đột nhiên kinh hãi. Dương Lâm Thanh do dự một hồi mới không dám khẳng định mà nói. Một vị chánh án tòa án, có bốn người vợ và bốn đứa con, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối là chuyện bê bối. Sẽ làm hệ thống pháp luật công chính kiểm soát của tỉnh Yến bị mất mặt. Nếu không xử lý, mà làm lớn chuyện, càng làm cho tỉnh Yến mất mặt. Ông ta từ trong bao công văn lấy ra một phần văn kiện, nhìn sơ qua. Căn cứ theo cách giải quyết những việc xảy ra tương tự như trước đây, và vị trí địa lý đặc biệt của tỉnh Yến, theo tôi nghĩ không nên làm lớn chuyện, đồng thời, còn phải áp dụng những biện pháp nhất định để vãn hồi. Lời nói của Dương Lâm Thanh có tính xử lý bảo thủ. Ý là muốn xử trí nội bộ,
không công khai ra ngoài. Trên cơ bản ý kiến của Dương Lâm Thanh và mọi người ở đây đều có cùng cách nhìn, tỉnh ủy cần phải có thái độ đoan chính, lấy ra được lập trường chính diện để giải quyết vấn đề, nhưng cũng cần phải yêu cầu khống chế trong phạm vi nhất định. Cuối cùng đã hình thành chung nhận thức, yêu cầu thành phố Lang nghiêm túc xử lý vấn đề còn lưu lại của lãnh chất phương, tiền tham ô phải giao nộp lại, nhưng cũng phải tận khả năng suy nghĩ đến vấn đề sinh hoạt của gia đình ông ta, đồng thời, phải dựa vào cách thức công khai một nửa để tiến hành điều tra. Còn có một điều, nhất định phải đề phòng tình thế mở rộng, ngăn chặn toàn bộ hình thức phỏng vấn đoàn thể. Ý kiến cuối cùng, có thể trong phạm vi tiếp nhận, tương đương với ý kiến thỏa hiệp, cũng coi như được Tống Chiêu Độ hài lòng. Cuộc hội nghị hôm nay vốn dĩ phải do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lý Ngôn Hoàng tham gia, nhưng Lý Ngôn Hoàng đi công tác chưa về, ngay sau sự việc lại gọi điện trưng cầu ý kiến của ông ta, Lý Ngôn Hoàng tỏ ý tôn trọng nghị quyết của hội nghị công việc bí thư. Sau khi ý kiến của tỉnh ủy phản hồi lại thành ủy thành phố Lang cũng trong thời gian ngắn mở cuộc họp hội nghị công việc bí thư, Ngả Thành Văn, Cổ Hướng Quốc, Lữ Nhất Khả, Hạ Tưởng và Phó Chánh án Tòa án Lý Hiểu Mẫn cùng tham gia hội nghị. Hội nghị do Ngả Thành Văn chủ trì, đầu tiên ông ta truyền đạt chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, đề xuất giai đoạn hiện tại lấy điều tra của cục thành phố là chính, nếu đề cập đến những người khác và việc khác, thì ủy ban kỷ luật thành phố có thể tham gia bất cứ lúc nào. Mọi người đều không có ý kiến gì khác, rốt cuộc sự việc cũng đã đến bước này rồi, muốn vòng vo cũng không được. Nhưng Cổ Hướng Quốc cũng biết Hạ Tưởng nhất định đã nhúng tay phía sau, trong lòng không mấy thoải mái, không khỏi nhìn Hạ Tưởng vài lần. Hạ Tưởng không thèm để ý đến việc Cổ Hướng Quốc không hài lòng, hắn đã đạt được mục đích, cũng đã mãn nguyện rồi. Chủ yếu là những chuyện của lãnh chất phương, nếu tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một vụ bê bối lớn, ai bảo chân tay Cổ Hướng Quốc không sạch sẽ. Liên lụy quá sâu. Chỉ trách mình làm việc không sáng suốt, không thể trách người khác ra tay độc ác. Hội nghị công việc bí thư vốn dĩ cũng có Lộ Hồng Chiêm tham gia, nhưng Lộ Hồng Chiêm cũng không biết có nguyên nhân gì, sau Tết thì sức khỏe luôn không tốt, gần đây lại mới xin nghỉ bệnh, nói là muốn nghỉ dưỡng một thời gian. Cũng không biết là ông ta muốn nghỉ dưỡng thật, hay là mượn danh nghĩa nghỉ dưỡng, để che giấu thiên hạ, sau đó âm thầm bày bố thì không biết rồi. Dù sao Hạ Tưởng cũng không lo lắng, dù gì trời muốn đổ mưa, người muốn nắm quyền, anh có mùng 1, thì người khác có 15. Sau hội nghị công việc bí thư, Cục Công an thành phố đã có chỉ thị xác thực, dưới sự dẫn dắt của anh Thành, tiếp tục thâm nhập sâu vào phía sau vụ án của lãnh chất phương, Cổ Hướng Quốc không tránh khỏi lo lắng đề phòng, liền thương lượng cùng Lộ Hồng Chiêm, cho những thân tín của Lộ Hồng Chiêm ở Cục Công an thành phố lúc nào cũng phải lưu ý tình thế phát triển. Lộ Hồng Chiêm đồng ý ngay. Lộ Hồng Chiêm trong thời gian nghỉ dưỡng thực sự là người nghỉ nhưng tâm không nghỉ, sau khi ông ta cùng Cổ Hướng Quốc thương lượng xong cảm thấy nếu cứ đối kháng trực tiếp với Hạ Tưởng thì, phần thắng rất ít, chỉ bằng áp dụng kế sách vòng vo, ngoài mặt thì không ở đây, âm thầm triệu tập tất cả những thân tín trước đây lại, tiến hành thảo luận toàn phương vị, có ý đồ một lần nữa khống chế đại cục của Cục Công an thành phố giành lại quyền to. Những thân tín của Lộ Hồng Chiêm dĩ nhiên bằng lòng để Lộ Hồng Chiêm khôi phục lại địa vị nói 102 ở Cục Công an thành phố, toàn bộ đều nhận lời phối hợp với sự chỉ huy của Lộ Hồng Chiêm, từng bước giành lại địa vị vốn có ở Cục Công an thành phố. Sau mưu đồ bí mật, liền bắt đầu một loạt bố cục âm thầm, chuẩn bị ở Cục thành phố mở một cuộc vận động âm thầm đoạt lại quyền hành. Thành phố Lang, bề mặt ngoài chuyện của lãnh chất phương ra, dường như tạm thời gió yên sóng lặng, tình hình không có xu thế thay đổi gì. Tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, hình như là Cố Hướng Quốc khiêm tốn, Nga Ni Trần tạm thời chịu thua, Hạ Tưởng đoạt được địa vị đáng có, nhưng Hạ Tưởng cũng không có vênh váo tự đắc, mà hoàn toàn tập trung vào công việc bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thành phố Lang, sau khi trải qua một loạt thay đổi bất ngờ, cũng thực sự đã có một khoảng thời gian bình yên ôn hòa. Thực ra, dưới sự hòa bình, còn ẩn núp không ít biến đổi và tai họa ngầm. Trong lòng Hạ Tưởng đã có cân nhắc, trong lòng Cổ Hướng Quốc và Ngả Thành Văn cũng có cân nhắc. Do Lịch Phi âm thầm điều tra, Hạ Tưởng rất yên tâm, hắn cũng không nghĩ là có thể xong trong một lần, làm gì cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Hơn nữa nếu thành phố Lang không ngừng xuất hiện sự việc rối loạn lung tung, không những tỉnh ủy không hài lòng, trung ương không chừng cũng sẽ không nhẫn nại. Thời gian trong nháy mắt đã đến tháng 4, thời tiết chuyển sang ấm áp, xuân về khắp nơi, ngoại ô của thành phố Lang bắt đầu có chút xanh biếc. Cũng giống với thi công dự án khu đại học khí thế hừng hực, du lịch nông nghiệp của Dương Uy,
cũng là cảnh tượng bước đầu vui sướng hướng tới phồn vinh. Hạ Tưởng đứng ở ngoài ô của thành phố Lang, nhìn đồng ruộng rộng mênh mông, các loại phương tiện hiện đại hóa đang thi công sục sôi. Bờ ruộng ngăn nắp, cây cối cấy ghép, quy hoạch thành một trang viên lớn, biểu hiện cho việc sắp ra đời một cơ sở nông nghiệp hiện đại hóa để nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi. Ở một bên căn cứ, lại nổi lên một bức tường vây quanh, trong tường vây, hạng mục phụ trợ du lịch nông nghiệp là căn cứ sinh thái hữu cơ, vừa bao gồm có cây nông nghiệp, lại bao gồm có nuôi trồng hữu cơ. Dương Uy với vẻ mặt hưng phấn đứng bên cạnh Hạ Tưởng, giới thiệu những cảnh vật trước mắt cho Hạ Tưởng biết. Từ lúc y quyết tâm theo Hạ Tưởng, liền nhận định rằng Hạ Tưởng ở thành phố Lang có thể đứng vững, và còn nhất định sẽ có nhiều chỗ phát huy tài năng, đến bây giờ, y vô cũng khâm phục quyết định anh minh lúc đầu của mình. Dương Uy đã từng tìm hiểu lai lịch của Hạ Tưởng, đương nhiên y chỉ có thể thấy được những phần được công khai, những việc không công khai, y cũng không có cách biết được chân tướng. Nhưng Dương Uy nghiên cứu không phải là con đường lên chức của Hạ Tưởng, mà là thành tựu kinh tế ở mỗi nhiệm kỳ của Hạ Tưởng. Qua nghiên cứu càng làm cho Dương Uy kinh sợ càng khâm phục. Y ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng những chuyện trong quan trường, cho dù y không phải là người trong quan trường, nhưng cũng biết ở Trung Quốc, muốn phát tài, thì phải hợp tác với các quan, nếu không sẽ khó kiếm tiền. Mới bắt đầu y đã nhúng tay vào nghiên cứu lai lịch của các quan viên ở khắp nơi, xem quan viên nào có thủ đoạn tốt, quan viên nào có đầu óc kinh tế. Kết quả phát hiện, có rất nhiều quan viên có thủ đoạn trong chính trị, nhưng người có đầu óc kinh tế thì lại rất ít. Tuy có không ít cán bộ trong nhiệm kỳ làm rất nhiều chuyện lớn thực tế, nhưng thực ra chỉ là công trình bề ngoài hoặc là công trình kết hợp chính trị, mang lại lợi ích thực tế thực sự không nhiều. Đồng thời cũng có quan viên có đầu óc kinh tế thật sự, cũng làm ra không ít việc lớn việc tốt thực tế, nhưng sau khi thành công, lại bị người khác đánh cắp thành quả thắng lợi, đã chứng minh một điều, chỉ có đầu óc kinh tế thì không đủ, đã là người làm quan, cần phải có đủ thủ đoạn chính trị mới có thể bảo vệ được mình trong quan trường. Cuối cùng y nghiên cứu và phát hiện ra, Hạ Tưởng nằm trong tầm mắt của y, thủ đoạn chính trị không những cao siêu, mà còn có đầu óc kinh tế hơn người, là một nhân vật toàn năng hiếm thấy. Lúc đầu y cũng không tin, sau khi nghiên cứu kỹ mới phát hiện, thật đúng là như vậy, Hạ Tưởng thực sự đã biểu hiện được tầm mắt chuẩn xác kinh người, cùng với những thủ đoạn chính trị không chút bình thường. Dương Uy dưới sự giới thiệu của Triệu Tiểu Phong, quyết định theo sát Hạ Tưởng, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của y. Trước kia y hay lưu lạc bụi hoa, cho rằng trong cuộc sống là phải ăn nhậu chơi bời và tán gái, cũng không có lý tưởng gì to lớn. Nhưng tuổi càng cao, y lại càng ngày càng cảm thấy trong cuộc đời, phải làm một việc gì đó trong đời người, mà không phải chỉ là tiền và người đẹp. Cho nên, y đã hạ quyết tâm, phải dựa dẫm vào cái cây to lớn như Hạ Tưởng đây, trước khi Hạ Tưởng còn chưa trở thành cây đại thụ che trời, phải dựa vào đó để đi lên, đến khi Hạ Tưởng đã trở thành cây đại thụ che trời, thì một người thân tín như y, nhất định sẽ có một vị trí trong mắt của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quả nhiên không làm Dương Uy thất vọng, sau khi trải qua một loạt sự việc, Dương Uy càng kiên định phán đoán của mình, Hạ Tưởng không những có thể tin cậy, sau này nhất định cũng sẽ có tiền đồ rất tốt, y liền âm thầm cảm thấy vinh hạnh, cảm thấy vô cùng tự hào khi sớm quen biết được Hạ Tưởng. Cũng cố ra sức để đầu tư vào hạng mục du lịch tham quan nông nghiệp, khát vọng làm nên một thành tích, nhưng chưa có được thiện cảm và tán thành của Hạ Tưởng, y cũng biết rõ, bây giờ Hạ Tưởng tuy cũng có chút tín nhiệm y, nhưng không phải là có ý nghĩa tín nhiệm thật sự, y vẫn còn đảo quanh ở ngoài vòng kết giao của Hạ Tưởng, muốn vào tầng trung tâm, còn cần phải làm rất nhiều công việc. Hạ Tưởng ít nhiều gì cũng đoán được tâm tư của Dương Uy, hắn cũng không thèm nói, cũng không ám chỉ Dương Uy phải làm việc gì. Những người bên cạnh các quan viên, đều luôn tập hợp không ít các thương nhân lớn nhỏ, có người là bạn, có thể thổ lộ tình cảm. Có người là người xấu, có thể hại người, phán đoán của hắn, thì Dương Uy có khả năng thổ lộ tình cảm, nhưng không phải là bây giờ, lâu ngày mới biết được lòng người, hắn còn cần phải quan sát một thời gian nữa. Buổi trưa, Hạ Tưởng và Dương Uy cũng nhau đi ăn trưa. Dương Uy cũng không kiêng dè Hạ Tưởng, lại đổi một người bạn gái khác, là một người nhỏ nhắn dễ thương. Người bạn gái mới tên là Tiểu Manh, thực sự rất mỏng manh, đeo một cặp kính có gọng màu đỏ, tuổi đời còn nhỏ, làm cho Hạ Tưởng hoài nghi cô ta quá lắm chỉ là học sinh trung học thôi. Lúc nói chuyện Tiểu Manh cũng rất nhã nhặn, vô cùng thanh thoát, Hạ Tưởng không khỏi nhìn thoáng qua Dương Thành. Hiển nhiên Dương Uy có chút phong lưu, nhưng không phải là yêu cho có, mỗi người bạn gái đều có nét đẹp riêng, không ai giống ai.
Bởi vì là thứ bảy, buổi chiều không có việc gì làm, sau cơm trưa, Hạ Tưởng chuẩn bị về ký túc xá, lại nhận được điện thoại của Vệ Tân, muốn hắn đến nhà. Hạ Tưởng liền tiến thẳng đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Vệ Tân, vừa đến cửa, Vệ Tân đã đưa sẵn dép, lại giúp hắn thay quần áo, sau đó lại có một ly trà nóng đưa đến tay. Hạ Tưởng có chút xúc động, sự ân cần của Vệ Tân luôn làm cho người khác lưu luyến, hắn vốn dĩ tưởng rằng mình có thể khắc phục, nhưng từ sau khi Vệ Tân đến thành phố Lang ở, hắn chưa đến được hai lần, sau này mỗi khi làm về, sẽ không tự chủ được mà đến nhà của Vệ Tân nghỉ ngơi. Dù sao thì quá ấm áp quá thoải mái cũng làm cho người ta khó có thể tiêu tan, nhất là mỗi ngày đều rất mệt nhọc, tự nhiên sau khi đi làm về, có thể được ở nhà thoải mái ăn cơm, mà Vệ Tân, hiển nhiên cũng cố tình xây dựng ra bầu không khí gia đình. Vệ Tân đầu tư ở thành phố Lang đã được xác lập, tuy đầu tư vốn không nhiều, chỉ có vài chục ngàn, nhưng Vệ Tân rất dụng tâm làm, cũng rất nhập tâm, cũng có ý muốn cắm rễ ở thành phố Lang. Bởi vì thành phố Lang cách Bắc Kinh và Thiên Tân không xa, ngành sản xuất thông tin điện tử cũng rất có triển vọng. Hạ Tưởng cũng đồng ý quan điểm của Vệ Tân, cho dù nói thật, hắn không mấy gì biết rõ về việc nghiên cứu ngành sản xuất thông tin điện tử, không những không bằng Liên Nhược Hàm, cũng không bằng Vệ Tân. Nếu Vệ Tân có lòng tin làm, hắn cũng sẽ tận khả năng bồi dưỡng chính sách. Nhắc đến Liên Nhược Hàm, Hạ Tưởng thực sự có chút nhớ Liên Nhược Hàm, có một thời gian dài hắn đã không gặp em Liên của hắn rồi. Liên Nhược Hàm đang bận việc đưa công ty ra thị trường, bận đến tối mặt tối mày, nhưng lúc này đã xác định, lạc quan phỏng chừng, sau khi ra thị trường, thì cổ phần của Liên Nhược Hàm sẽ tăng lên gấp 10 lần, nói một cách bảo thủ thì, cổ phần của cô ấy nếu đưa ra thị trường thì sẽ ít đi nhiều, nhưng danh nghĩa của cô ấy ít nhất cũng trên 10 tỷ đô la Mỹ phí sản xuất. Liên Nhược Hàm sẽ là một người siêu giàu có xứng đáng trong nước, lại có thêm một định nghĩa, là một tỷ phú ẩn hình. Đương nhiên, trong bảng xếp hạng những người giàu có ở trong và ngoài nước, không thể thu thập được tư liệu của Liên Nhược Hàm, cho dù có người nội bộ biết, cũng không ai dám công bố, trừ phi là tạp chí của họ không muốn tiếp tục làm. Hạ Tưởng cũng đồng thời nhớ đến Tiểu Liên Hạ, đương nhiên, cũng còn có mẹ con Mai Đình và Tiếu Giai. Hạ Tưởng ngồi trên ghế sofa, uống trà thơm, tâm tư trôi nổi không ngừng. Một mặt, đắm chìm trong căn nhà ấm cúng của Vệ Tân, những chuyện cũ cứ chồng khít lên nhau, khiến cho hắn giật mình tỉnh mộng. Mặt khác, lại nghĩ đến một số vấn đề chính trị. Gần đây không có liên hệ với Mai Hiểu Lâm, có lẽ là bởi vì có chút xa cách gia đình, Mai Hiểu Lâm đã ít gọi cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xem ra, Mai Hiểu Lâm bây giờ so với lúc trước thì, thành thục và có trí tuệ nhiều hơn, cũng không giống với Liên Nhược Hạm, là một nhân vật trong quan trường, nếu lựa chọn giữa lợi ích gia tộc và chuyện tình cá nhân, hắn tin rằng Mai Hiểu Lâm sẽ dần nghiêng về phía lợi ích gia tộc. Dù sao Mai Hiểu Lâm ở trong quan trường như cá gặp nước, cô ấy là càng lội được xa, thì vị trí càng cao, suy nghĩ càng nhiều vấn đề, so sánh với nhau, những yêu thích của cá nhân sẽ nhường hết chỗ cho đại cục. Những chuyển biến nhỏ của Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng trong lòng cũng biết rõ. Hắn cũng khó mà nói được cô ấy cái gì, Mai Hiểu Lâm là bị hắn khuyên đi vào con đường chính trị, đồng thời, giữa hắn và Mai Hiểu Lâm không có nhiều tình cảm gút mắc, càng không có ước định, cho nên hắn không làm gì được Mai Hiểu Lâm. Giống như sau khi hắn quen biết Mai Hiểu Lâm, hắn đã từng không làm gì được cô ấy. Vì cô ấy rất có cá tính, lại rất có chủ kiến, không bao giờ lấy ý chí của hắn mà chuyển biến, hắn đối với cô ấy, thật sự bất lực. Chỉ là Hạ Tưởng không muốn cuối cùng phải cùng Mai Hiểu Lâm đi về phe đối lập, trở thành kẻ thù. Cho dù hắn và Mai Hiểu Lâm không cùng một trận chiến, cũng không nên hoàn toàn trở thành phe đối địch thì tốt hơn. Những việc trong chính trị, không hoan nghênh vì ý chí của một cá nhân mà xoay chuyển, khi càng có nhiều, là toàn bộ tình hình sẽ làm cho lập trường chính trị bất đồng. Vô tình nghĩ đến Nhập Thần, ngay cả Vệ Tân ngồi bên cạnh hắn lúc nào chẳng hay, hắn cũng không phát giác, mãi đến khi tay của Vệ Tân bóp chặt mũi của hắn, thì hắn mới giật mình tỉnh ngộ, đưa tay đẩy tay Vệ Tân ra. Không được động tay động chân, phải chú ý đến hình tượng. Chú ý hình tượng cái gì? Nói chuyện giống như thật vậy. Vẻ mặt Vệ Tân cười cười. Ở nhà mà còn ngồi nghiêm chỉnh nữa, mệt ghê. Em thực sự đã sớm phát hiện ra một điều, là khi anh ở thành phố Yến, rất ít nghiêm mặt, sau khi đến thành phố Lang, thì lại trầm tư rất nhiều. Thực sự khi ở thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng thường hay trầm tư, tuy nhiên chỉ là có ít thời gian ở bên cạnh với Vệ Tân, cho nên trong mắt cô ấy thì ít. Nhưng cũng cần phải thừa nhận,
sau khi đến thành phố Lang, mỗi bước đi đều kinh sợ. So với ở thành phố Yến thì cười ít hơn, bây giờ có vệ tân ở bên cạnh, làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nổi bật hơn, vị trí của hắn ở thành phố Lang dần dần vững chắc hơn. Hạ Tưởng cũng không có ngày lạc quan, hắn cho rằng đã ở thành phố Lang mở ra một cục diện mới, thực ra còn rất xa. Cổ Hướng Quốc có căn cứ vững chắc, Lộ Hồng Chiêm còn nắm chặt quyền lớn ở cục công an thành phố, tuy sinh lực của Nga Ni Trần bị tổn thương lớn, nhưng nền móng vẫn còn tồn tại, muốn nhổ triệt để gốc rễ của Nga Ni Trần, giai đoạn bây giờ vẫn còn chưa được. Trừ phi hắn ở thành phố Lang có nâng đỡ, nếu không dựa vào thân phận phó thị trưởng thường trực của hắn, thì không có khả năng ở thành phố Lang triển khai toàn diện quy mô đánh đen trừ ác. Nhưng hắn có thể ở thành phố Lang được ngồi vào vị trí chính không? Không chỉ là vấn đề kinh nghiệm, còn có nhân vật phía sau chỉ muốn cho hắn đánh phá cục thế ở thành phố Lang sau đó điều hắn đi chỗ khác, còn có ý để cho hắn ở thành phố Lang rèn luyện để trưởng thành, và từng bước một đi đến vị trí cao. Hạ Tưởng trong lòng không tự tin, cũng không muốn đoán nhiều, từ trước tới giờ cũng như vậy, vận mệnh khó đoán, nhưng hắn có một điều có thể khẳng định là được rồi, là bất cứ việc gì, chỉ cần hắn thành công, thì không có gì là xấu. Lúc ăn cơm trưa, Hạ Tưởng và Vệ Tân luôn bàn luận về vấn đề ngành sản xuất thông tin điện tử, cũng nói đến Liên Nhược Hạm có thể ở tháng 5, tháng 6, về nước, sau đó đến thành phố Lang, chuẩn bị mua một miếng đất, xây dựng một thảo nguyên hoa, ở giữa trung tâm thảo nguyên, sẽ xây một căn biệt thự. Vệ Tân vô cùng ngưỡng mộ nói. Em rất ngưỡng mộ anh và chị Liên gặp nhau ở thảo nguyên, rất lãng mạn rất cảm động, tiếc là, em và anh quen nhau quá muộn. Đời người luôn có vô số bất đắc dĩ. Qua mất rồi, vĩnh viễn sẽ không thể quay trở về. Giọng điệu của Vệ Tân có chút đa cảm, sau khi nói xong, đột nhiên ho vài tiếng. Hạ Tưởng liền thân thiết hỏi han. Đang bình thường tự nhiên sao lại ho, đi bệnh viện khám xem, có bệnh thì không nên chậm trễ. Vệ Tân lắc đầu. Có thể là gió thổi, không có chuyện gì lớn đâu. Em không có yếu ớt như vậy đâu, em không phải là tiểu thư gì hết, một chút bệnh nhỏ, không thể đánh ngã được em. Tuy nói như vậy, chỉ khi ánh nắng của Hạ Tưởng dừng lại ở khuôn mặt của Vệ Tân thì, bỗng nhiên trong lòng có chút đau đớn. Không biết sao, hắn lại nhớ đến Vệ Tân lúc trước ra đi, lúc Vệ Tân ra đi có vẻ mặt bi thảm, nói là cô ấy muốn cưới người khác, lúc này không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, Vệ Tân vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không rời hắn nửa bước, cô ấy còn có thể gả cho ai. Hạ Tưởng bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên giật mình, lại tỉ mỉ hồi tưởng lại, dựa vào Vệ Tân mà hắn biết. Cô ấy là một người có chút cố chấp tới cực điểm, cho dù hắn không cưới cô ấy cũng không thể gả cho người khác, giống như cả đời này cô ấy thà không có danh phận mà theo hắn, cũng không chịu chấp nhận sự theo đuổi của người đàn ông yêu thương cô ấy sâu sắc. Chẳng lẽ là, kiếp trước Vệ Tân rời khỏi, có ẩn tình gì khác? Có thể nói là, cô ấy đã mắc phải bệnh nặng gì đó, chỉ là vì chạy trốn một người, mà cố ý mượn cớ đám cưới với người khác, khiến cho hắn quên cô ấy. Hạ Tưởng áy náy mà kinh hãi. Không được, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mới được. Chương 859, trường hợp đặc biệt, không thể phục chế. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đích thân tiễn Vệ Tân rời khỏi thành phố Lang, để cô ấy đến bệnh viện ở Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe tổng quát. Hắn không yên tâm, sợ rằng Vệ Tân có bất trắc gì. Vừa mới tiễn Vệ Tân xong, lại không ngờ nhận được điện thoại của Vương Sắc Phi. Hẹn hắn đến Cửu Hào công quán gặp mặt. Hạ Tưởng hơi do dự, liền nhận lời. Thực sự đã lâu không gặp Vương Sắc Phi rồi, có một số chuyện cần phải bàn luận. Lại không ngờ tới, cuộc gặp mặt Vương Sắc Phi, lại dẫn ra chất chứa nỗi oán hận của hai thế lực lớn ở thành phố Lang, và còn làm khuấy động thế cục vừa mới yên ả ở thành phố Lang. Cửu Hào công quán đầu mùa xuân, so với khi mùa đông, đẹp hơn rất nhiều. Hoa nở rộ đón mùa xuân, hoa đào đỏ hồng. Hoa lê lộ ra màu trắng, nơi nào cùng đầy hoa như gấm, màu xanh chớm nở, vàng xanh giao nhau, trông rất đẹp mắt. Đặt mình vào trong, tâm tình của Hạ Tưởng cũng đã khoan khoái đi nhiều, nhất là khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người Vương Sắc Phi, càng không thể không khâm phục Vương Sắc Phi mang danh hiệu là hoa khôi ngành ngoại giao, danh bất hư truyền. Không khí đầu xuân, chợt ấm áp còn chút lạnh, Vương Sắc Phi mặc chiếc quần bó sát, trên thì mặc chiếc áo rộng thùng thình. Vạt áo vừa che được nửa vòng ba, lúc di chuyển, vòng ba đầy đặn luôn lộ ra, làm cho người ta luôn suy nghĩ sâu xa. Có một số phụ nữ, rất giỏi về việc lợi dụng ưu thế của vóc dáng,
cố ý dụ dỗ đàn ông lại có lúc có cảm giác bảo thủ, làm cho đàn ông vừa ngứa ngáy khó chịu, lại sợ đâm tay khi hái, cho nên càng nóng lòng muốn thử, lại càng cho rằng tràn đầy nhiều khả năng. Đàn ông theo đuổi phụ nữ đến ngã mới thôi, trước khi bị đẩy ngã, luôn mờ ám và tơ tưởng. Nhưng sau khi đã đẩy ngã, tình dục lại xếp đầu. Vương Sắc Phi luôn hiểu được ý của đàn ông, hơn nữa cô ấy dùng nước hoa, hiển nhiên rất biết lựa chọn một loại nước hoa có hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại có tính mê hoặc quyến rũ đàn ông, ngay cả Hạ Tưởng đã từng tiếp xúc qua rất nhiều cô như vậy, cũng khó mà không thất thần. Càng không cần nhắc đến những chuyện theo đuổi phụ nữ cho vui, dù là người không biết khắc chế, họ vừa nhìn thấy Vương Sắc Phi, giống như thú săn nhìn thấy con mồi vậy, thèm muốn lộ liễu. Kẻ háo sắc vừa nói, thực sự hình dung cực chuẩn xác. Nhìn nghiêng một bên, Vương Sắc Phi có dáng người của Anna, một phụ nữ đã ngoài 30, lại có vóc dáng của một cô gái 20, lại có nét đẹp của một cô gái 25, lại càng thướt tha và thành thục như một cô gái 30, quả thật là tập hợp hàng nghìn sức hấp dẫn trên người, không ai mà không thán phục. Những phụ nữ có dáng người đẹp không ít, nhưng biết lợi dụng ưu thế của vóc dáng phóng đại vô hạn, đồng thời cũng không cho những quý ông cảm thấy cô ấy cố ý dụ dỗ thì rất ít. Thủ đoạn của Vương Sắc Phi đã vận dụng tâm tư của một phụ nữ tới ranh giới xuất thần nhập hóa, giống như những kỹ nữ lúc xưa bán nghệ không bán thân, càng là chào đón bị từ chối, lại càng phù hợp tâm lý đàn ông vụng trộm mà không phải là vụng trộm. Trên đường đi, Vương Sắc Phi chỉ nói chuyện phiếm, nhắc tới Triệu Tiểu Phong sau Tết rất ít khi đến thành phố Lang, trong thần sắc, có chút cô đơn, Hạ Tưởng liền biết, bình thường Vương Sắc Phi trước mặt mọi người đã làm bộ quen rồi, giọng điệu của cô ấy là may mắn không bị Triệu Tiểu Phong đắc thủ. Lại tiếc hận Triệu Tiểu Phong không thèm theo đuổi cô ấy. Đối với một người xoay quanh giữa đàn ông, thích lúc nào cũng trở thành nhân vật tiêu điểm mà nói, không nhìn cô ấy bỏ qua cô ấy, là một đả kích với cô ấy. Hạ Tưởng không tiếp lời của Vương Sắc Phi, sau khi hạng mục du lịch tham quan nông nghiệp đã khởi công, Triệu Tiểu Phong và hắn cũng liên hệ ít dần. Cũng bình thường thôi, vì giữa hai người vốn dĩ chỉ vì một số việc mới xích lại gần Nahu, đều không phải là có lợi ích từ mối quan hệ bạn bè. Đồng minh tạm thời sẽ dần phân tán theo thời gian. Thì là sau khi Triệu Tiểu Phong theo đuổi Vương Sắc Phi một thời gian, bất luận vì lý do gì, dù sao cũng là chán ghét rồi, cũng không thường xuyên xuất hiện cùng Vương Sắc Phi là chuyện bình thường. Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết, có thể Triệu Tiểu Phong gần đây ít khi ra mặt, cũng có liên quan đến công việc không mấy thuận lợi gần đây của Triệu Tuyền Tân, nghe đồn Triệu Tuyền Tân có khả năng vì bệnh rút lui, nguyên nhân cụ thể chưa rõ. Nhưng Hạ Tưởng biết rõ một điều là, sức khỏe của Triệu Tuyền Tân rất tốt, hoàn toàn không tồn tại việc bởi vì sức khỏe không tốt mà không thể đảm nhiệm công tác. Việc này, hắn cũng không chú ý hỏi nhiều, dù sao cũng xa lạ với hắn, chỉ là Vương Sắc Phi nhắc đến Triệu Tiểu Phong, lại khiến cho hắn nghĩ tới. Vương Sắc Phi mời Hạ Tưởng đến phòng trà, tên của phòng trà gọi là Vệ Phong, rất có ý vị kinh thơ. Hạ Tưởng dưới sự dẫn dắt của Vương Sắc Phi, đi vào phòng trà. Phòng trà không lớn. Nhưng tao nhã đến yên lặng, Vương Sắc Phi mời Hạ Tưởng ngồi, sau đó đích thân pha trà cho hắn. Là trà Long Tỉnh Minh Tiền. Nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên yên tĩnh, tuy trong phòng trà mùi trà thơm cả phòng, nhưng bởi vì Vương Sắc Phi cố tình để lộ cử chỉ của một phụ nữ, lại cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn có một bầu không khí mờ ám chuyển động. Hạ Tưởng thưởng thức trà, liền trực tiếp đi vào chủ đề, không cho Vương Sắc Phi có cơ hội xây dựng không khí mờ ám. Sắc Phi mời tôi đến đây, nhất định là có chuyện muốn thương lượng, bây giờ cũng đã thưởng thức trà rồi, hãy nói chuyện chính đi. Vương Sắc Phi hết sức u oán liếc nhìn Hạ Tưởng, dường như muốn oán giận hắn không hiểu được tâm tình, bầu không khí êm đẹp như vậy, bị một lời nói của hắn làm hư hết mọi chuyện, đúng là một người làm cho người ta vừa thích vừa hận. Nhưng thấy Hạ Tưởng không có vẻ quyến rũ cô ấy, thì cô ấy chỉ còn cách nghiêm túc mà nói. Phó thị trưởng Hạ. Có một chuyện tôi cảm thấy nhất định phải báo cáo với ngài. Cô ấy tạm dừng một lát, lại có ánh mắt mang ý cười nhìn Hạ Tưởng, vừa có ý khiêu khích, lại có ý mê hoặc. Hạ Tưởng chỉ cười nhẹ, đối với Vương Sắc Phi luôn có tư thế có ý hoặc vô ý dụ dỗ, trong lòng có chút bất mãn, liền đặt ly trà xuống. Trà nguội rồi. Trà nguội có ý chỉ Vương Sắc Phi quá nhiễu loạn, thế cho nên nước trà đều nguội, từ trước tới giờ Vương Sắc Phi trước mặt đàn ông chưa bao giờ thất bại. Liền đỏ mặt, trong lòng có chút tức giận, nhưng không dám lộ ra trước mặt Hạ Tưởng, chỉ còn ngượng ngùng nói. Khiến cho phó thị trưởng Hạ chê cười, tôi sẽ rót thêm nước. Một bên rót nước,
một bên nói lên ý định mời Hạ Tưởng đến. Vương Sắc Phi kinh doanh ở thành phố Lang lấy sản xuất độc quyền là chính, đề cập điện lực, thuốc lá và dầu mỏ, thành phố Lang cung cấp điện cục mua máy đo điện và những thiết bị liên quan, toàn bộ do Vương Sắc Phi độc quyền, những ngành khác như thuốc lá và dầu mỏ, cô ấy cũng đặt chân sâu vào, ngoài bất động sản ra, độc quyền tất cả các ngành, có thể nói cô ấy cũng ngang bằng với Nga Ni Trần. Độc quyền ngành sản xuất có lợi nhuận cao, áp lực cạnh tranh thị trường rất ít, chỉ cần làm đủ công việc ở giai đoạn đầu, giai đoạn sau có thể ngồi yên là được. Dù sao thì đặc điểm của sản xuất độc quyền rất khó vào, hậu kỳ bớt việc thì bớt lo. Tuy nhiên bởi vì dù gì cũng là sản xuất độc quyền, có tính duy nhất, cho nên Vương Sắc Phi không thể không có xung đột với Nga Ni Trần. Nếu nói Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần xảy ra xung đột không có gì là lạ, nhưng xung đột giữa Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần là vì Sơn Occupy, làm cho Hạ Tưởng không thể không cảnh giác. Sơn Occupy là Sơn Nhật Bản tạm thời không nói, chủ tịch Sơn Occupy là Sato có quan hệ tâm đầu ý hợp với Nga Ni Trần cũng có thể cho qua, nhưng ân oán giữa Sato và Ngụy Hồng Thành, làm cho Hạ Tưởng cảm thấy con người của Sato, có nhiều thành kiến. Sự việc là do Trần Đại Đầu gây ra. Câu nói đầu tiên của Vương Sắc Phi lại làm cho Hạ Tưởng kinh ngạc, nhắc đến Trần Đại Đầu, cũng có liên lụy tới Dương Bối, một chuyện đã liên lụy đến hai vị cố nhân của hắn, ít nhiều gì làm cho hắn cảm thấy hơi bất an. Trong lời nói nhỏ nhẹ của Vương Sắc Phi, Hạ Tưởng nghe rõ được chân tướng sự việc. Sơn Occupy không những chiếm độc quyền hầu hết thị trường Sơn Trung Quốc, mà giá cả còn rất cao, cho nên lợi nhuận của Sơn Occupy rất khả quan, nhưng bởi vì xí nghiệp Nhật Tân có tính áp bức, không giống với xí nghiệp Âu Mỹ là, đối đãi với công nhân Trung Quốc luôn khắc nghiệt, chẳng những tiền lương không cao, mà ngày nghỉ cũng ít, các hạng trợ cấp và tiền lương tăng ca cũng chấp hành theo tiêu chuẩn thấp nhất. Những điều ở trên đương nhiên chỉ là hành vi của các xí nghiệp, ngay cả Hạ Tưởng thân là phó thị trưởng thường trực, cũng không chỉ trích được gì Sơn Occupy. Tuy nhiên Sơn Occupy vì muốn khống chế chặt chẽ định mức thị trường, không những có ảnh hưởng đến năng lực tiêu chuẩn ngành sản xuất chế định, còn ngăn cản các thương hiệu sản phẩm của những nước khác tiến quân vào thị trường trong nước, nhất là ở thành phố Lang khống chế tất cả các thương hiệu ở bên ngoài vào thành phố Lang tiêu thụ, hầu như tất cả những thị trường vật liệu xây dựng ở thành phố Lang, tiêu thụ Sơn, toàn bộ đều là thương hiệu Sơn Occupy. Mặt khác mặc kệ là sản phẩm trong nước hay thương hiệu nhập khẩu, muốn nhập vào thị trường thành phố Lang, sẽ rất khó, như là không có cách nào lấy được giấy kinh doanh hợp pháp, hoặc là sau khi hoàn toàn lấy được thủ tục phù hợp điều kiện, mở cửa hàng độc quyền, cũng sẽ bị ứng phó với những hỗn loạn và phiền toái vô cùng mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa. Nếu không sẽ bị uy hiếp, loại trừ kết hợp buôn bán của Sơn Occupy, cùng với vô số các hạng mục kiểm tra, VV, tuyệt đối sẽ gây áp lực cho những thương hiệu ở ngoài vào kinh doanh, mà phải chật vật đi khỏi thành phố Lang. Bởi vậy, mấy năm gần đây, không có một nhà máy thương hiệu Sơn nào khác vào thành phố Lang mở cục diện mới. Vương Sắc Phi không phải muốn làm đại lý thương hiệu Sơn, cô ấy có một công trình, không muốn dùng Sơn Occupy, muốn dùng thương hiệu Sơn khác. Không ngờ, vừa mới ở nước ngoài kéo được một xe Sơn về, ở nửa đường thì bị người khác ngăn chặn lại, sau đó bị đập đến nát như. Vương Sắc Phi biết rõ là do Nga Ni Trần làm, Nga Ni Trần và Sato cấu kết với nhau làm việc xấu, giữa y và Sato có gút mắc lợi ích, nhất định là y âm thầm làm, cô ấy liền tìm đến Nga Ni Trần. Yêu cầu Nga Ni Trần đừng có quá đáng, ít nhất ngoài mặt cũng không được gây trở ngại. Nga Ni Trần lại thề thốt phủ nhận, không thừa nhận lời chỉ trích của Vương Sắc Phi, ngược lại còn nói Vương Sắc Phi cố tình gây sự. Vương Sắc Phi tức giận quay người đi, lại điều một xe hàng từ phía nam chuyển đến, lần này cô ấy mướn không ít người để bảo vệ, không ngờ vừa vào đến thành phố Lang, vẫn bị chặn đường, trước tiên là cô ấy bị người khác cố ý đánh tơi tả. Sau đó xe hàng bị bể bánh xe, cả xe hàng bị đổ xuống dốc đường rãnh thoát nước. Vương Sắc Phi không thể nhịn được nữa, lại tìm tới Nga Ni Trần lý luận. Nga Ni Trần không những không thừa nhận, còn nói Vương Sắc Phi bôi nhọ y, y lại không đề cập đến việc kinh doanh Sơn, làm gì giữ lại xe hàng của cô ấy. Cũng đúng, Vương Sắc Phi cũng không có bằng chứng cụ thể, cuối cùng đành phải ôm hận rời khỏi. Nhưng cô ấy cũng biết rõ. Là bởi vì gần đây cô ấy giành được quyền độc quyền từ tay Nga Ni Trần, Nga Ni Trần một mặt là giúp Sato ra tay, mặt khác nguyên nhân quan trọng là, mượn cớ báo thù cô ấy. Vương Sắc Phi cũng có thế lực có thể mượn dùng, nhưng bởi vì hai xe Sơn mà làm lớn chuyện, cũng không hay cho lắm, cô ấy liền nghĩ ra nhờ Hạ Tưởng ra mặt.
Trần Đại Đầu gần như nắm hết quyền độc quyền Sơn Occupy ở thành phố Lang, tôi chuyển Sơn từ bên ngoài vào, chạm đến lợi ích của Trần Đại Đầu, gã là anh của Nga Ni Trần, Nga Ni Trần cản trở tôi cũng là chuyện bình thường. Còn có một điều là, tôi vừa mới từ cục thuốc lá lại phân chia ra các loại thương hiệu thuốc khác để tiêu dùng, lại tranh giành định mức của Nga Ni Trần. Vương Sắc Phi cũng biết diễn trò, nói xong, đôi mắt đã đỏ hoe, tỏ vẻ tội nghiệp, tỏ thái độ tội nghiệp. Phó thị trưởng Hạ, dù sao mình cũng là bạn, mong ngài hãy giúp tôi. Vương Sắc Phi có phải muốn mượn cớ để đem thương hiệu nước ngoài vào thành phố Lang, Hạ tưởng không thể biết, nhưng cũng biết rõ, công trình lớn của cô ấy nếu dùng toàn bộ thương hiệu Sơn khác, thì không những có ý nghĩa tượng trưng lớn, còn chiếm được 95% quyền độc quyền đánh bại được Sơn Occupy ở thành phố Lang trên thị trường, cũng khiến cho Sato lo lắng vô cùng. Đứng ở góc độ chính phủ mà suy xét, Hạ tưởng cũng hy vọng Sơn Occupy sẽ tiếp tục duy trì địa vị bá chủ, rốt cuộc Sơn Occupy có hiệu quả và lợi ích càng lớn, thì thành phố Lang lấy được ích lợi càng nhiều, xuất phát từ địa điểm chủ nghĩa bảo hộ nhỏ hẹp, bất kể là chính phủ nơi đâu cũng đều hy vọng sản nghiệp địa phương sẽ trở thành ngành sản xuất đầu rồng của cả nước. Nhưng Hạ tưởng biết được một sự thật là, địa vị độc quyền của Sơn Occupy rất nhanh sẽ bị đánh đổ, hơn nữa định mức thị trường bị thu nhỏ lại. Dưới sự công kích của những sản nghiệp Sơn trong nước đang dâng lên, trên thị trường bị tổn thất từ 50% trở lên. Thực ra từ góc độ suy xét của thị trường kinh tế, nếu muốn phát triển lâu dài, sẽ không thể một nhà độc quyền, hoặc có thể nói, không thể chỉ có một nhà độc quyền. Phải phòng ngừa chu đáo, phải chuẩn bị nghênh đón thị trường khiêu chiến trước, mới có thể trong cơn sóng lớn, không bị công kích lộn xộn. Cho nên Hạ Tưởng vừa nghe Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần. Trần Đại Đầu cùng với những gút mắc với Sơn Occupy, trong lòng đã định chủ ý nhúng tay vào việc này, mặc kệ là việc công hay việc tư, hắn cũng phải làm theo lập trường của Sơn Occupy, không để cho Sato và Nga Ni Trần cấu kết khống chế thị trường, muốn làm gì thì làm. Chỉnh đốn trật tự thị trường, vừa là lập trường công chính của chính phủ nên có, cũng là căn cứ vào lâu dài để suy xét, suy nghĩ triển vọng cho Sơn Occupy. Đương nhiên, Sato có cho rằng như vậy không? Nga Ni Trần có chấp nhận đề nghị của hắn không, còn chưa biết được. Rời khỏi Cửu Hào Công Quán, về đến văn phòng, Hạ Tưởng trước tiên gọi đến Cục Công an thành phố, tìm hiểu sơ tình hình, biết được thực sự nhận được cảnh sát báo hai chiến xe chở Sơn gặp sự cố, cảnh sát cũng đã đến hiện trường điều tra, nhưng kết quả cuối cùng chưa được giải quyết. Hạ Tưởng hiểu được, thế lực ngầm của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, vô cùng khổng lồ, cho dù y đã khống chế được một bộ phận lực lượng ở Cục Công an thành phố. Nhưng có nhiều cảnh sát ở cấp thấp hơn không dám đắc tội Nga Ni Trần, bởi vì cảnh sát cấp dưới và Nga Ni Trần tiếp xúc với nhau rất nhiều, cũng dễ dàng bị mua chuộc và uy hiếp. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải sự bất đắc dĩ của cảnh sát cấp thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định tiên lễ hậu binh, tiếp xúc trực tiếp với Nga Ni Trần trước, xem có thể thuyết phục Nga Ni Trần rút lui không. Nếu ông ta chịu rút lui thì tốt, nếu không, thì cần phải áp dụng biện pháp tất yếu. Vừa mới nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp gọi đi, Lịch Phi lại đến báo cáo công việc. Lãnh đạo, vụ án trước mắt chưa có tiến triển lớn, cái chết của Lãnh Chất Phương, có nhiều manh mối đều bị chặt đứt, có một số chứng cứ quan trọng cũng không tìm thấy, rất khó làm. Lịch Phi vừa xoa tay vừa nói, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Lịch Phi cũng biết rõ Hạ Tưởng điều mình đến bên cạnh hắn, nhất định trông cậy vào công dụng của anh ta. Lịch Phi từ phó cục trưởng phân cục quận Hạ Mã một bước lên tới phó cục trưởng cục công an thành phố, tiến một bước tiến nhỏ, đương nhiên phải cảm ơn sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, anh ta cũng muốn mượn cái chết của Lãnh Chất Phương để lập công, nếu chẳng may có thể vặn ngã cổ Hướng Quốc, rất có thể Hạ Tưởng sẽ lên được chính vị đúng không? Không ngờ, đã hết cách, vụ án lại không có tiến triển lớn, làm cho anh ta khó tránh khỏi chán nản, cảm thấy phụ lòng kỳ vọng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết được tâm tư của Lịch Phi. Có một thuộc hạ có thể tự mình tìm nguyên nhân và không trốn tránh trách nhiệm như vậy, cũng là một việc may mắn, hắn liền an ủi Lịch Phi không nên để ý đến thất bại nhất thời, có lúc, sự việc thường thường sẽ có hy vọng biến chuyển. Lịch Phi luôn lấy Hạ Tưởng là quý nhân của anh ta, bởi vì sau khi quen biết được Hạ Tưởng, anh ta mới bắt đầu từng bước vững chắc đi lên, cho nên, trong lòng của anh ta, chỉ có Hạ Tưởng mới là vật bảo đảm cho tiền đồ của anh ta. Đương nhiên càng chủ yếu là, anh ta tin cậy Hạ Tưởng hơn nữa còn kiên định cho rằng Hạ Tưởng là người thầy người bạn từ lúc anh ta bước vào con đường chính trị. Nghe xong lời Hạ Tưởng an ủi mình, Lịch Phi đi khỏi văn phòng của Hạ Tưởng, trên đường về luôn suy nghĩ,
nghĩ xem có cách nào từ một hướng khác tìm ra được lỗ hổng, nếu không vụ án sẽ không có tiến triển, thật có lỗi với sự tín nhiệm của lãnh đạo. Vừa đi, vừa nghĩ, Lịch Phi vô tình đi tới công trường dự án khu đại học, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng có kế. Lúc trước Phó Thị trưởng Hạ hay hòa mình vào cùng công nhân là những người nắm được manh mối, tiếp xúc thân với họ, nhất định sẽ có nhiều thu hoạch. Lịch Phi liền bước vào công trường, đúng lúc có một người đến tiếp đón, anh ta liền chào hỏi, sau khi nói chuyện vài câu, thì ra người này tên là Nhạn Cửu, là người phụ trách công trường. Lịch Phi và Nhạn Cửu mới quen đã thân, càng tán gẫu càng ăn ý. Sau khi Lịch Phi rời khỏi, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút về cục thế trước mắt, hắn cũng dự tính được vụ án của Lãnh Chất Phương vô cùng khó, rốt cuộc sau khi người đã chết, thì rất nhiều manh mối đã bị đứt, hơn nữa tham ô nhận hối lộ chỉ là một tuyến liên hệ cơ bản, người đương sự đã chết, người tặng lễ sẽ không ai thừa nhận. Trốn còn không kịp mà lị. Nhưng gặp khó khăn nhất định cần phải khắc phục, Lãnh Chất Phương không chỉ có quan hệ mật thiết với Cổ Hướng Quốc, cũng âm thầm qua lại mật thiết với Nga Ni Trần, điều tra những việc phía sau Lãnh Chất Phương, cũng có thể đề cập đến lợi ích của Nga Ni Trần. Muốn ở thành phố Lang lật đổ Nga Ni Trần, nhất định sẽ liên lụy đến Cổ Hướng Quốc. Cũng có thể nói, trừ phi Cổ Hướng Quốc rơi đài, nếu không do gã ủng hộ Nga Ni Trần, giúp Nga Ni Trần che giấu ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, thì một phó thị trưởng thường trực như hắn, rất khó vượt qua mặt Cổ Hướng Quốc mà ra tay với Nga Ni Trần. Thắng lợi lần trước, chỉ là trường hợp đặc biệt, không thể phục chế. Đọ sức về sau mới gian khổ, càng không thể suy tính biết trước, bởi vì hiện tại Nga Ni Trần đã khiêm tốn rất nhiều, Cổ Hướng Quốc cũng đã thay đổi sách lược, thay đổi vô cùng cẩn thận, sau chuyện của Ma Dương Thiên thì hai người đều đã thu hồi lưỡi dao, đồng thời, Lộ Hồng Chiêm cũng lấy lui mà tiến, lấy lý do nghỉ dưỡng bệnh, âm thầm xây dựng thế lực mới. Đối thủ, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cũng đang tranh thủ thời gian, mở bố cục mới, tin rằng sẽ không bao lâu, giữa Nga Ni Trần, Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm, sẽ thành lập một bộ máy hoàn toàn mới, là một thách thức đối với hắn sau khi đã có cục diện mới đứng vững ở thành phố Lang. Còn cần phải gặp mặt Nga Ni Chập nói chuyện thêm, Hạ Tưởng quyết định chủ ý, liền gọi điện thoại. Chương 860, nguy cơ, dụng ý khác. Giám đốc Trần, gần đây có bận không? Có một chuyện mà tôi muốn gặp anh bàn bạc một chút. Giọng của Hạ Tưởng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nhưng lại uy nghiêm chân thật đáng tin. Dường như Nga Ni Trần hơi do dự một chút, sau đó lại nói một câu làm Hạ Tưởng kinh ngạc. Nếu Phó Thị trưởng Hạ là vì chuyện Vương Sắc Phi mà ra mặt, tôi có thể trả lời rõ ràng luôn. Xe của hắn ta bị đập chẳng liên quan gì đến tôi cả. Lời của Nga Ni Trần chắc như đinh đóng cột, rất dứt khoát. Tuy là anh tôi làm đại lý cho Sơn Occupy, nhưng không cần phải dở thủ đoạn đê tiện đó. Nói thật nhé Phó Thị trưởng Hạ, sự việc là do Sato tự mình làm đấy. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng bốc lên một cục lửa giận. Nếu là Nga Ni Trần làm thì còn dễ nói, nhưng nếu đúng là Sato gây ra thì hắn ta cũng quá là kiêu ngạo rồi. Một tên Nhật Bản dám làm chuyện phi pháp ở Trung Quốc, muốn thoải mái bắt nạt người Trung Quốc sao? Mấu chốt là, trật tự thị trường bình thường ở thành phố Lang không thể do một doanh nghiệp có vốn Nhật Bản định đoạt, nếu để Sơn Occupy cứ luôn một mình độc tôn thì Sơn trong nước sao có thể phất lên được. Nếu đều là cạnh tranh trên thị trường bình thường thì dễ nói, nhưng Sato noi theo Nga Ni Trần, chơi ngầm bẩn nên làm Hạ Tưởng Hạ quyết tâm, nhất định phải gặp Sato một lần. Lại nói về việc luôn muốn gặp Sato một lần mà do nhiều nguyên do chưa gặp được, hơn nữa rõ ràng Sato cũng rất kiêu ngạo, chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn. Cứ có việc là y thường liên lạc trực tiếp với Cổ Hướng Quốc, thậm chí nếu là việc có can hệ đến phạm vi quản lý của Hạ Tưởng thì y cũng vượt mặt, trực tiếp báo cáo xin chỉ thị từ Cổ Hướng Quốc. Đường đường là phó thị trưởng thường trực, thế mà trong mắt Sato thì hắn chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Hạ Tưởng cũng không phải muốn tranh thể hiện quyền lực, muốn sự tôn trọng từ vị chủ tịch người Nhật, cái mà hắn muốn chính là khôi phục lại trật tự thị trường như bình thường, phá vỡ cục diện độc bá nhiều năm thành phố Lang của Sơn Occupy, tạo cơ hội phát triển lớn mạnh cho Sơn trong nước. Nhà máy Sơn Occupy ở thành phố Lang là nhà máy được hãng Sơn Occupy đầu tư nhiều nhất trong nước, là phân xưởng nước ngoài có sản lượng năm lớn nhất. Sơn sản xuất ra không những chiếm lĩnh cả thị trường miền Bắc Trung Quốc, mà còn lan ra toàn đất nước, lượng tiêu thụ cực lớn. Trong khoảng thời gian mười mấy năm thời kỳ đầu Sơn Occupy đầu tư trong nước, Sơn Occupy lợi dụng đủ các kiểu thủ đoạn, phía quan chức có,
sách lược thị trường có, v, tóm lại là đủ kiểu tồi tệ để giữ gìn cục diện độc bá thị trường sơn. Ngành sản xuất liên quan đến kế sinh nhai của người dân và đất nước cần phải lũng đoạn mới có thể hoạt động tốt được, nhưng ngành sản xuất sơn lại không phải ngành nghề đặc biệt, không cần lũng đoạn và độc chiếm, là lúc nên động vào sơn Occupy rồi. Ban đầu còn chưa tìm được điểm để ra tay, giờ Sato lại tốt quá, sử dụng thủ đoạn không chính đáng để phá hoại thị trường, hắn ta cho rằng mình có thể ở thành phố lang này thích làm gì thì làm sao. Cơ hội đến rồi thì không thể bỏ lỡ được, Hạ Tưởng trầm ngâm đôi lát, nói với Nga Ni Trần. Vậy thì làm phiền Chủ tịch Trần chuyển lời tới ông Sato một câu, lần sau không được thế nữa. Nếu còn có lần sau, hậu quả tự chịu. Hạ Tưởng cũng không khách khí, lời nói có phần đanh thép. Nga Ni Trần im lặng, cũng không biết y đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói. Phó thị trưởng Hạ, trước mắt Sơn Occupy là sản nghiệp ưu thế lớn nhất ở thành phố Lang, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố còn không kịp bảo vệ, không thể tự hủy trường thành được. Nga Ni Trần là xuất phát từ suy nghĩ cho bản thân mình, đương nhiên là đứng cùng phía lập trường với Sơn Occupy rồi, hơn nữa còn quan hệ mật thiết đến lợi ích, thiệt hại cho anh trai y. Y cũng biết rõ, giọng điệu của Hạ Tưởng không có ý tán thành gì, có thể hắn muốn ra tay với Sơn Occupy rồi. Thân là phó thị trưởng trường trực, tuy không phải nhân vật số một ở ủy ban nhân dân thành phố, nhưng cũng đủ thủ đoạn để đối phó một doanh nghiệp, sợ gì là doanh nghiệp nước ngoài. Thật ra chủ nghĩa bảo thủ của địa phương mới đúng là tự hủy trường thành. Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Lúc tan tầm, hắn và Lý Tài Nguyên, Thang Hóa Lai cùng nhau đi ăn cơm. Vừa đi đến cổng chính, thì Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc đi tới. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc mặc loại áo gió mỏng, vào lúc trạng vạng chiều tối đầu xuân, trông hai cô giống như cành liễu vàng tơ xuất hiện lần đầu bên thềm nước, bị làn gió xuân mang chút hơi lạnh khẽ thổi, đong đưa, làm say lòng người. Gió dương liễu thổi không làm lạnh mặt, làn gió dương liễu đâu có tư thái khiêu vũ, tung bay như Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc. Gió thổi làm rối làn tóc, hai người cùng đưa tay lên vuốt tóc làm lộ ra phần cổ tay trắng mịn, sáng trơn, toát ra ánh bóng bảy làm kinh động lòng người. Phó thị trưởng Hạ, Hoa Nhài Bạc mở lời trước, nụ cười của cô có chút gượng gạo nhưng giọng âm uyển chuyển êm tai, vẫn là làm cho người ta thấy vui vẻ. Tôi và chị gái muốn mời một mình anh ăn cơm, không biết anh có nể tình nhận lời không? Một mình, Hạ Tưởng không tiếp lời, chỉ là nhìn dò xét Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc. Hoa Nhài Vàng hơi hơi cúi đầu, đang nhịn cười nhìn trộm hắn. Hoa Nhài Bạc thì vẻ mặt bướng bỉnh, gượng cười nhìn thẳng vào hắn. Hai chị em ra mặt định diễn cảnh nào đây? Hạ Tưởng không cần nghĩ cũng biết, lại là chủ ý của Nga Ni Trần, y muốn gặp hắn bàn chuyện. Chắc chắn Nga Ni Trần lo lắng cho sự việc Sơn Occupy gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trong đó Nga Ni Trần không những có lợi ích về kinh tế, mà còn có nhu cầu chính trị, đồng thời chắc chắn y cũng có ý tưởng sâu hơn, hoặc có thể nói, y là nhân vật đại diện phát ngôn cho Sato tại thành phố Lang này. Đẩy hai chị em Hoa ra mặt long trọng, mức độ coi trọng của Nga Ni Trần đối với sự việc lần này làm Hạ Tưởng không khỏi cảnh giác. Lẽ nào? Sau lưng việc Sơn Occupy độc chiếm thị trường còn ẩn chứa chuyện đen tối khác. Suy nghĩ một lát, Hạ Tưởng cười. Tôi đã hẹn Tài Nguyên, Hóa Lai đi ăn cơm trước rồi, tôi xin nhận tấm lòng của hai cô gái xinh đẹp, để lần sau nhé. Sắc mặt Hoa Nhài Bạc liền thay đổi. Phó thị trưởng Hạ, hai chị em chúng tôi cùng ra mặt mời, anh không thể không nể mặt. Ý của lời nói là, hai chị em họ ở thành phố Lang là không có trận chiến nào không thắng. Không có công kích nào không khắc chế được. Hoa Nhài Vàng thì càng thẳng thắn hơn, vẻ mặt thẹn đỏ nhưng lại can đảm bước lên trước một bước. Không thèm để ý Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai có mặt ở đó, cô khoác cánh tay Hạ Tưởng, cười hi hi, nói. Phó thị trưởng Hạ, xin anh đấy, đi ăn cơm cùng chúng tôi được không nào? Chúng tôi có nhiều câu hỏi muốn xin anh chỉ bảo cho, anh mà không đi thì tôi sẽ buồn lắm, không chừng còn khóc nhè nữa. Đôi mắt cô quả thật đỏ lên rồi, bộ dạng tội nghiệp giống như nàng thiếu nữ đang yêu mà không được chiều chuộng. Hạ Tưởng là ai chứ, tuy rằng thủ đoạn của Hoa Nhài Vàng làm người ta động lòng, tim loạn nhưng cũng chỉ là xào lại cách mà cô bé Lê đã làm ngày trước, thậm chí còn không hồn nhiên, ngây thơ bằng cô bé Lê, không để lại dấu vết để bị người ta phát hiện. Hắn cũng không tránh né, mà dùng tay chỉ vào Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai, cười. Người quen của tôi đều biết.
Hạ Tưởng không bao giờ là một kẻ trọng sắc khinh bạn. Hoa Nhài Vàng đang làm bộ nũng nịu bỗng thẹn đỏ mặt, cô liền buông cánh tay Hạ Tưởng ra, chạy sang chỗ khác. Mặt đỏ tía tai không nói thêm gì. Hoa Nhài Bạc thấy vậy không biết vì sao tim mình bỗng đập thình thịch, bởi bộ dạng vừa rồi của Hạ Tưởng không phải là đang giả vờ, mà là không bị sao động bởi hành động vừa rồi. Trong ấn tượng của cô, đại đa số đàn ông bất kể là quan to hay nhà giàu, vừa thấy hai chị em họ, chưa cần nói là từ chối, mà đều chỉ mong sát lại gần xung xoe các cô, lẽ nào Hạ Tưởng đúng là một người tự biết hạn chế mình. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì? Được rồi, nếu phó thị trưởng Hạ có việc thật thì chúng tôi không làm phiền nữa. Có điều lần trước nghe cô Dương nói rằng, hình như cô cũng muốn gặp anh đấy. Nếu không phải là nhắc đến Dương Bối, thì hôm nay màn diễn gặp mặt Hạ Tưởng của Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc cũng không làm hắn dậy sóng lòng, cho đến khi Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc đi rất xa rồi, Hạ Tưởng vẫn còn hơi thất thần đứng nguyên tại chỗ, tâm trạng không ổn định. Trên thế gian khó mà gặp được bạn hiền, giống như là hai ngôi sao mơ, sao hôm một sáng một lặn, không gặp được nhau. Nhưng nếu hai người bạn muốn gặp mặt nhau thì không nơi nào là không gặp lại. Làm cho Hạ Tưởng không ngờ tới chính là, Dương Bối còn chưa gặp được thì ngày thứ hai Liên Nhược Hạm bất ngờ đến thành phố Lang, hơn nữa còn đột nhiên tập kích, không chào đón trước. Liên Nhược Hạm không đến một mình, cô đem theo cả Liên Hạ. Hạ Tưởng có khoảng thời gian chưa gặp Liên Hạ rồi, là con trai đầu của hắn, tình cảm của hắn đối với Liên Hạ phức tạp nhất, cũng là nhớ mong nhất. Vừa thấy Liên Hạ hắn liền bế vào lòng, thơm rối rít. Liên Hạ giãy ra, chỉ tay về phía mẹ. Thơm mẹ, thơm mẹ. Hạ Tưởng liền ngây người, bé tí mà đã hiểu chuyện tình yêu nam nữ, ghê gớm thế. Không ngờ Liên Hạ lại nói tiếp. Trên tivi đều diễn như vậy, bố thơm mẹ một cái là có em bé rồi. Bố mau thơm mẹ đi, Liên Hạ muốn có một em gái cơ. Hạ Tưởng bó tay, trừng mắt nhìn Liên Nhược Hạm, còn vẻ mặt Liên Nhược Hạm tủi thân. Gần đây em không có thời gian trông con nên nó xem tivi nhiều quá, bị ảnh hưởng xấu rồi. Vừa hay gia đình hàng xóm có đứa con gái nhỏ, chúng liền chơi cùng nhau nên nó muốn có đứa em gái. Đôi mắt Liên Nhược Hạm chớp chớp không ngừng, Hạ Tưởng liền hiểu trong lòng cô đã sao động. Tính toán ngày tháng, lại đúng là thời kỳ nguy hiểm của cô, lẽ nào cô lại bộc phát tình mẫu tử muốn sinh thêm một đứa nữa. Hạ Tưởng liền vội chuyển chủ đề. Chuyện bên Mỹ xong hết chưa? Vâng, trên cơ bản là không có việc của em nữa. Trong phòng khách sạn, Liên Nhược Hạm vừa sắp xếp hành lý, vừa nói chuyện với Hạ Tưởng. Lúc cong eo xoay người, toàn thân cô toát ra mùi hương của người phụ nữ trưởng thành, làm Hạ Tưởng mê đắm. Một người đàn ông, trong cuộc đời mình yêu sâu đậm nhất cũng không được mấy người phụ nữ, người yêu đầu tiên luôn làm cho đàn ông khó có thể quên được. Người đầu tiên Hạ Tưởng yêu là Tào Thù Lê, làm lòng hắn sao động nhất là Liên Nhược Hạm. Mỗi lần nhớ lại đêm đầu tiên ở cao ốc quốc tế, hắn vẫn bị ý loạn tình mê. Liên Nhược Hạm để lại cho hắn quá nhiều hồi ức đẹp và ấm áp. Còn Vệ Tân để lại cho hắn một sự đau thương và tiếc nuối nhẹ nhàng. Kết quả kiểm tra của Vệ Tân thế nào? Hạ Tưởng thôi hồi tưởng, quay ra hỏi tình trạng của Vệ Tân. Vệ Tân đến Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe, do Liên Nhược Hạm sắp xếp bệnh viện. Có kết quả rồi nhưng bác sĩ không công bố, nói là muốn tiến hành nghiên cứu, muốn kiểm tra thêm lần nữa mới có thể có kết luận chính xác hơn. Tim Hạ Tưởng bỗng chốc rơi vào không trung. Còn chưa biết. Mặt Liên Nhược Hạm cũng đầy vẻ ưu tư. Em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tình hình của Vệ Tân rất lạ. Bây giờ không dễ xác định cho nên không nói ra hay hơn, bớt làm người bệnh tăng thêm gánh nặng tâm lý. Hạ Tưởng thở dài một tiếng. Chỉ mong cô ấy bình an vô sự mới được, cô ấy chưa đến 30 tuổi. Liên Nhược Hạm cũng vô cùng thương tiếc Vệ Tân. Em sẽ mời chuyên gia tốt nhất hội chẩn. Kỹ thuật trong nước không đạt thì đưa cô ấy ra nước ngoài. Công ty bên Mỹ của Liên Nhược Hạm đã đưa ra thị trường thành công, giờ đây cô đúng thật xứng đáng với danh hiệu là nhà giàu ẩn hình. Vì để nuôi con thật tốt, trên cơ bản cô đã từ chức tại công ty, chỉ tham gia cuộc họp hội đồng quản trị công ty định kỳ là được rồi nên có không ít thời gian rảnh, cũng khó trách cô lại có suy nghĩ muốn có thêm một đứa con. Buổi tối, Hạ Tưởng ở lại khách sạn. Không dễ gì đợi Liên Hạ ngủ rồi hắn mới có thể cùng Liên Nhược Hạm tác hợp, chuyện tốt. Da thịt Liên Nhược Hạm như tuyết trắng, mềm mại, trơn trượt. Hạ Tưởng khó mà không lưu luyến quên phản, trong phút mênh mông cảm xúc không kìm nén được, dâng lên toàn bộ tinh hoa.
Sau khi thỏa mãn rồi Hạ Tưởng mới bừng tỉnh. Chết rồi, đừng có đậu thai, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý làm cha lần nữa. Liên Nhược Hạm lại cố ý quấn lấy Hạ Tưởng không cho hắn xuống. Sinh thêm một đứa nữa thì sao? Dù sao cũng nuôi được. Không phải không nuôi nổi hay nuôi nổi, mà là bây giờ con trai, con gái Hạ Tưởng đều có mấy đứa rồi, hắn đúng là có cửa ải tâm lý không dễ vượt qua. Tuy rằng hắn ở thành phố Lang, gần Bắc Kinh nhưng hắn và Tiếu Giai cũng không gặp nhau nhiều. Con gái Tiếu Hạ càng lớn càng xinh, hoàn toàn kết hợp được ưu điểm của cả Hạ Tưởng và Tiếu Giai, còn có khí chất của người đẹp hơn cả Mai Đình. Nhưng do bận rộn và quá nhiều việc, Hạ Tưởng không đến Bắc Kinh nhiều, đương nhiên là trước khi Ma Dương Thiên sụp đổ hắn cũng suy xét đến vấn đề an toàn. Chủ yếu cũng là do giai đoạn hiện thời đang tranh đấu với Nga Ni Trần, tình hình phức tạp, môi trường hiểm ác, liên quan đến nhiều gút mắc giữa đài trước và sau màn. Hạ Tưởng liền không muốn vì sự xuất hiện của hắn mà Tiếu Giai bị trở thành mục tiêu. Lại quấn quýt với Liên Nhược Hạm thêm một lúc, hai người đều chưa muốn ngủ liền bắt đầu nói chuyện tâm sự. Cứ nói liên hồi, Liên Nhược Hạm bỗng nhắc tới Ngô Nhược Thiên chuẩn bị tham gia vào ngành sản xuất sơn, thấy được ưu thế địa lý của thành phố Lang nên muốn xây dựng một xưởng sản xuất sơn ở đó, cô được Ngô Nhược Thiên nhờ cậy tư vấn ý kiến của Hạ Tưởng. Ngô Nhược Thiên là con trai của Ngô Tài Hà, năm nay 33 tuổi, hiện đang là phó vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, cấp phó giám đốc sở. Tuy rằng bây giờ nhà họ Ngô có một ủy viên Bộ Chính trị Ngô Tài Dương, một người cấp bộ trưởng Ngô Tài Giang, ngoài ra bởi vì vẫn còn sức ảnh hưởng từ ông cụ Ngô, nên có không ít nhân vật số 1 ở tỉnh Bộ đều là học sinh của ông cụ. Do đó địa vị gia tộc số 1 của nhà họ Ngô vẫn là hữu danh hữu thực. Hiện giờ nhà họ Ngô như mặt trời giữa ban ngày, nhưng nguy cơ đã bắt đầu hiện ra, bởi vì trong số đời thứ 3 nhà họ Ngô đã không có người nối nghiệp. Con trai Ngô Tài Giang còn bé, chưa có nguyện vọng theo nghiệp chính trị. Ngô Tài Giang chỉ có một người con gái là Liên Nhược Hạm, Liên Nhược Hạm càng là tránh xa chính trị. Con trai Ngô Tài Hà là Ngô Nhược Thiên, tuy đang tham gia chính trị nhưng dưới sự bảo hộ của bậc cha chú, 33 tuổi mới trở thành một phó vụ trưởng của bộ phận không quan trọng lắm, vẫn chưa có kinh nghiệm chính trị ở địa phương. Trên cơ bản có thể nói là, tiền đồ hơi ảm đạm. Ngô Tài Hà thì càng không phải nói, vẫn đang đảm nhiệm chức quan nhàn tản, sớm đã ở vị trí bên lề rồi. Có thể thấy, cứ không phải có xuất thân là có tiền đồ sáng lạn, tự bản thân không đủ cứng cáp thì dù có người nâng đỡ thì cũng không tiến xa hơn được. Hạ Tưởng cũng từng gặp qua Ngô Nhược Thiên, gặp ở hôn lễ của Khâu Tự Phong. Lúc đó hai người không nói chuyện gì mấy, chỉ nhớ mang máng là thần sắc Ngô Nhược Thiên u buồn, không hay nói nhiều. Sao đột nhiên lại muốn tham gia ngành sản xuất sơn? Hạ Tưởng cũng hơi kinh ngạc, muốn tiến quân vào ngành sơn cũng không phải không được, nhưng lại chọn đúng thành phố Lang thì đây không chỉ là suy tính về kinh tế nữa, chắc chắc còn có nhân tố chính trị ở bên trong. Càng huống chi y là Ngô Nhược Thiên, là người nhà họ Ngô. Chẳng lẽ là chủ ý của ông cụ Ngô? Nhà họ Ngô làm việc không chỉ là suy tính mỗi về điểm sáng kinh tế, mà nhiều hơn đó chính là suy tính chính trị. Thành phố Lang vốn là giao giới giữa ba địa phương, ưu thế về địa lý, chính trị cực kỳ quan trọng, nhất là sau khi vành kinh tế Bắc Kinh lớn được đưa vào chương trình, tầm quan trọng lại càng nâng cao hơn. Lần này Ngô Nhược Thiên đột nhiên muốn vươn tay đến thành phố Lang, lại là ngành sản xuất sơn mẫn cảm nhất, xem ra bên trong chắc chắn là có ý đồ sâu xa. Nhưng rốt cuộc là bút tích của ai, có giống với suy đoán của Hạ Tưởng không thì Liên Nhược Hạm không rõ. Cô chỉ phụ trách truyền đạt lại, cô chẳng thèm hỏi văn vở, mưu mẹo gì phía sau sự việc. Đại đa số phụ nữ đều không có hứng thú với chính trị, Liên Nhược Hạm cũng vậy. Nhất là cô của bây giờ, đúng là chỉ muốn có thêm một cô con gái. Kết quả là trong một đêm Hạ Tưởng chỉ còn cách phải, mệt thêm vài lần. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng vừa đi làm thì nhận được điện thoại của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần chính thức mời Hạ Tưởng đến dự tiệc, y làm chủ tiệc, và có cả Sato đến tham dự. Sato nghe tin thì bắt đầu hành động, lập tức phản ứng lại, thật đúng là một tên Nhật Bản quá khôn khéo. Bây giờ mới biết hoảng loạn thì ngày trước làm gì. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, hắn còn chưa thả phong thanh muốn chỉnh đốn thị trường sơn thành phố Lang, thì cuối cùng sau khi hắn lên đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ có mấy tháng Sato đã lộ mặt rồi, hơn nữa còn không đích thân gọi điện thoại cho hắn, mà là thông qua Nga Ni Trần, làm giá ghê gớm quá. Hạ Tưởng liền từ chối luôn lời mời của Nga Ni Trần, nói là gần đây công việc bận quá, không dứt ra được. Buổi chiều,
triệu mở hội nghị thường vụ chính phủ. Cổ Hướng Quốc chủ trì cuộc họp, nhắc đến hai sự việc. Một, đầu tiên là cường điệu vạch ra Sơn Occupy là sản nghiệp trụ cột của thành phố Lang, không cho phép bất kỳ ai viện bất kỳ lý do hay mượn cớ ảnh hưởng đến việc sản xuất và tiêu thụ của Sơn Occupy. Nếu không, chính là tội đồ của thành phố Lang. Hai, bởi vì xây dựng làng đại học, khu kinh tế mới phía đông thành phố lại ở ngay gần, nên Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phác thảo quy hoạch một cây cầu vượt lớn, để giảm bớt áp lực giao thông do lượng nhân khẩu tăng vọt gây ra. Hai đề nghị vừa tung ra, cả hội nghị bỗng chốc vang lên tiếng rì rầm bàn bạc. Theo lý mà nói, trước khi đề xuất quan trọng được trình lên hội nghị thường vụ, Cổ Hướng Quốc nhất định phải nói trước với Hạ Tưởng, dù sao Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, có quyền phát biểu cực lớn. Nhưng Cổ Hướng Quốc hiển nhiên có ý lơ hắn, căn bản là không nói chào với hắn. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Thiệu Đinh ung dung, biết chắc chắn là Thiệu Đinh đã biết trước rồi, lại thấy Vương Nháo và Liễu Tiên Bính cũng không có biểu hiện kinh ngạc, trong lòng hắn càng rõ ra mấy phần. Cổ Hướng Quốc lại lôi kéo được Vương Nháo và Liễu Tiên Bính. Xem ra tình thế lại nghiêng về Cổ Hướng Quốc rồi. Cũng có thể hiểu được, dù sao Cổ Hướng Quốc là nhân vật số một chính phủ, chỉ cần y hơi tung ra một chút lợi ích, trong những lúc phân biệt không quan trọng lắm, phó thị trưởng cúi đầu trước thị trưởng là thái độ bình thường. Nhưng Hạ Tưởng lo lắng không phải là thái độ của Vương Nháo và Liễu Tiên Bính, mà là đề xuất của Cổ Hướng Quốc căn bản là không đứng trên lập trường khách quan công chính, cũng không suy nghĩ cho lợi ích của thành phố Lang. Lùi một bước mà nói, cho dù cái mà y nói là bảo vệ địa vị độc bá của Sơn Occupy còn có thể hiểu được, nhưng đột nhiên đề xuất xây một cây cầu vượt lớn phía đông thành phố, nếu đổi là người khác thì có thể sẽ không biết dụng tâm của Cổ Hướng Quốc, nhưng Hạ Tưởng lại rõ 5-10 ý đồ của hắn ta. Chương 861, đánh động, mâu thuẫn phức tạp. Không cần bao lâu, nhiều nhất là sau 2 năm, trong viễn cảnh quy hoạch sẽ có một đường sắt thông từ Bắc Kinh đến Đài Bắc sẽ được xây dựng, vừa đúng đi xuyên qua phía đông thành phố Lang, cũng vừa đúng vị trí Cổ Hướng Quốc đề xuất xây dựng một cây cầu vượt lớn. Bây giờ bắt đầu xây cầu, sau khi xây xong thì đường sắt cũng gần như bắt đầu khởi công, đến lúc đó cây cầu vượt vừa xây xong phải phá đi. Trong khoảng thời gian vừa xây vừa phá làm lãng phí rất nhiều sức người và của cải, đầu tư của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trôi theo nước, nhưng có người sẽ kiếm ổn, chính là những nhà thầu xây dựng. Thậm chí Hạ Tưởng còn có thể đoán được, chắc chắn công trình này sẽ rơi vào tay của Nga Ni Trần. Hắn phải ngăn chặn hành vi giả vờ làm việc công kiếm lợi cá nhân của Cổ Hướng Quốc. Bởi vì công trình của chính quyền thành phố luôn là chính phủ đầu tư, là hành vi của chính phủ, vì vậy, tiền tiêu là tiền của dân, ra ra vào vào, bước đầu ước chừng tổn thất tầm vài trăm triệu tệ. Đương nhiên là chính phủ bị tổn thất, là tiền của những người nộp thuế chứ không phải tiền của Cổ Hướng Quốc, cũng không phải tiền của Nga Ni Trần. Lúc xây dựng, chính phủ sẽ đầu tư vào, đợi khi cầu bị phá rỡ thì chính phủ sẽ trợ cấp tiền. Trong khoảng giữa ra và vào nhà thầu sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, mà còn kiếm được bội thu. Là con đường kiếm tiền kiếm chắc mà không bồi thường của quan và thương nhân kết hợp. Các phó thị trưởng khác không biết có biết không, còn Hạ Tưởng thì không muốn đi đoán mò nữa. Hắn biết rõ các thủ đoạn bên trong, nên hắn không thể để cho Cổ Hướng Quốc thực hiện được ý đồ. Thị trưởng Cổ, đề xuất xây dựng cầu vượt không được. Hạ Tưởng cũng xen ngang vào luôn, thẳng thắn đưa ra ý kiến phản đối. Với quy mô của thành phố Lang, xây cây cầu vượt lớn là lãng phí người và của. Không tận dụng hết tác dụng của cây cầu, tôi cho rằng không cần thiết phải xây dựng. Ý kiến phản đối của Hạ Tưởng rất trực tiếp, không chút nể tình liền làm cho Cổ Hướng Quốc có chút mất mặt. Thực ra Cổ Hướng Quốc không biết, Hạ Tưởng là có nể mặt y, không nói thẳng ra dụng ý của y, nếu không chắc chắn sẽ làm thể diện y càng không có lỗ để chui. Dự án cầu vượt đã qua chuyên gia cục quy hoạch kiểm chứng, không những thiết thực mà còn vô cùng có lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Nâng cao hình tượng toàn thành phố, cực kỳ hữu dụng. Phó thị trưởng Hạ quá võ đoán rồi, một câu phủ định luôn, không phải là thái độ thảo luận vấn đề. Cổ Hướng Quốc nói giọng rất bất mãn, có ý hợp tình hợp lý. Khí thế Cổ Hướng Quốc trên cả thượng phong, chính là muốn đè ép Hạ Tưởng, dù sao y là thị trưởng, đồng thời cũng là để che đậy tim đen của y. Hắn ta cho rằng Hạ Tưởng không biết nội tình bên trong, nhưng y lại không biết Hạ Tưởng là ai chứ. Hạ Tưởng rất rõ các mánh khóe ngành xây dựng, và nữa hắn còn có ưu thế mà người khác không có, tầm nhìn xa. Trần Chí Tiệp lên tiếng. Tôi cho rằng Phó Thị trưởng Hạ nói có lý, với quy mô hiện tại của thành phố Yến,
tổng cộng mới có 2 cây cầu vượt, hơn nữa tỷ lệ sử dụng đến rất thấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Yến cũng đang suy nghĩ lại công trình cầu vượt không tận dụng hết tác dụng, là công trình thể diện. Lại kết hợp kinh nghiệm của tỉnh Yến và các thành phố khác trong nước, với tổng giá trị sản lượng và mật độ dân số trước mắt của thành phố Lang mà nói, việc xây cầu vượt cơ bản là tương đương với việc bài trí. Ý của tôi là, chỉ bằng lấy vốn đầu tư có hạn đem đầu tư vào nơi cần thiết hơn, ví dụ như xây một trung tâm hội nghị lớn càng có ý nghĩa thực tế hơn xây một cây cầu vượt. Đương nhiên Cổ Hướng Quốc rõ, trung tâm hội nghị sẽ có lợi cho việc xây dựng kinh tế thành phố Lang hơn là một cây cầu vượt, nhưng lại bất lợi cho tính toán vụ lợi của y, cho nên y phản bác lại lời Trần Chí Tiệp. Thành phố Lang đúng là có viễn cảnh quy hoạch xây một trung tâm hội nghị, nhưng trung tâm hội nghị là trung tâm hội nghị, cầu vượt là cầu vượt, không thể vì khởi công trung tâm hội nghị thì không lo đến sự bất tiện đi lại của người dân. Qua so sánh, cầu vượt có lợi ích thực tế nhất với người dân, cũng thể hiện quyết tâm làm việc thiết thực vì dân của Ủy ban Nhân dân thành phố nhất. Quan tham luôn luôn có bộ mặt đường hoàng, hạ tưởng tận mắt nhìn thấy quan tham, lẫn cả không ít tham quan ở kiếp sau khi mất chức bị vạch trần, gần như ông nào cũng ra vẻ đạo mạo, người trước người sau đều to mồm giảng đạo chống tham nhũng, đề cao thanh liêm, hơn nữa còn luôn mồm vì nước vì dân. Đợi đến khi thất thế rồi, không những người dân không tin chúng là quan tham, đại quan tham, đến cả đồng nghiệp bình thường luôn bên cạnh cũng phải giật mình kinh ngạc. Người có tài không lộ diện, tham quan cũng không lộ bộ mặt thật. Thiệu Đinh liền phụ họa kịp thời với lời của Cổ Hướng Quốc. Tôi thấy đề xuất của thị trưởng Cổ là cực kỳ phù hợp với hiện trạng của thành phố Lang. Theo đà phổ cập xe cá nhân, đồng thời người nơi khác đến thành phố Lang ngày càng nhiều, hơn nữa khu kinh tế mới phía đông lại có nhà máy Sơn Occupy, dòng người đi lại vô cùng dày đặc. Cấp bách có một cây cầu vượt để giảm tải áp lực giao thông. Tôi tán thành đề xuất của thị trưởng Cổ, cho rằng hoàn toàn cần thiết xây một cây cầu vượt. Đúng vậy, quả đúng như vậy. Vương Nháo cũng tỏ thái độ đúng lúc, tỏ vẻ tán thành. Thị trưởng Cổ và phó thị trưởng Thiệu nói đều rất có lý. Đương nhiên cách nghĩ của phó thị trưởng Hạ từ xuất phát điểm cũng là tốt, theo tôi thấy, cầu vượt vẫn là cần được xây dựng. Tuy rằng Vương Nháo tán thành ý kiến của Cổ Hướng Quốc, nhưng y cũng hàm xúc thiện ý với Hạ Tưởng, liền làm cho Cổ Hướng Quốc nhìn y đầy thâm ý, Vương Nháo vội vàng cúi thấp đầu, giả vờ không nhìn thấy. Thái độ của Liễu Tiên Bính rất kiên quyết, không bì với thái độ sợ đắc tội Hạ Tưởng của Vương Nháo, y khẳng khái nói. Dự án xây cầu vượt cần phải khởi công, không làm không được. Thành phố Lang sắp trở thành thành phố thí điểm của vành kinh tế Bắc Kinh lớn rồi, đến cả một cây cầu vượt còn không có thì quá là làm mất hình tượng của thành phố rồi. Tôi nhận thấy không những phải xây cầu vượt, mà cần phải nhanh chóng khởi công. Liễu Tiên Bính vô cùng khí thế, lúc nói còn phối hợp với tay múa may, rất có phong độ của một đại tướng. Võ Nhược Lam không phải không có ý khinh miệt nhìn Liễu Tiên Bính, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ gõ bàn, đợi khi Liễu Tiên Bính quay đầu lại nhìn cô mới chậm rãi nói. Phó thị trưởng Liễu, ăn nói đừng có lớn tiếng quá, phòng hội nghị không lớn, ồn ào đến nỗi tai ong lên hết cả rồi. Dễ mất ngủ lắm. Chu Duệ Nhạc đang uống nước, phi, một phát nước vương khắp đất, vội vàng xua tay. Ngại quá, tôi bị sặc nước một chút, mời phó thị trưởng Võ tiếp tục. Rõ ràng là Chu Duệ Nhạc có ý châm biếm, Liễu Tiên Bính lại không nhận ra sao. Y muốn nói gì đó, lại bị lời của Võ Nhược Lam ngắt quãng. Tôi cảm thấy đề xuất của thị trưởng Cổ quá hấp tấp rồi. Cầu vượt không phải không thể xây, nhưng không phải lúc này. Hiện giờ quy mô thành phố Lang còn bé, phát triển sau này sẽ nghiêng về phía đông. Hay là nghiêng về phía bắc, bây giờ còn chưa có định luận. Còn nữa, sau khi vành kinh tế Bắc Kinh lớn khởi công, chắc chắn tỉnh sẽ có điều chỉnh về vị trí của thành phố. Bây giờ đã hấp tấp xây cầu vượt, nhỡ không phù hợp với chính sách của tỉnh thì chẳng phải là làm mà vô dụng. Không thể không nói, lời phát biểu của Võ Nhược Lam là có ý nghĩa hiện thực nhất, cũng có sức thuyết phục nhất. Giọng cô vừa dứt. Đến cả mặt Cổ Hướng Quốc cũng hơi hơi lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là y không ngờ Võ Nhược Lam lại có giải thích sâu sắc như vậy. Mặc dù tiếng phản đối và nghi vấn không ít, nhưng Cổ Hướng Quốc chính là muốn cướp thời gian đầu tiên là có cùng cái nhìn chung với bộ máy chính phủ, sau đó lại trình lên hội nghị thường vụ thảo luận tiếp. Bởi vì nếu bộ máy chính phủ không thống nhất ý kiến, thì khi thảo luận trên hội nghị thường vụ sẽ rất xấu hổ, dù sao bộ máy chính phủ hiện tại có 3 người là ủy viên thường vụ, phân lượng rất nặng. Thời gian không đợi người, đợi sau khi bộ đường sắt phê duyệt công văn,
nếu tất cả mọi người đều biết đường sắt sẽ đi xuyên qua cầu vượt, thì dụng tâm của y sẽ tự nhiên bị vạch trần, lộ lộ hiện ra trước mắt bao người. Tin tức lúc này còn chưa chính thức tiết lộ ra ngoài, nhưng y đã biết được nội tình thông qua con đường đặc biệt, cho nên mới có ý tranh thủ khoảng thời gian chênh lệch mà kiếm một món lớn. Dù sao, sự thay đổi về chính sách cũng không trách tội được đến đầu y, muốn kiếm tiền nhưng phải kiếm hợp tình hợp lý, và còn phải không để lại di chứng. Cho nên y liền lợi dụng sự mẫn cảm và biết trước chính sách, kiếm tiền trong phạm vi hợp tình hợp lý. Cổ Hướng Quốc liền quyết định phát huy đầy đủ quyền uy của thị trường, đè ép Hạ Tường. Tôi thấy tạm thời cứ như vậy đã, cho dù có mấy đồng chí không thống nhất ý kiến nhưng vẫn là mời các đồng chí lấy đại cục làm trọng, không nên chỉ một mặt phản đối, đồng chí nào có ý kiến thì cứ giữ nguyên ý kiến. Thái độ của tôi là, có một số dự án cần phải khởi công, có bị phản đối cũng phải làm. Cổ Hướng Quốc vung tay, quyền uy của nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân thành phố thể hiện ra hoàn toàn, hiển nhiên là không muốn cho mấy người Hạ Tưởng cơ hội phát biểu. Hạ Tưởng thấy tình hình như vậy, biết là Cổ Hướng Quốc quyết định được ăn cả ngã về không, muốn cưỡng ép trình lên hội nghị thường vụ để thảo luận. Cổ Hướng Quốc là thị trưởng, có thể đập bàn quyết định trên hội nghị thường vụ chính phủ, nhưng cầu vượt là đại sự liên quan đến lợi ích toàn thể thành phố Lang, cần phải thảo luận trên hội nghị thường vụ. Hắn liền duỗi hai tay ra. Nếu thị trưởng Cổ kiên trì, tôi cũng không còn gì nói nữa, thì cứ thảo luận trên hội nghị thường vụ là được. Có điều. Bỗng nhiên giọng Hạ Tưởng ngừng lại, hắn lại sơ lược bổ sung một câu. Tôi nghĩ là nên nhắc trước thị trưởng Cổ một chút, có những chuyện phía sau sự việc, thật ra mọi người đều biết, nói trước mặt thì tốt hơn, giấu ở sau lưng có khi sẽ nhận được hiệu quả ngược lại. Đến lúc này, Hạ Tưởng càng hiểu rõ hơn một điều. Cầu vượt được xây dựng không những bàn ơn cho Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc, mà còn do liên quan đến việc mua sơn với số lượng lớn có thể mang đến thu nhập phong phú cho Sơn Occupy, thật đúng là thủ đoạn tài tình một mũi tên mà được ba đích. Nhà thất bại duy nhất chính là thu nhập tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu như Hạ Tưởng không có nguyên tắc, lại không can thiệp vào lợi ích của hắn thì hắn cũng giơ cao tay bỏ qua. Tiền của chính phủ chưa bao giờ thiếu những công trình hình tượng vô ý, có ý. Thậm chí công trình thành tích là tiền lệ phân chia bên trong các công trình, nhưng Hạ Tưởng không thể tha thứ xảy ra chuyện như vậy ngay dưới mắt hắn. Nói dễ nghe một chút là công trình hủ bại do quan và thương nhân kết hợp, nói khó nghe một chút chính là lợi dụng tin tức không đối xứng tiến hành phạm tội kinh tế với thủ đoạn thông minh. Vốn gần đây sự chú ý của Hạ Tưởng bị sự việc phía sau Lãnh Chất Phương thu hút, nhưng tiến triển vụ án chậm chạp, hắn cũng vừa đúng lúc tăng mức độ quản lý làng đại học và ủng hộ cho tham quan nông nghiệp. Chuẩn bị cống hiến nên làm cho việc xây dựng kinh tế thành phố Lang, không ngờ nào là xảy ra chuyện sơn của Vương Sắc Phi, giờ lại thêm chuyện xây cầu vượt. Hai chuyện đều có liên quan trực tiếp đến Nga Ni Trần, có liên quan gián tiếp với Sato, vấn đề Sơn Occupy, lại lần nữa tình thế đủ các kiểu mâu thuẫn đan xen bày ra trước mặt Hạ Tưởng. Lại bởi vì Trần Đại Đầu là tổng đại lý cho Sơn Occupy, Hạ Tưởng liền hiểu ra, lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và Sato e là sẽ không thoải mái. Sau khi hội nghị chính phủ kết thúc, Cổ Hướng Quốc ở lại cùng với Vương Nháo, Liễu Tiên Bính, Thiệu Đinh, tiếp tục họp nghiên cứu chi tiết vấn đề. Hạ Tưởng, Trần Chí Tiệp, Chu Duệ Nhạc và Võ Nhược Lam rời đi trước, bộ máy chính phủ phân rõ thành hai phái. Hạ Tưởng không về văn phòng, mà là đến thẳng văn phòng của Ngả Thành Văn, trao đổi ý kiến về đề xuất xây cầu vượt của Cổ Hướng Quốc. Ngả Thành Văn tỏ vẻ cũng nghe nói đến chuyện này, y chưa tiến hành nghiên cứu sâu sự việc. Bước đầu thấy, có tính khả thi nhất định. Hạ Tưởng cũng không tiết lộ với Ngả Thành Văn quá nhiều, mà là hàm xúc chỉ ra việc khởi công hấp tấp sẽ có thể gây hậu quả không tốt, khuyên Ngả Thành Văn không nên dễ dàng ra quyết định ủng hộ. Ngả Thành Văn thấy Hạ Tưởng trịnh trọng đề xuất, nên cũng bày tỏ thận trọng xem xét. Sở dĩ Hạ Tưởng không vạch thẳng ra động cơ của Cổ Hướng Quốc với Ngả Thành Văn, một là hắn chỉ dựa vào phỏng đoán mà đã muốn đập bẹp Cổ Hướng Quốc thì không thích hợp lắm. Hay là hắn còn phải xin chứng thực từ trên Bắc Kinh thời gian khởi công đường sắt cụ thể, có đúng là giống như những gì hắn biết. Chỉ có tổng hợp phân tích rồi rút ra kết luận mới có thể kiểm chứng dụng tâm của Cổ Hướng Quốc. Cho dù Cổ Hướng Quốc không có tạp niệm các nhân thật, chỉ cần đường sắt đi xuyên qua phía đông thành phố, thì không được xây dựng cầu vượt, nếu không chính là công trình làm hao tổn của cải lẫn sức người. Hạ Tưởng cũng không chậm trễ, lập tức xin chứng thực từ phía Bắc Kinh. Đầu tiên hắn gọi điện thoại hỏi Dịch Hướng Sư, sau đó gọi cho Trần Phong. Trần Phong đã chính thức đến thành phố Sơn nhậm chức,
nhưng quyết định trước đó của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển y cũng biết rất rõ. Từ câu trả lời của hai người hợp nhất lại một đáp án, không bao lâu nữa sẽ chính thức tuyên bố thành lập dự án đường sắt Bắc Kinh-Đài Bắc. Như vậy, dụng tâm của Cổ Hướng Quốc đã không cần nói cũng biết rồi. Buổi tối, Nga Ni Trần lại gọi điện thoại mời Hạ Tưởng dự tiệc, Hạ Tưởng lại từ chối. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đi thị sát công trường làng đại học, chỉ đạo lựa chọn vật liệu xây dựng cần lấy nguyên tắc sử dụng thiết thực làm chính, cố gắng lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt giá thành vừa phải, không nhất thiết phải dùng vật liệu có tiếng. Dù sao làng đại học không phải trung tâm hội nghị và khu nhà ở cao cấp, lấy kiên cố, lợi ích thực tiễn làm đầu. Theo sau đó, Hạ Tưởng nhằm vào vật liệu xây dựng cụ thể mà phát biểu cách nhìn, chỉ ra có thể lựa chọn sản phẩm sơn trong nước phù hợp, không nhất thiết phải dùng sơn sản xuất tại thành phố Lang, không nên mù quáng theo đuổi nhãn hiệu mà bỏ qua tiết kiệm chi phí. Sau khi Tiêu Ngũ khỏi bệnh, ở lại luôn thành phố Lang phụ trách dự án làng đại học, chuẩn bị đặt chân tại làng đại học, sau đó cắm rễ ở thành phố Lang. Tiêu Ngũ tỏ thái độ ngay, quyết định mua một lô sơn trong nước từ nhà máy phía Nam, hưởng ứng đề xuất kêu gọi tiết kiệm vốn của Phó Thị trưởng Hạ. Bất động sản Giang Sơn theo đó mua liền một lô sơn sản xuất trong nước có giá trị hơn triệu tệ, vận chuyển thuận lợi đến thành phố Lang, lập tức gây ra chấn động cả thành phố. Bao nhiêu năm nay, công trình xây dựng tại thành phố Lang chưa bao giờ dùng hãng sơn khác, bất kể là đầu tư của chính phủ hay hành vi của doanh nghiệp, trên cơ bản là không dùng sơn Occupy thì đừng mong thuận lợi làm xong công trình. Thậm chí có lúc chính phủ cũng ra mặt thuyết phục, không thuyết phục được thì kiểm soát bằng chính sách. Tóm lại tất cả công trình xây dựng tại thành phố Lang chỉ cần nơi nào cần sơn thì đều là sơn Occupy. Dự án làng đại học nổi tiếng trong lòng người dân thành phố, nhất cử nhất động đều nhận được sự chú ý của không ít người. Dự án làng đại học phá lệ không sử dụng sơn Occupy, hơn nữa còn dưới chỉ thị của Phó Thị trưởng Hạ, lớn tiếng mua sơn của một hãng sản xuất trong nước, chính là hãng cạnh tranh kịch liệt nhất với sơn Occupy ở Trung Quốc, nên truyền đến cho nhiều người một tin tức mang hàm ý phức tạp. Không ít người nhốn nháo phỏng đoán, lẽ nào sự ủng hộ của chính phủ dành cho sơn Occupy đã giảm bớt rồi? Gió đổi chiều rồi sao? Sato cũng nhẫn nhịn tốt, trong lúc Hạ Tưởng mượn dự án làng đại học để đánh động y, y vẫn im lặng chịu đựng áp lực, vẫn không đích thân gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, nên làm cho Hạ Tưởng thầm khâm phục tính ngoan cố của người Nhật. Được, ngoan cố phải không? Xem ngươi có thể ngang đến khi nào? Hai ngày sau, đại diện Ngô Nhược Thiên là Lôi Nham từ Bắc Kinh đến thành phố Lang, y đến thẳng văn phòng của Hạ Tưởng, chính thức đề xuất với hắn ý muốn xây dựng nhà máy sản xuất sơn ở thành phố Lang. Tin tức truyền ra sao động cả một vùng, làm cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố lẫn nhiều người dân đều bàn tán phỏng đoán, hành động này của Phó Thị trưởng Hạ hoàn toàn là cách làm đoạn tuyệt đường lui của sơn Occupy, ép sát từng bước. Cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ bề ngoài, còn Lôi Nham bàn riêng với Hạ Tưởng những gì? Đương nhiên là người ngoài không biết được. Sau khi bàn riêng với Lôi Nham xong, Hạ Tưởng rút ra kết luận, nhà họ Ngô quả là muốn mượn cơ hội đầu tư nhà máy sản xuất sơn, chính thức nhúng tay vào sự vụ của thành phố Lang. Không chỉ là vì lợi ích kinh tế thu được từ một thành phố Lang còn không được nhà họ Ngô thèm để mắt tới, mà là có ý đồ sâu xa về chính trị, rốt cuộc mũi tên sẽ hướng về nơi nào Hạ Tưởng cũng không dám khẳng định, bởi vì Lôi Nham chỉ là được Ngô Tài Dương ủy thác, đặc biệt chuyển vài lời tới hắn. Một là, muốn Hạ Tưởng tận hết sức để Ngô Nhược Thiên xây dựng thành công nhà máy sản xuất sơn, nếu như khởi công thuận lợi, nhà họ Ngô nợ hắn một ân tình. Hai là, báo cho Hạ Tưởng, một số người ở thành phố Lang phức tạp hơn bề ngoài nhiều, chủ yếu là thế lực sau lưng bọn họ rất khổng lồ, nhắc Hạ Tưởng phải cẩn thận và cẩn thận. Lời của Ngô Tài Dương rất có ý tứ, vừa trực tiếp vừa hàm xúc, lại không cụ thể chỉ ra điểm nào để hắn phòng ngừa ai. Nhưng mặc kệ thế nào, nhà họ Ngô mượn việc xây dựng nhà máy sản xuất sơn xâm nhập vào thành phố Lang, xảy ra mâu thuẫn xung đột đầu tiên chính là với Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần. Tin tức thành phố Lang có khả năng sẽ xây thêm một nhà máy sản xuất sơn mới được lan ra, Sato chỉ kiên trì được một ngày, cuối cùng ngồi không yên nữa lần đầu chủ động gọi điện cho Hạ Tưởng. Sato nói tiếng Trung rất lưu loát, nếu không phải là hắn ta tự xưng trước, suýt nữa Hạ Tưởng cũng nghe không ra y là người Nhật Bản. Tiếng Trung nói lưu loát là chuyện tốt, nhưng giọng điệu của y hơi cứng nhắc, lần đầu tiên tiếp xúc đã không cho Hạ Tưởng cảm giác tốt đẹp. Xin chào Phó Thị trưởng Hạ, tôi là Sato. Sato nói rất chuẩn, nhưng giọng điệu cũng không biết là cố ý hay vô ý mà vô cùng cứng nhắc.
tôi muốn nói chuyện với ngài, xin hỏi khi nào ngài có thời gian rảnh? Bình tĩnh mà xét, Sun Occupy là dự án thu hút một lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất, đáng lý ra là nhận được Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp đãi long trọng, nhưng trọng đãi không cùng với việc phải hạ giọng khép nép. Ủy ban Nhân dân thành phố khát vọng đầu tư là thật, đầu tư lại không phải cúi đầu cúi người đổi lại, mà là hai bên tự nguyện, căn cứ vào nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Có lẽ Sato quen kiểu thái độ kiêu ngạo trước mặt những người khác ở Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, nên cũng ra giọng bề trên nói chuyện với Hạ Tưởng, liền làm cho Hạ Tưởng phải đánh một dấu hỏi về thành ý của y khi muốn gặp mặt nói chuyện với hắn. Ngài Sato, giọng nói hơi hơi đắn đo, giọng điệu của Hạ Tưởng nhàn nhạt mà xa cách. Gần đây bận quá, tôi không có thời gian rảnh, với lại tôi không nghĩ ra là giữa chúng ta có cái gì cần phải nói chuyện cả. Chương 862, bất ngờ, đều có sắp xếp. Thái độ từ chối của Hạ Tưởng cũng không xem là khéo léo, thậm chí có thể nói là rất thẳng, khiến Sato cảm thấy rất mất mặt, gã luôn tự thấy mình là quá cao, cho rằng ở thành phố Lang đâu đâu có lẽ cũng nhận được sự tôn kính, không ngờ một phó thị trưởng thường trực như Hạ Tưởng lại dám làm gã mất mặt, khiến gã vô cùng không vui. Phó thị trưởng Hạ, tôi bình thường rất bận, bình thường thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thường mời tôi tham dự một số hội nghị, tôi đều phải từ chối. Ngụ ý là gã chủ động gọi điện thoại, đã cho Hạ Tưởng thể diện rất lớn rồi. Hạ Tưởng cười. Tôi cũng biết ông Sato công việc bận rộn, gần đây tôi cũng có nhiều việc vặt, quả thực là thoát không nổi. Trước tiên có việc làm ăn của Vương Sắc Phi gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh, bây giờ lại có nhà đầu tư chuẩn bị đến thành phố Lang đầu tư vào nhà máy sơn, bận tối mày tối mặt. Nên chỉ đành cảm ơn ý tốt của ông Sato nếu có việc bận, thì cứ đi giải quyết đi nhé. Sato đụng phải một cái đinh không mềm không cứng, lại bị Hạ Tưởng nói bóng gió vài câu, thiếu chút nữa phát tác, nếu là phó thị trưởng khác, gã không chừng đã sớm cúp điện thoại rồi, nhưng uy danh của Hạ Tưởng quá lớn, gã không dám làm càn, chỉ có thể chịu nhịn, cuối cùng nói một câu. Được, nếu như thế, có cơ hội thì tính tiếp vậy. Sato cho rằng Hạ Tưởng sẽ cúp điện thoại, không ngờ, Hạ Tưởng lại đột nhiên nói một câu ngoài đề tài. Ông Sato, Trung Quốc có một câu châm ngôn có việc nên làm, có việc không nên làm, đàn ông, làm việc phải biết chịu trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Điện thoại đã tắt, Sato bỗng chốc ngây người ra, hàm nghĩa trong lời nói của Hạ Tưởng rất phong phú, khẳng định là bóng gió điều gì. Lẽ nào là, đôi mắt gã đảo qua đảo lại, cuối cùng ngồi quay trở lại ghế, lôi ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trắng hình vuông, ở chính giữa, là một đám màu đỏ nhìn thấy mà giật mình. Chuyển sang đỏ vì duyên cớ là thời gian đã quá lâu rồi, màu sắc đã mờ nhạt đi nhiều, Sato nắm trong tay, bỗng nhiên nhớ đến cái đêm cuồng loạn của vài năm trước. Vẻ mặt hoảng sợ, rụt rè của Ngụy Hồng Thanh, một lần nữa lại hiện về trước mắt gã. Hạ Tưởng ba lần cự tuyệt Nga Ni Trần, một lần từ chối Sato, lập trường vô cùng rõ ràng dứt khoát, chính là trước khi lấy đủ thành ý từ đối phương, hắn sẽ không ngồi xuống đàm phán. Đương nhiên hắn cũng biết, đối phương có nhiều cách. Tìm hắn nói chuyện trực tiếp chỉ là một trong nhiều thủ đoạn, vẫn còn rất nhiều thủ đoạn bức bách chưa thi triển. Quả nhiên, Hạ Tưởng vừa nghĩ tới, đối phương đã liền có ngay hành động ngả thành văn tổ chức hội nghị công việc bí thư, trọng điểm thảo luận gồm hai đề tài chính là xây dựng cầu vượt và các nhà đầu tư thủ đô chuẩn bị đầu tư vào nhà máy sơn. Tham dự hội nghị có ngả thành văn, Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch và Hạ Tưởng, Trần Chí Tiệp, vì đề cập đến việc xây dựng thị chính. Thành viên của bộ máy chính quyền chiếm đại đa số, cả ba ủy viên thường vụ đều đến. Điều giống với dự đoán của Hạ Tưởng là, Ngả Thành Văn vừa đưa ra hai đề tài thảo luận trên, Cổ Hướng Quốc ủng hộ mạnh mẽ sự khởi công của cầu vượt, và hết sức phản đối việc xây dựng thêm nhà máy sơn của thành phố Lang, chẳng những bất lợi cho Sơn Occupy tiến thêm một bước chiếm lĩnh thị trường, thì cũng là đầu tư lại, lãng phí tài nguyên, không phù hợp với quy hoạch của thành phố Lang trong giai đoạn hiện nay. Hoàn toàn là sản phẩm tư duy mới nóng. Phải, rõ ràng việc cầu vượt mà Cổ Hướng Quốc đề nghị là đầu tư lãng phí tài nguyên, hoàn toàn là vì riêng cá nhân mình, trái lại lại chỉ trích nhà máy sơn của hắn là đầu tư lại. Nhà máy sơn liệu có phải là xây dựng lại hay không tạm thời không đưa ra kết luận, chỉ ít hạng mục cầu vượt, tuyệt đối là công trình lấy việc công làm việc tư. Hạ Tưởng và Trần Chí Tiệp kiên quyết phản đối việc khởi công cầu vượt. Lý do hiển nhiên chính là giai đoạn hiện tại chưa cần thiết đến cầu vượt, hơn nữa là lãng phí tiền vốn và sức của. Trương Anh Tịch tạm thời không tỏ thái độ, chỉ mang vẻ mặt trầm tư,
cầm một chiếc bút máy nghịch trong tay, xoay đi xoay lại, còn không cẩn thận làm rơi cả xuống đất, ông ta liền áy náy mà cười. Cầu vượt, xe ô tô phải lượn qua lượn lại trên đấy, chẳng may rơi xuống thì phiền hà lắm. Đương nhiên nếu kỹ thuật lái xe không tồi, còn có thể bảo đảm không bị xoay cho chóng mặt, và chẳng may lái xe có tư tâm tạp niệm, khó tránh khỏi sẽ mất tay lái. Đôi lông mày của Cổ Hướng Quốc động đậy, lời nói của Trương Anh Tịch có hàm ý, dường như chỉ cái khác, gã liền nhìn thêm Trương Anh Tịch vài lần, rồi lại nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn không cử động, và cũng không vì tranh luận vừa rồi mà tức giận, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không để ý đến hạng mục cầu vượt có được thông qua lập dự án hay không vậy. Cổ Hướng Quốc trong lòng nhiều ít có chút khó hiểu, Hạ Tưởng ngăn cản việc khởi công hạng mục cầu vượt, rốt cuộc là xuất phát từ hận thù cá nhân, hay là vì hắn đã nhìn ra điều gì rồi. Hạ Tưởng không có khả năng chẳng bói cũng biết trước, cũng không hẳn có năng lực hiểu rõ hơn người, gã trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng càng nguyện ý cho rằng Hạ Tưởng chỉ xuất phát từ hận thù cá nhân. Cho dù như thế nào, gã tin Ngả Thành Văn suy xét xuất phát từ cái nhìn đại cục, hẳn là sẽ tán thành việc khởi công cầu vượt. Thái độ của Ngả Thành Văn có chút mập mờ, cái nào cũng được, ông ta trước tiên cho rằng việc đầu tư vào nhà máy sơn là xây dựng lại, không nên vội vã quyết định, nên sau khi trải qua luận chứng chi tiết mới đưa ra kết luận, mà hạng mục cầu vượt cũng có chút vượt mức quy định, cùng với sự phát triển kinh tế hiện tại của thành phố Lang không phải rất tương xứng, hơn nữa cũng không phải bức thiết mà cần một cây cầu vượt, quan điểm của ông ta là xây dựng cũng được không xây dựng cũng được, giống như là đánh mỗi bên một nửa, không có bất kỳ ý kiến nào mang tính kiến nghị. Hội nghị công việc bí thư cuối cùng không hình thành được nhận thức chung, hạng mục cầu vượt và nhà máy sơn đều tạm thời gác lại, vừa có chút vượt qua sự bất ngờ của Hạ Tưởng, lại khiến Cổ Hướng Quốc có chút buồn bực. Theo gã, Hạ Tưởng đề nghị nhà máy sơn thuần túy là cố ý không có chuyện mà tìm chuyện, còn cầu vượt của gã lại là đại sự lợi nước lợi dân, làm sao cũng có thể gác lại chứ. Hạ Tưởng lại nhìn ra cái gì, chỉ sợ thái độ hàm hồ không rõ ràng của Ngả Thành Văn không phải vì ông ta nhìn không ra triển vọng của nhà máy sơn, cũng không phải giữa ông ta và Sato có quan hệ mật thiết, mà là ông ta biết rõ sự đọ sức chính trị đằng sau nhà máy sơn. Ngả Thành Văn khẳng định đã nhận được sự gợi ý đến từ thủ đô. Về phần ông ta cũng mang hạng mục cầu vượt tạm gác lại, Hạ Tưởng cũng không dễ đoán ra là căn cứ vào suy xét gì, lẽ nào nói, Ngả Thành Văn cũng nhìn ra mục đích thực sự của Cổ Hướng Quốc sao? Đương nhiên, với trí tuệ chính trị của Ngả Thành Văn nhìn ra được điều gì cũng không lấy làm lạ, tuy nhiên có nhiều khi, trong mắt một số lãnh đạo có tính nguyên tắc không cứng rắn, bình thường không cản đường tiền tài của người khác. Giống như rất nhiều địa phương xảy ra các vụ án tham ô nhận hối lộ, thân là bí thư nhân vật số một lại không biết một chút sự tình sao. Bí thư chính là bí thư, nắm quyền lớn trong tay, nghe và nhìn vào số đông, chủ động đến mách lẻo cũng không ít, nhưng người khác kiếm tiền là chuyện của người khác, chỉ cần không đụng đến lợi ích của ông ta, bình thường sẽ không có ngăn cản gì, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Ngả Thành Văn tuy rằng không rõ ràng phản đối, tuy nhiên cũng đã gác lại đề nghị của Cổ Hướng Quốc, quả thực khiến người ta khó tránh khỏi có những suy đoán. Mấu chốt là ông ta đồng thời đã tạm gác cả đề nghị của Phó Thị trưởng Thường vụ và Thị trưởng, điều này trong hội nghị công việc bí thư là vô cùng hiếm thấy. Sau khi tan họp, không ít người cho rằng Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn sẽ thâm nhập trao đổi thêm một chút, không ngờ lại là Trương Anh Tịch gọi Hạ Tưởng lại, Hạ Tưởng cũng tùy theo ông ta mà đi vào phòng làm việc, đại khái nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đi ra. Cụ thể nói những gì, thì không ai có thể biết. Giữa tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức cùng với phía thủ đô ký kết hiệp nghị, phòng kinh tế thủ đô lớn long trọng khởi công. Thành phố Lang là một trong 13 quận và thành phố vây quanh thủ đô, vì là một thành phố trực thuộc cấp quận cách thủ đô gần nhất, đã có tác dụng làm đầu cầu tiến công. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất quy hoạch viễn cảnh bao quanh thủ đô xây dựng 3 thành phố mới, đề xuất phải tăng tốc độ đẩy mạnh tiến trình thành thị hóa, phải cấu trúc quần thể thành thị kiểu mới vây quanh thủ đô. Lấy 3 thị trấn huyện là Ngũ Đường, xã Giang, Tiểu Gia làm cơ sở xây dựng thành phố mới phía nam thủ đô, lấy huyện Hoài An, huyện Trác Lộc làm cơ sở xây dựng thành mới phía bắc thủ đô. Đối với sự định vị của thành phố Lang là, lấy bất động sản, tham quan nông nghiệp, thông tin điện tử làm việc chính, gắng sức tạo ra một thành phố mới phía đông thủ đô hoàn toàn mới, tập trung tham quan, du lịch làm nơi nghỉ ngơi nhất thể trên cơ bản cùng với lần trước khi tiến cử nông nghiệp kiểu mới và tham quan nông nghiệp. Thiết tưởng triển vọng mà Hạ Tưởng đề xuất ra đối với thành phố Lang không có sai biệt. Nói chung, sau khi đề nghị bị gác lại,
trong thời gian ngắn sẽ không được đệ trình thảo luận lại, trừ phi trải qua sửa chữa. Hạ Tưởng không quan tâm đề nghị của Cổ Hướng Quốc, hắn chỉ là sau khi đem hướng đi của thành phố Lang phản hồi cho Lôi Nham, Lôi Nham rất nhanh trả lời lại rằng, sẽ không từ bỏ đầu tư, sẽ tiếp tục nghĩ cách mở ra thị trường ở thành phố Lang. Phỏng chừng sẽ có một cuộc đọ sức phía sau màn, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, cho dù hắn vẫn không phải là rất hiểu dụng ý của Ngô gia, nhưng Ngô gia muốn khiêu động lợi ích của Sơn Occupy phù hợp với lập trường của họ, hắn sẽ có thái độ rất vui mà nhìn thấy sự thành công này. Vụ án Lãnh Chất Phương vẫn luôn tìm không ra chỗ đột phá, Hạ Tưởng cũng không vội mà thúc giục Lịch Phi, vì có lúc tiến triển của vụ án không thay đổi theo ý chí của con người. Hiện tại Lộ Hồng Chiêm vô cùng khiêm tốn, làm cho người ta một chút cũng tìm không ra chỗ mắc lỗi, hễ là vụ án qua tay anh Thành và Lịch Phi, hắn tuyệt đối ủy quyền hoàn toàn, chưa từng hỏi đến, bày ra thái độ đứng ngoài cuộc thật sự. Lộ Hồng Chiêm làm như vậy, khiến cho ông ta giống như biến mất trong tầm mắt của mọi người. Kỳ thật cũng chính là chỗ thông minh của ông ta, không để cho người ta nắm được thóp của mình, ông ta mới dễ gian lận sau lưng. Hành động nắm quyền của Lộ Hồng Chiêm trong lòng Hạ Tưởng cũng biết, hắn cũng không phải là không có kế sách ứng đối, tuy nhiên hắn không phải là chính khách chỉ vì đấu tranh mà đấu tranh, chỉ cần ở trước đúng sai phải trái Lộ Hồng Chiêm không nhúng tay vào, không làm theo ý riêng, hắn cũng sẽ không gây khó khăn với Lộ Hồng Chiêm. Đối với Cổ Hướng Quốc cũng như thế, nhưng với Nga Ni Trần, thái độ của Hạ Tưởng rất rõ ràng, phải tận hết sức mà đả kích, cứ đánh đến khi gã không còn sức trả đòn. Thế lực đen, không thể tiếp tục ngang ngược ở thành phố Lang. Ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng đó là, Lịch Phi khi điều tra vụ án của Lãnh Chất Phương, không phát hiện thêm nhiều chứng cứ mới, nhưng lại bất ngờ phát hiện vấn đề của Cổ Hướng Quốc. Lịch Phi từ miệng của công nhân tìm hiểu được một manh mối, Cổ Hướng Quốc có một căn hộ ở tiểu khu Trác Việt. Căn hộ có diện tích khoảng 200 m², trang trí tỉ mỉ, đẹp, đồ dùng trong nhà đầy đủ, theo giá thị trường phỏng chừng trên dưới 600.000 tệ. Nếu chỉ có một căn cũng không nói rõ ra vấn đề gì, cho dù là nhận lễ vật của người khác, thì con số mấy trăm nghìn tệ cũng không nói rõ điều gì, càng không đánh đổ được Cổ Hướng Quốc. Mặc dù nghiêm khắc mà nói nhận hối lộ mấy trăm nghìn tệ là đã có thể ngồi tù, nhưng tình hình trong nước đều có ân tình đối xử khoan dung, một căn hộ cũng lấy ra để kể chuyện. Một câu nói của cấp trên là có thể khiến Cổ Hướng Quốc nhảy qua được một nạn, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Vấn đề ở chỗ, trong căn hộ còn có một người phụ nữ sinh sống, một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung. Lịch Phi cũng từ miệng công nhân tìm ra rõ mồn một, người phụ nữ tên là Từ San San, là một nữ sinh viên đang học ở khu đại học, mới 21 tuổi. Đương nhiên, nếu vẻn vẹn chỉ có một cô gái và một căn hộ, là muốn làm gì đó với Cổ Hướng Quốc, cũng không hiện thực. Nhưng vấn đề Lịch Phi phát hiện khiến Hạ Tưởng hiểu rõ một đạo lý, chính là liên tục cho đến nay Cổ Hướng Quốc khả năng có tham ô, cùng Nga Ni Trần liên kết kiếm tiền cho vào túi riêng, con số khẳng định vô cùng lớn, nhưng hắn luôn cho rằng Cổ Hướng Quốc về phần nữ sắc xem như biết tự hạn chế, không ngờ, Cổ Hướng Quốc vẫn thường bao nữ sinh. Là một phát hiện trọng đại. Hạ Tưởng liền khuyến khích Lịch Phi mấy câu, để y tiếp tục theo manh mối này mà truy xét, xem có gặt hái được gì mới không. Lịch Phi rất vui, đi tìm hiểu nguồn gốc, ngày hôm sau liền có gặt hái hoàn toàn mới, Từ San San là em gái của tứ phu nhân của Lãnh Chất Phương. Người gọi là tứ phu nhân là bốn bà quá mà Cục Công an dùng để phân biệt với Lãnh Chất Phương, là cách gọi bất thành văn trong nội bộ Cục Công an dựa theo độ tuổi lớn nhỏ. Một manh mối sau cơn mưa trời lại sáng. Hạ Tưởng đã để cho Lịch Phi tiếp tục thuận theo manh mối mà điều tra, hắn không tiện xâm nhập vào trong, chỉ đem tâm tư dùng vào việc làm thế nào để tiến thêm một bước tốt hơn mà lĩnh hội chỉ thị của tỉnh ủy, đem thành phố Lang làm triển vọng của thành phố mới phía đông thủ đô, xây dựng càng tốt đẹp hơn. Tám sản nghiệp trụ cột lớn của thành phố Lang, thông tin điện tử lớn, hội triển lãm du lịch là sản nghiệp dẫn đầu, ngành sản xuất linh kiện xe ô tô và xe máy, sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi cùng với chế biến, gia công đồ gỗ và chế tạo đồ dùng gia đình, in ấn và đóng gói, vật liệu xây dựng kiểu mới, bất động sản, VV, trong đó thông tin điện tử lớn đang xuất hiện thế bừng bừng khí thế, mà ngành linh kiện ô tô và xe máy có chút mùi vị của ánh tà. Mấy sản nghiệp lớn khác tuy cũng gọi là sản nghiệp trụ cột, nhưng trên thực tế chỉ là tương đối với bản thân thành phố Lang mà nói, đặt vào toàn quốc thậm chí chỉ là tỉnh Yên, có ưu thế, nhưng cũng không phải rất lớn. Sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi cùng với chế biến, vì có sự đầu tư của Dương Uy, bước tiếp theo hẳn là sẽ tốt hơn mà phát triển mạnh mẽ.
Kỳ thật làm đầu cầu khởi công của tỉnh Yến, thành công của thành phố Yến có ý nghĩa hình tượng rất lớn. Liên tưởng đến năm đó khi hắn trong tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, Hạ Tưởng đã mơ hồ hiểu rõ một điểm, có người để hắn đến thành phố Yến, một là nhu cầu về đấu tranh chính trị, hai là nhu cầu về xây dựng kinh tế, hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, hắn cần thiết phải tìm được điểm phù hợp hoàn mỹ mới xem như là thành công thật sự. Nếu không, chỉ có đấu tranh chính trị không có xây dựng kinh tế, trong thời kỳ cách mạng thì còn được, trong thời kỳ lấy việc xây dựng kinh tế làm việc chính, chỉ có thể là một cán bộ chân thọt, con đường đi không vững cũng không xa. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng cũng không phải là một chính khách vì đấu tranh mà đấu tranh, chỉ là hắn vừa đến thành phố Lang, đã bị người ta ép sát từng bước. Kỳ thật nếu dựa vào ý nguyện của hắn, hắn mong muốn từng bước lợi dụng đòn bẩy xây dựng kinh tế, dần dần trong quy luật của thị trường, đánh bại Nga Ni Trần. Nhưng Nga Ni Trần liên tiếp vận dụng thủ pháp xã hội đen, lại có sự liên kết của Cổ Hướng Quốc, Đồ Quân và Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng cần thiết phải hăm hở vùng dậy phản kháng, đánh đổ từng kẻ một. Không nắm quyền, thì đừng nghĩ có hành động gì. Không có quyền phát ngôn, còn muốn có xây dựng kinh tế, chỉ có thể là nói chuyện viển vông. Từ trước đến nay đều là ai định đoạt, người đó có công lao, người đó có chiến tích. Nhưng có một điểm, lập trường của Ngô gia lại thiên hướng về bên nào? Đằng sau Sơn Occupy, có phải có sự giúp đỡ của cấp cao ở thủ đô hay không? Hạ Tưởng đại khái dựa vào hành động của Ngô gia đột nhiên nhúng tay vào ngành sản xuất Sơn Occupy, suy đoán ra một chút gì đó. Hắn lượn mấy vòng trong phòng làm việc, ánh mắt lại dừng lại trên cây hải đường, bỗng nhiên liền hiểu ra. Cây hải đường rốt cuộc có bí mật ẩn hàm gì hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng có một điểm, hải đường đều có liên hệ với Thủy Căn, Cổ Hướng Quốc cùng với Nga Ni Trần, thậm chí có thể không một chút khoa trương mà nói. Hải đường chính là một sợi dây, đầu dây là Cổ Hướng Quốc, cuối dây là Nga Ni Trần, còn Thủy Căn ở giữa, có thể quan trọng, có thể không quan trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không có tác dụng gì. Điện thoại đột nhiên vang lên, là thủ đô gọi đến, Hạ Tưởng không nghĩ nhiều. Sau khi không chút để ý mà nhấc điện thoại lên nghe, vừa nhẹ nhàng, alo, một tiếng, còn chưa kịp chào hỏi, thì từ bên trong truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tiểu Hạ, lâu rồi không liên lạc, có phải cảm thấy Ngô gia quên cậu rồi không? Hạ Tưởng bỗng chốc liền ngừng hơi thở ông cụ Ngô gia. Đúng vậy, từ sau khi hắn đến thành phố Lang, không chỉ có quan hệ cùng với Mai gia và Khâu gia hơi có chút xa lánh, quan hệ với Ngô gia cũng nhạt đi nhiều. Hai nhà Mai, Khâu thì còn tạm, liên lạc không nhiều, nhưng cũng có lúc liên lạc, với Ngô gia gần như cắt hẳn liên lạc, đương nhiên, ngoại trừ Liên Nhược Hạm. Điều duy nhất khiến Hạ Tưởng không ngờ là, tuy rằng với hai nhà Mai, Khâu có chút xa lánh, nhưng quan hệ với Phó gia lại có chút hòa dịu, từ sau việc của Phó Tiên Tiên, cùng với Phó gia không xảy ra thêm bất kỳ xung đột nào đương nhiên Hạ Tưởng trong lòng cũng biết, chỉ là sự hòa giải tạm thời, giữa hắn và Phó gia, có một con hào rất rộng. Không có khả năng bắt tay giảng hòa nhưng với Ngô gia, bao gồm Ngô Tài Giang vẫn luôn xem như không tồi. Cũng liên lạc rất ít, cũng khiến hắn trong lòng nhiều ít hiểu rõ một chút gì đó. Ngô gia không hy vọng hắn đến thành phố Lang là một nguyên nhân khác chính là, lập trường mà hắn trước mắt lựa chọn, cùng với Ngô gia càng lúc càng xa, không phù hợp với lợi ích căn bản của Ngô gia. Thứ mà Ngô gia luôn theo đuổi chính là sự tối đa hóa của lợi ích gia tộc, nhưng dưới sự so sánh. Tất cả những gì mà hiện tại hắn làm, đều đứng ở mặt đối lập với thế lực gia tộc, khẳng định sẽ dẫn đến sự cảnh giác của Ngô gia. Đúng vậy, đến cả Mai gia và Khâu gia đều tồn tại cảnh giác trong lòng, huống chi là Ngô gia. Cho dù nói ra quan hệ giữa hắn và Ngô gia là mật thiết nhất, nhưng mọi chuyện đều có tính hai mặt, vì duyên cớ Liên Nhược Hạm lại là xa lánh nhất. Ông cụ Ngô gia lâu rồi không gọi điện thoại tới, bây giờ đột nhiên lại gọi, làm ra chuyện gì đây? Ông cụ, Hạ Tưởng do dự một chút, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đành cười một tiếng. Tôi biết kỳ thật ông vẫn luôn ở đằng sau chú ý tôi, kỳ thật trong lòng tôi vẫn luôn vô cùng cảm ơn sự yêu mến của ông. Nói không thật lòng rồi. Ông cụ Ngô gia cũng cười một tiếng, trong tiếng cười có chút thản nhiên. Không nói những chuyện này nữa, nói chuyện chính nhé, chú ý của Sơn Occupy, là từ Tài Hà mà ra, để Tiểu Thiên bắt tay vào hành động. Tôi không nhúng tay vào, để bọn họ gây sức ép, tuy nhiên tôi muốn nghe quan điểm của cậu. Nói là muốn nghe quan điểm của Hạ Tưởng, kỳ thật vẫn là thăm dò lập trường của hắn, Hạ Tưởng chần chừ một chút, mới nói. Khởi công một nhà máy sơn mới có lợi cho việc phá vỡ lũng đoạn,
theo bản thân tôi, là thái độ rất tán thành, nhưng Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc e là sẽ không đồng ý, lực cản rất lớn. Lực cản khẳng định có, Sơn Occupy ở trong nước lũng đoạn nhiều năm, không phải không có nguyên nhân. Ông cụ Ngô ra điểm đến đấy thì thôi, không thảo luận sâu hơn, mà lại quay lại thế cục của thành phố Lang. Hoàn cảnh của thành phố Lang rất phức tạp, hơn nữa có thể nói là hiểm ác, cũng không phải không có nguyên nhân. Tuy nhiên cậu cũng không cần thiết biết quá nhiều, cũng không phải bận tâm quá nhiều, chỉ chú ý làm tốt việc của thành phố Lang là được rồi. Ám thị trong lời nói của ông cụ rất rõ ràng, chính là hiểu rõ ràng mà nói với Hạ Tưởng, sự đọ sức giữa các cấp cao, Hạ Tưởng không cần phải băn khoăn, chỉ để ý một lòng đánh bóng tốt ở thành phố Lang là được. Hạ Tưởng nghe ra ngụ ý của ông cụ, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề vẫn luôn không có lời giải, vừa khéo mượn cơ hội này, nhất định phải chính miệng hỏi ông cụ. Chương 863, lần đầu gặp mặt, ra về chẳng vui. Ông, có một việc cháu muốn hỏi ý kiến của ông. Hạ Tưởng cung kính nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng. So với trước kia, tính tình ông cụ tốt hơn rất nhiều. Nói chuyện với ông không cần phải khách khí như vậy. Không khách khí không được, cho dù ông đã lui về ở ẩn, nhưng dự uy vẫn còn, nghe Liên Nhược Hạm nói, trong buổi lễ mừng năm mới, hầu hết các quan chức cấp tỉnh bộ đều đến đây chúc mừng ông cụ, điều đó chứng tỏ sức ảnh hưởng của ông hiện giờ vẫn còn đủ khả năng gây sóng gây gió. Danh tiếng nhà họ Ngô, đâu chỉ có mỗi hư danh, mà còn có cả thực lực. Cháu có điểm không rõ là, phải làm thế nào mới có thể thông qua cuộc kiểm nghiệm ở thành phố Lang, muốn phá vỡ thế cân bằng ở thành phố Lang. Đánh tan thế lực đen tối, lấy cương vị một phó thị trưởng thường trực của cháu ra thì chẳng đủ sức để làm được việc gì. Nếu chỉ có mỗi mình cháu đứng ra tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang, với thế cục hiện tại, cũng coi như thành lập một điểm cân bằng nhỏ, nhưng xem kỹ lại, con đường của cháu dường như còn rất dài. Mâu thuẫn cứ thế lộ ra, chỉ nói đến việc ở thành phố Lang xây dựng lại nền kinh tế không muốn đấu tranh chính trị càng không thể thực hiện được. Phải nắm chắc bằng cả hai tay, mà cháu chẳng qua chỉ là một chức phó. Ha ha! Ông ấy cười sảng khoái. Cho cháu đến thành phố Lang, cháu cứ yên tâm mà ở đó là được rồi, việc gì phải nghĩ đến mấy chuyện tầm sàm bá láp này làm gì. Nghĩ ngợi nhiều cũng không tốt, còn ảnh hưởng đến công việc. Được rồi, không nói nữa, cứ tiếp tục làm việc cháu muốn làm đi, đợi ngày nào đó nước chảy thành sông, cháu sẽ biết thế nào là con đường vinh quang ở phía trước. Nói vậy, chẳng khác nào không nói, Hạ Tưởng bất đắc dĩ mỉm cười. Đợi ông ấy nghe xong cuộc điện thoại, hắn mới nhẹ nhàng đem điện thoại trả lại chỗ cũ, trong lòng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Phía trước mờ mịt, thực tế vẫn còn lộ ra chút ánh sáng mờ mờ ẩn hiện trong sương, thậm chí nhà họ Ngô nhúng tay vào cũng đã giúp Hạ Tưởng hiểu ra chút gì đó. Thành phố Lang từ trên xuống dưới không ai thương tiếc, đang dần biến thành chiếc bánh thơm phức, không chỉ có những vướng mắc về ích lợi kinh tế, mà cần có cơ duyên chính trị, có lẽ đi sâu vào trong trình tự mà nói. Thành phố Lang chính là hình ảnh thu nhỏ của các cuộc tranh chấp cấp cao, quyết định thắng bại chính là hàng ngũ và quyền sở hữu về sau. Thật đáng kinh ngạc, Hạ Tưởng lắc đầu, nhưng đã là người trong chốn quan trường, lại còn đứng vào hàng lãnh đạo, cấp bậc càng cao thì trọng trách càng nhiều. Bằng không khó tránh khỏi kết cục không người hướng dẫn, hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là ngược dòng mà lội, tóm lại đối mặt với sự lựa chọn quan trọng, cần phải dùng hành động thực tế để biểu thị. Nếu một bên được thỏa mãn, chắc chắn bên kia sẽ không thấy hài lòng, thế giới vĩnh viễn luôn tồn tại hai phương diện đối lập nhau, và quan trường cũng không ngoại lệ. Bất luận bạn có cố tìm điểm chung, nhưng khi đối mặt với lợi ích cực lớn, thì tuyệt đối không còn khái niệm nhường nhịn. Tính cạnh tranh trên quan trường, rất kịch liệt, dù sao nhân vật số một, vĩnh viễn cũng chỉ có một. Hạ Tưởng tự nhốt mình trong phòng trầm tư một hồi lâu. Hai ngày sau, Liên Nhược Hạm từ Bắc Kinh trở về, sau đó quay lại báo tin rằng, bệnh viện trong nước không chẩn đoán chính xác về bệnh tình của Vệ Tân, cần đưa ra nước ngoài khám và chữa bệnh. Hạ Tưởng hay tin liền thấy đầu óc choáng váng, Vệ Tân rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ căn bệnh của cô thật sự không thể chữa trị? Tuy rằng Liên Nhược Hạm nói sẽ đích thân đưa Vệ Tân tới Mỹ, trong lòng Hạ Tưởng vẫn thấy áy náy, người con gái hắn yêu quý nhất trên đời này, vốn dĩ hắn vừa hạ quyết tâm, kiếp này sẽ chăm sóc cho Vệ Tân thật tốt, thế nhưng chưa làm được việc gì cho cô. Thì ông trời đã ngăn trở, tuy rằng vẫn chưa biết bệnh tình của Vệ Tân là như thế nào, nhưng một cô gái hoàn mỹ như vậy, vì sao ông trời lại nỡ đối xử bất công như thế? Đây có lẽ là lần đầu tiên Hạ Tưởng cảm nhận được sự uể oải trong lòng.
Trong tâm trạng suy sụp, Nga Ni Trần lại một lần nữa đề xuất mời gặp mặt, Hạ Tưởng lên tiếng đồng ý, hắn cũng muốn tới xem thử, rốt cuộc người tên Sato mặt mũi béo tròn ra sao. Địa điểm gặp mặt được định là ở căn phòng sang trọng hạng nhất của khách sạn Caesar, điều khiến Hạ Tưởng không ngờ tới chính là, Trần Đại Đầu đã có mặt ở đây trước. Trần Đại Đầu sau thời gian nghỉ ngơi, tinh thần cũng đỡ hơn rất nhiều, y vừa thấy Hạ Tưởng, sắc mặt hơi mất tự nhiên, lại có phần khiếp đảm, pha chút sợ hãi, cộng với cảm xúc phức tạp khó nói rõ thành lời. Thật ra Sato không khác biệt lắm so với tưởng tượng của Hạ Tưởng, vóc dáng không cao, đôi mắt nhỏ, vẻ mặt khôn khéo và ngạo mạn, trông thấy hắn bước vào, chỉ hơi cúi người chào, nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng dậy. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý đến cái nghi thức xã giao rườm rà đó, hắn chỉ khách khí bắt tay với Nga Ni Trần và Trần Đại Đầu. Sau đó đợi Nga Ni Trần giới thiệu, mới bắt tay với Sato. Sato đứng lên, xoay người gật đầu chào. Chào Phó Thị trưởng Hạ, tôi là Sato, sau này nhờ anh giúp đỡ cho. Người Nhật Bản được giáo dưỡng theo phong thái nho nhã lễ độ và đã trở thành thói quen, không nhất định phải là đại biểu thì mới nhận được sự tôn trọng, Hạ Tưởng vỗ vỗ vào tay của Sato nói. Ông Sato, tôi đến thành phố Lang mới đó đã nửa năm, vậy mà hôm nay chúng ta mới gặp mặt, quá trình có chút khúc mắc và dài lâu. Sato cười gượng. Công việc của Phó Thị trưởng Hạ bận rộn, vậy mà tôi lại đến làm phiền. Cũng có thể anh có chút ý kiến với tôi. Đã vài lần Chủ tịch Trần ra mặt hẹn gặp, anh cũng bận không thể đến được. Còn nhớ lần tôi mời cơm Bí Thư Ngả, đến lần thứ hai, Bí Thư Ngả mới dành chút thời gian ra gặp mặt. Đại khái nói bóng nói gió cái giá của Hạ Tưởng quá cao. Hạ Tưởng mỉm cười. Ông Sato, Bí Thư Ngả phụ trách toàn bộ công việc của thành phố Lang, hoàn toàn khác với tôi, có phân công của mình, cho nên không phải tôi có ý kiến với anh, mà là giữa chúng ta không nhiều tiếng nói chung cho lắm. Sato mời Hạ Tưởng ngồi vào bàn, sau đó nói rõ nguyên do của cuộc gặp mặt hôm nay. Phó Thị trưởng Hạ, Sơn Occupy là hạng mục có ưu thế duy nhất của thành phố Lang, thiết nghĩ Ủy ban Nhân dân thành phố nên giúp đỡ nhiều cho công việc tìm và mở rộng ưu thế này, chứ sao có thể liệt nó vào danh sách các nhà sản xuất gây lũng đoạn thị trường. Xét cho cùng thì phía chịu tổn thất vẫn là thành phố Lang. Tổng bộ không xem trọng hoàn cảnh kinh tế sau này của thành phố Lang, còn gây bất lợi đến khả năng gia tăng nguồn tài chính. Vào đề đã vội đánh phủ đầu Hạ Tưởng, nêu rõ ý nếu Hạ Tưởng muốn tiếp tục ủng hộ cho hạng mục nhà máy Sơn, thì khả năng Sơn Occupy sẽ rút lại vốn đầu tư, hoặc là chuyển đổi nguồn vốn đầu tư ở thành phố Lang. Bởi vì Sơn Occupy có vài nhà máy ở trong nước, đâu phải chỉ có riêng ở mỗi thành phố Lang này. Có điều Hạ Tưởng hiểu rõ sức uy hiếp Sato vẫn chưa đủ, thành phố Lang có những điều kiện thuận lợi mà những nơi khác không có, như khoảng cách đến Bắc Kinh Thiên Tân gần nhất, phí tổn rẻ, so với nhà xưởng Occupy ở tỉnh phía Nam, thì khả năng khống chế chi phí sản xuất tại thành phố Lang là tốt nhất, lợi nhuận cũng cao nhất, đồng thời lượng tiêu thụ cũng lớn nhất, nguyên nhân tự nhiên là thuộc nhiều phương diện, nhưng với những thuận lợi do vị trí địa lý mang lại cho thành phố Lang một địa thế mật thiết không thể tách rời. Người thương nhân theo đuổi chính là lợi nhuận, đương nhiên họ sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến nó. Trong tự điển của thương nhân, lợi nhuận luôn luôn được ưu tiên lên hàng đầu, trước giờ chưa từng xảy ra tranh chấp với lợi nhuận trước mắt. Sato nói như vậy, tuy có ý hù dọa nhưng đó chỉ là với những cán bộ địa phương không am hiểu sách lược, còn ở trước mặt Hạ Tưởng, điều này căn bản không có tác dụng. Hạ Tưởng vẫy vẫy tay, biểu thị thái độ chẳng sao cả. Quyết định của Tổng bộ Occupy, tôi không dám bình luận. Người thương nhân cần nhất chính là lợi nhuận mà nó sản sinh được, cho nên nếu các vị nhận thấy triển vọng của kinh tế thành phố Lang không phù hợp để Occupy phát triển lâu dài, tôi cho rằng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng không thể miễn cưỡng. Ở bên trong việc buôn bán, ân tình hoàn toàn không có chút giá trị nào, cho nên tôi cũng không thể nói thêm được cái gì. Hơn nữa, giữa tôi và anh Sato, dường như cũng không có ân tình gì đáng để bàn luận. Có đúng vậy không, Chủ tịch Trần? Hạ Tưởng chẳng những gỡ được gánh nặng mà Sato cố ý đưa ra mà còn trực tiếp chuyển sang phía Nga Ni Trần. Nga Ni Trần nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở bên kia, khuôn mặt phản phất nụ cười mỉm như không, kỳ thật trong lòng chắc cũng không thoải mái với cuộc nói chuyện lần này. Mấy ngày hôm trước, sau khi dự án khu đại học toàn diện chọn dùng sản phẩm sơn trong nước, mấy xe sơn được dùng trong vài công trình của Vương Sắc Phi cũng được vận chuyển thuận lợi từ phía Nam đến đây. Bởi vì Hạ Tưởng vừa đưa tay ra thì lời nói cũng vừa dứt, Nga Ni Trần liền vội khuyên Sato rút tay về, không
không cần nhắc mãi chuyện đã qua, nếu không e chẳng có kết quả tốt. Sato sau khi nghe lời khuyên của Nga Ni Trần, cũng im lặng cho qua, không nhắc lại nữa. Sức ảnh hưởng của dự án làng đại học lan ra rất rộng, không cần tuyên truyền, mà hầu như mọi người trong thành phố đều biết rõ, khiến cho những người có tâm đều phỏng đoán Occupy chắc chắn đã làm phật lòng lãnh đạo cấp cao nào đó, cho nên mới chịu cục diện hiện tại. Rồi sau đó công trình của Vương Sắc Phi cũng cao giọng tuyên bố chọn các sản phẩm trong nước, đồng thời không biết vô tình hay cố ý tuyên truyền thương hiệu sơn giá rẻ chất lượng cao trong nước, sau này hễ là công trình của cô, nhất định sẽ chọn dùng sản phẩm của các thương hiệu sơn trong nước, nhằm cống hiến một phần sức lực cho sản phẩm nước nhà. Đây chính là phương pháp công kích gián tiếp vào Occupy, khiến cho Sato rất là căm tức, và Nga Ni Trần vô cùng bất mãn. Occupy độc chiếm thị trường thành phố Lang nhiều năm qua, cục diện độc quyền trước nay chưa từng bị lay động, Hạ Tưởng vừa ra tay, khiến cho hình tượng Occupy đã có những ảnh hưởng tiêu cực trong mắt người dân thành phố Lang. Nga Ni Trần tuy rằng cũng rõ bất luận là Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc, thì đối với vấn đề Occupy chắc chắn vẫn kiên quyết giữ vững thái độ, không cần cùng chung cách nhìn nhận với Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng không chỉ biết cách suy xét thấu đáo về chính trị, mà còn có cả thủ đoạn trong kinh doanh. Nếu hắn thật lòng muốn đánh phá thế cục độc quyền của Occupy, ai biết hắn sẽ làm ra thế cục gì để mà phòng bị. Thường thì không nên chống lại nhưng việc hợp tác như thế này, và Nga Ni Trần cũng từng nếm qua hương vị khi đứng ra chống đối lại Hạ Tưởng, kể từ đó cũng thông minh hơn, đứng ra thay Trần Đại Đầu bắt đầu lại từ điểm xuất phát, đồng thời cũng bởi vì y và Sato vẫn còn giữ chặt mối quan hệ hợp tác nên y hết lần này đến lần khác khuyên Sato thỏa hiệp, không cần cứng rắn. Vốn dĩ Sato quan sát Hạ Tưởng rất kỹ, nhưng vẫn không nhận thấy một phó thị trưởng thường trực như Hạ Tưởng lại có khả năng gây khó khăn cho gã, không ngờ Hạ Tưởng không nói không rằng bất động thanh sắc, cứ thế ra tay, khiến cho gã cảm nhận áp lực không nhỏ. Cũng phải, Hạ Tưởng chỉ trực tiếp nhắc đến chút việc của nhà máy sơn, ngoài ra không còn hành động nào khác, nhưng từ sau khi lời nói của hắn được thốt ra thì thị trường bên ngoài đã có nhiều thay đổi, lượng tiêu thụ của Occupy giảm đi khoảng 10%. Đó cũng không phải là con số suy giảm chính xác, mà là hóa đơn bán hàng ra thị trường không còn nhiều như trước kia nữa. Hiển nhiên, đó là tin đồn mà Hạ Tưởng tung ra, cùng với dự án làng đại học và sự thành công của công trình Vương Sắc Phi đã phá vỡ thói quen dùng sơn Occupy của người dân thành phố Lang. Lượng bán ra trên thị trường bị dao động mạnh, điều đó khiến những nhà lãnh đạo của Occupy phải nhanh chóng tìm ra phương thức ứng phó mới. Đại lý tiêu thụ chính là thành phần chủ yếu bảo đảm lượng tiêu thụ. Là thị trường ấn định doanh số bán ra, nếu lượng hàng bán ra ở các đại lý tụt giảm, thì hệ thống Occupy cũng sẽ bất ổn. Vô số các thương hiệu sơn nhắm vào thị trường thành phố Lang như hổ rình mồi, dưới tình hình hiện tại, ai mà không muốn đầu cơ. Nói thật, trong lòng Sato quả thật đã nảy sinh ra một tia khủng hoảng, bởi vì gã tìm Nga Ni Trần cũng được, tìm Cổ Hướng Quốc cũng vậy, kế sách ứng phó tạm thời của hai người đó đều không được tốt, bởi vì tất cả hành động của Hạ Tưởng đều thẳng thắn lộ rõ. Hơn nữa còn hợp tình hợp lý, không ai có thể tìm được lỗi trong đó. Chưa từng gặp mặt, Sato cũng đã cảm nhận được thủ đoạn cương nhu kết hợp nhuần nhuyễn của Hạ Tưởng, quan điểm gã tôn thờ cũng là làm giàu từ hòa khí, cho nên mới nhanh chóng chấp nhận đề nghị của Nga Ni Trần, chuẩn bị nói chuyện với Hạ Tưởng. Bàn là bàn, nhưng Sato đối với cách làm của Hạ Tưởng không chào hỏi liền vùi dập Occupy vẫn là vô cùng bất mãn, gã cũng không có cảm nhận tốt gì về Hạ Tưởng. Cho nên vừa thấy mặt, cứ thế gây áp lực chiếm lấy ưu thế trước. Chẳng qua mới chỉ hai chiêu, cục diện trước mặt có phần hơi ngượng ép, Hạ Tưởng rất biết cách xoay chuyển thế cục, trực tiếp đem chuyện Sato đánh phủ đầu đá ngược sang cho Nga Ni Trần, khiến cho Sato phải đề cao Hạ Tưởng thêm một bậc. Nga Ni Trần thấy Sato không nghe theo lời khuyên bảo của y, còn muốn ở nơi này so kè với Hạ Tưởng, trong lòng ảo não vô cùng. Cái tên Sato này, quá cố chấp. Hơn nữa có tinh thần dân tộc mãnh liệt, luôn cho rằng người Nhật Bản cao cấp hơn người Trung Quốc, có khi ngay cả Nga Ni Trần cũng không chịu được tính ngạo mạn tự đại của gã ta, nhưng không thích tính cách của gã lại không có nghĩa là không thể hợp tác, y có thể chịu được tính khí ngạo mạn của Sato, nhưng Hạ Tưởng cũng là cái gai trong mắt cần phải nhanh chóng loại trừ. Kỳ thật tính tình Hạ Tưởng trước nay được coi là lòng dạ nham hiểm, dễ dàng bỏ qua cho vài thói quen vô lý và ngạo mạn của kẻ nào đó. Nhưng đôi khi tính cách Hạ Tưởng lại như nước chảy, thích xuôi theo dòng, lúc hắn so kè với Phó Tiên Phong tại thành phố Yến, đã sử dụng kết hợp thủ đoạn hư hư thật thật mà ứng phó. Nhưng ở thành phố Lang này, đối mặt với thế lực đen tối của Nga Ni Trần, ngoại trừ công kích trực diện ra,
còn có thủ đoạn lấy cương khắc cương khi trực tiếp đối đầu. Cho nên đừng mong hạ tưởng sẽ đối xử ôn hòa với Sato, huống chi y cũng biết rõ con người của Sato, biết lòng dạ u ám của gã ta. Nga Ni Trần cười gượng nói. Hôm nay là lần đầu tiên Phó Thị trưởng Hạ và anh Sato gặp mặt nhau, có lẽ Phó Thị trưởng Hạ vẫn chưa hiểu rõ về con người của Sato, kỳ thật anh Sato đây là người dễ gần, nói không chừng sau này hai người có thể trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Hạ tưởng vẫy vẫy tay nói. Được rồi, ăn cơm thôi. Hiển nhiên, đối với những gì Nga Ni Trần vừa nói, áp dụng thái độ không đồng tình. Nga Ni Trần đưa mắt nhìn Sato. Nhìn thấu vẻ mặt thoáng chút tức giận của Sato, nên vội nháy mắt nhắc nhở Sato cần phải kìm nén, nếu không muốn tình hình xấu đi. Người Nhật Bản uống rượu rất khá, Sato cũng không ngoại lệ, mới uống vài ly rượu, Sato nhìn thấy dáng vẻ hạ tưởng như không có gì, cũng tuyệt không nhắc đến chuyện hiểu lầm về sản phẩm sơn nữa. Cục tức gã đã nén chặt trong lòng lại bùng phát lên. Hừ! Sato đứng lên. Phó thị trưởng Hạ, tôi mời anh ba ly rượu. Nga Ni Trần sắc mặt lập tức chìm xuống, hầu hết cán bộ Trung Quốc đều rất chú ý đến sự việc xảy ra trước mặt, chú trọng đến thân phận và mặt mũi, mời rượu người khác, mời một ly là tôn kính, mời liên tục ba ly với khí thế hùng hổ hơn một chút, thì không còn là mời rượu nữa, mà nó đã trở thành khiêu khích. Nga Ni Trần cho rằng Hạ Tưởng sẽ tức giận, không ngờ Hạ Tưởng chỉ cười vẫy vẫy tay xuề xòa cho qua, còn thoải mái nói. Ba ly rượu chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần anh Sato đây dám trả lời tôi ba câu hỏi, tôi liền uống cạn ba ly này với anh. Sato cũng thoải mái đáp ứng. Được, không thành vấn đề. Hạ tưởng nhìn thẳng vào mắt Sato. Anh Sato, anh nói thật đi, có phải anh có quen biết Ngụy Hồng Thanh? Ly rượu trên tay Sato đứng lặng trong không trong một hồi lâu, dường như đã quên mất việc đặt xuống, vẻ mặt Sato kinh ngạc tột độ, sửng sốt trong khoảng 10 giây, mới rút ly rượu lại uống một hơi cạn sạch. Có quen, cô ấy từng là người yêu của tôi. Hạ tưởng thấy anh ta thành thật trả lời, bèn cùng uống cạn ly rượu đầu tiên, sau đó lại hỏi. Nói vậy lúc ấy anh có thật lòng yêu cô ấy không? Sato rót đầy ly rượu thứ hai, vẻ mặt hơi đỏ. Đúng, lúc ấy tôi đã rất thích cô ta. Hạ tưởng lại uống cạn ly rượu thứ hai. Ly rượu thứ ba, hạ tưởng không cầm lên, mà gần từng tiếng hỏi. Như vậy. Mạn phép hỏi anh Sato một chuyện, có phải anh đã làm chuyện có lỗi với Ngụy Hồng Thanh? Sato đang đứng mời rượu Hạ Tưởng, câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Hạ Tưởng, gã chết lặng ngồi bịch xuống ghế, hai mắt đăm đăm, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, cúi đầu sau một lúc lâu sau cuối cùng cũng cất tiếng. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng. Bất cứ ai biết suy nghĩ, đều tìm cách khắc phục những sai phạm mà mình đã gây ra, huống chi. Bản thân mình lại gây thương tổn cho người con gái mình từng yêu thương nhất. Một người đàn ông không đáng để tha thứ, thì làm sao có thể mời rượu tôi? Hơn nữa còn đứng trước mặt tôi ra điều kiện này nọ, xin lỗi, anh ta không đủ tư cách. Hạ tưởng nói xong, đứng ngay dậy. Chủ tịch Trần, tôi còn việc cần giải quyết, không tiện ở lâu. Nói xong, không chờ Nga Ni Trần lên tiếng, nhanh chân bước ra ngoài. Nga Ni Trần dùng ánh mắt nhìn ra ngoài. Trần Đại Đầu vội đứng dậy tiến Hạ Tưởng. Sau đó quay lại nói nhỏ với Sato một câu, thấy Sato không có phản ứng gì, đành lắc đầu, bèn đứng dậy đi ra tiến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không nghĩ kết cục hôm nay sẽ thành ra thế này, càng không trách hắn nổi giận vô cớ, chẳng qua hắn không có chút thiện cảm nào với Sato, vừa trông thấy mặt, đã nhìn thấy thái độ ngạo mạn đó, lại còn tỏ ra bản thân ưu việt hơn người, nghĩ đến cuộc sống thê thảm hiện nay của Ngụy Hồng Thanh. Hắn không thể ngăn được cơn tức giận bùng phát. Làm một cán bộ nhà nước, thì tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính, dù rằng bản thân có thành kiến với người Nhật như Sato, nhưng có lúc cần phải kìm nén cảm xúc thật của bản thân, nhưng hễ nghĩ tới chuyện Sato cưỡng bức khiến Ngụy Hồng Thanh sinh ra đứa con lại không thừa nhận, thì Hạ Tưởng không thể kìm được kích động khi liếc nhìn bản mặt vô lại của anh ta. Hắn bước nhanh như bay, cũng không để ý tới Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần ra tiến phía sau, đối với Trần Đại Đầu. Có thể nói vẫn chưa đến mức chán ghét gì, chỉ có điều cảm thấy dáng vẻ ông ta có phần hơi đáng khinh, không xứng với Dương Bối. Nói tới nói lui, trên thế giới có bao nhiêu cuộc hôn nhân được xem là xứng lứa vừa đôi. Hắn cũng không dám nghĩ tới chuyện Dương Bối gặp phải chuyện khó nói hay khốn khổ trong cuộc sống, con đường của mình thì mình phải bước đi, không thể oán trách người khác được. Vừa mới đi tới cửa,
bởi vì bước đi quá vội vã, xém chút nữa đụng phải một người, còn chưa nhìn thấy rõ người đó là ai, thì mùi hương quen thuộc đã xông vào mũi, Hạ Tưởng bất chợt dùng mình, là Dương Bối. Quả nhiên là Dương Bối. Với vẻ mặt đầy thê lương, hai mắt bất lực, không phải Dương Bối thì có thể là ai vào đây được nữa. Cô lùi ra sau vài bước, mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Hạ, Phó Thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng biết cô ấy định gọi thẳng tên mình, nhưng lời vẫn chưa thốt ra khỏi miệng đã vội tắt. Vốn dĩ hắn cứ tưởng chỉ cần gặp lại Dương Bối, thì trái tim lại dạt dào tình cảm, không ngờ trong đời người lại có những buổi tương phùng bất ngờ như thế này, và lòng hắn giờ đây lại tĩnh lặng như mặt nước, chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên chào đáp lại một câu. Xin chào, Dương Bối. Hai mắt Dương Bối ngấn lệ như sắp trào ra, cô biết, một câu, xin chào, vô cùng đơn giản được thốt ra từ trong miệng Hạ Tưởng hoàn toàn không đem theo chút cảm xúc nào, ý chỉ khoảng cách giữa cô và Hạ Tưởng giờ như núi cách sông, như miền Nam và miền Bắc vậy. Đương nhiên cô cũng không thể biết được rằng, ở trong lòng Hạ Tưởng, còn là sự thăng trầm của hai thế giới. Chương 864, hiểu ý, Dương Đông kích Tây. Hạ Tưởng nhìn thấy Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần đang sững sờ đứng ngây ra ở phía sau, biết hai người họ đang bất ngờ trước sự thất lễ của Dương Bối, còn có suy đoán đầy thâm ý, có điều hắn cũng lười đi giải thích, chỉ đưa tay vẫy vẫy hai người họ, rồi lên xe đi. Có điều Hạ Tưởng không ngờ là, vì sự thất thố của Dương Bối, sau khi Trần Đại Đầu biết chuyện cũ giữa hắn và Dương Bối sẽ lợi dụng nhiều hơn, giữa hắn và Nga Ni Trần cùng với Trần Đại Đầu, kể từ lúc có thêm Dương Bối tham gia, đã xảy ra nhiều chuyển biến hoàn toàn ngược lại so với trước kia. Hai ngày sau, đề nghị về cầu vượt chính thức được đệ trình tới hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận. Ngay khi hội nghị vừa được bắt đầu, bầu không khí thảo luận đã vô cùng kịch liệt. Cổ Hướng Quốc tự mình ra trận, phân tích tường tận điểm lợi và bất lợi của công trình và tác dụng của nó với sự phát triển của thành phố Lang, đề xuất nếu không xây dựng một cầu vượt thì thành phố Lang hoàn toàn mất đi hình tượng địa vị của một thành phố cấp 3. Cổ Hướng Quốc từ khi mất đi đồ quân người rất tích cực trong việc đi tiên phong này, hơn nữa phía Ủy ban Nhân dân thành phố đã bị Hạ Tưởng kiềm hãm, thì rất nhiều chuyện đều phải đích thân tham gia, bởi vì không đủ người phân phó, cho nên chỉ tạo thêm áp lực cho nhân viên cấp dưới. Không thể không nhắc đến, từ khi Hạ Tưởng đến đây, đã khiến cho trận tự bấy lâu vốn cân bằng của thành phố Lang trở nên xáo trộn. Bản thân Hạ Tưởng cũng không tỏ vẻ chống đối gì với Cổ Hướng Quốc, mà từ phía Trần Chí Tiệp, luôn phản kháng tay đôi lại với Cổ Hướng Quốc. Hễ hai người chạm mặt nhay, y như rằng cuộc tranh luận càng thêm gay gắt, có mấy lần ngôn từ của Trần Chí Tiệp quá sắc bén, gần như khiến cho Cổ Hướng Quốc tức đến nghẹn họng, những lần như thế Lộ Hồng Chiêm âm thầm cảm thán. Thật sự là thời thế thay đổi như thời tiết, nhớ ngày trước Đồ Quân Chuyên là kẻ gây sự, không ít lần làm cho đối phương nghẹn họng không còn lời nào để nói, thì hiện tại Hạ Tưởng không cần xuất đầu lộ diện, chỉ bằng một Trần Chí Tiệp, có thể khiến cho một thị trưởng Oai Phong phải khiếp vía. Khiến cho Cổ Hướng Quốc suýt phải ngượng mặt trước mọi người, quả thật khiến người ta cũng không biết phải làm sao. Lộ Hồng Chiêm cũng đành phải gồng mình xông trận, lôi bao nhiêu là đạo lý ra đặt lên bàn thảo luận với Trần Chí Tiệp. Khi vở diễn lên cao trào, cũng là lúc diễn viên chính bước lên sân khấu, Hạ Tưởng vẫn chưa lên tiếng, hắn chỉnh trang lại áo quần, tất cả ủy viên thường vụ lập tức im lặng như tờ, ánh mắt cũng dồn hết về phía hắn, từ đây có thể thấy được danh tiếng của Hạ Tưởng cao như thế nào, càng khiến cho Lộ Hồng Chiêm lạnh người. Khuôn mặt của Hạ Tưởng không quá lạnh lùng mà cũng không có vẻ nghiêm túc, kèm theo nụ cười nhạt. Kỳ thật lấy thế cục hiện tại của thành phố Lang, thì một cây cầu vượt cũng có thể. Hửm, tất cả mọi người thất kinh, Trần Chí Tiệp là người được Hạ Tưởng ưu ái đưa cho vị trí tiên phong, những gì y phát biểu cũng là thay cho ý tứ của Hạ Tưởng, không ngờ bây giờ Hạ Tưởng lại đứng lên nói ngược lại, chẳng lẽ tất cả mọi cố gắng của Trần Chí Tiệp vừa rồi là muối đổ biển sao? Hạ Tưởng hơi ngừng lại trong giây lát, rồi nói tiếp. Nhưng hiện tại thành phố Lang cần một cây cầu vượt, với mật độ giao thông dày đặc như hiện nay, thì việc xây dựng một cây cầu vượt sẽ làm giảm bớt áp lực cho ngành giao thông. Đối với việc nâng cao hình tượng thành phố Lang, cũng có rất lợi. Kỳ thật tôi cũng tán thành việc xây dựng cầu vượt ở thời điểm này. Ngay cả Cổ Hướng Quốc cũng không kịp hiểu, Hạ Tưởng đang dở trò gì, trong buổi họp các thành viên thường vụ chính phủ lần trước, còn dõng dạc, liệt kê vô số những hao tài tốn của khi xây dựng cây cầu này. Vậy mà, bây giờ, hắn đã quay ngắc đi 180 độ, không biết hắn có mắc bệnh gì không? Cho dù Hạ Tưởng đổi ý, nhưng Cổ Hướng Quốc không có lấy chút chờ mong và hưng phấn nào, ngược lại càng thêm lo lắng,
bởi vì y biết, nhất định Hạ Tưởng còn có mưu tính phía sau. Không ngờ sau khi Hạ Tưởng phát biểu xong, nhưng lại không đưa ra kết luận, mà đùn đẩy ngay sang cho Trương Anh Tịch. Lần trước tôi và Bí Thư Trương có bàn về vụ việc xây dựng cầu vượt này, sau khi nghe lời giải thích của Bí Thư Trương, tôi đã nhận thấy việc này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho thành phố. Nên hôm nay mời Bí Thư Trương giải thích cặn kẽ với mọi người. Mọi người có mặt cũng mơ hồ đoán được ẩn tình bên trong, trên cơ bản Trương Anh Tịch đứng ở lập trường trung lập trong thành ủy, sự kiện cầu vượt lần này, xem ra là muốn di chuyển đến đứng cùng phía với Hạ Tưởng. Quả nhiên đúng như phán đoán của mọi người, Trương Anh Tịch không chút hoang mang mà bình tĩnh phát cho mọi người một xấp tài liệu rồi thong thả nói. Tôi và Phó Thị trưởng Hạ đã cùng nhau nhất trí, việc xây cầu vượt hẳn là nên làm, nhưng không phải ở hiện tại. Vì sao nói không phải ngay lúc này? Nguyên nhân cụ thể thì chắc các đồng chí cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, đại đa số các đồng chí đây không rõ nội tình, tôi sẽ đi vào phân tích nguyên nhân chính của vụ việc ngay, đây là một phần kế hoạch liên quan đến bộ phận đường sắt. Ngay tức khắc Cổ Hướng Quốc thấy đầu óc choáng váng, nguy rồi, lẽ nào dụng ý của y đã bị người khác phát hiện ra? Không ngờ Trương Anh Tịch từ từ nâng lên cao, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, trước tiên đem chuyện cầu vượt vượt đặt qua một bên, nhanh chóng đổi đề tài. Trước khi bắt đầu thảo luận chuyện có nên xây cầu vượt hay không, có một câu nói khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, đó là đề nghị xây dựng nhà máy sơn mang thương hiệu trong nước của Phó Thị trưởng Hạ lần trước. Tôi cho rằng, Sơn Occupy là một sản phẩm mang thương hiệu liên doanh, tuy rằng mang lại lợi ích kinh tế, cũng là một trong những doanh nghiệp mạnh của thành phố Lang, nhưng lại chiếm vị trí độc quyền quá lâu trong thành phố, tính về mặt lâu dài sẽ gây bất lợi. Hơn nữa căn cứ theo kết quả nghiên cứu của tôi và Phó Thị trưởng Hạ thì phát hiện rằng, không ít các thành phố phía Nam đã cho xây dựng nhà máy sơn mang thương hiệu trong nước, và đã trở thành thương hiệu có nguồn tiêu thụ lớn song song với Sơn Occupy ở địa phương. Bởi vậy, có thể thấy được rằng, đa dạng hóa ngành sản xuất sơn cũng là một xu thế, bởi vậy tôi cho rằng, điều quan trọng hiện nay là cho xây dựng một nhà máy sơn mới ở thành phố Lang, cũng là một cách đẩy mạnh sự cạnh tranh và công nghệ với Sơn Occupy. Phá vỡ thế độc quyền và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành công nghiệp này. Ngay lúc đó Hạ Tưởng cũng bổ sung một câu. Lời giải thích của Bí Thư Trương rất sâu sắc, phá vỡ thế độc quyền và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Sơn Occupy trước nay luôn là sản phẩm độc quyền ở thành phố Lang, thiết nghĩ chỉ cần dựa vào Bắc Kinh Thiên Tân là có thể chiếm lĩnh thị trường cả nước, kỳ thật không ít địa phương ở phía Nam, thị trường Sơn Occupy đang ngày một sa sút, chỉ có cạnh tranh mới có sức sống. Mới có khả năng phát triển liên tục. Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy ý đồ Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch đang cùng nhau khởi xướng kia, hai người họ liên hợp lại lật đổ Cổ Hướng Quốc. Nhưng không ít người vẫn chưa rõ vì sao đang thảo luận vấn đề cầu vượt, lại đột nhiên chuyển sang đề tài xây dựng nhà máy sơn, mà hai vấn đề này hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, rốt cuộc mục đích phía sau nó là gì. Đương nhiên việc gì cũng phải có nguyên do của nó. Với trí tuệ Trương Anh Tịch và thủ đoạn của Hạ Tưởng trên mặt chính trị, thì một khi hai người liên kết với nhau, nhất định là phải có mục đích rõ ràng, bằng không tuyệt đối không làm bừa. Lưu Nhất Lâm không rõ mục đích của Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch muốn hướng đến là gì, nhưng có thể đoán được giữa hạng mục cầu vượt và nhà máy sơn, chắc chắn có dính dáng đến nhau, mắt chớp chớp vài cái có vẻ hoài nghi, trước quan sát Hạ Tưởng vài lần, rồi lại rời ánh mắt sang nhìn Trương Anh Tịch, nghĩ thầm, Trương Anh Tịch vốn là người rất có nguyên tắc. Trước nay y làm việc luôn theo khuôn khổ, nếu không đúng với lập trường của y, thì ngay cả mặt mũi của Ngả Thành Văn, y cũng không thèm nể nang. Lần này y đồng ý ra mặt cho Hạ Tưởng, chứng tỏ Hạ Tưởng đã thuyết phục được y. Trương Anh Tịch luôn là người thừa cơ ở giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch nghiêng về người nào, thì thực lực bên đó mạnh, chỉ tiếc, Trương Anh Tịch luôn đứng ở phe trung lập, chưa bao giờ đồng thuận với bên nào. Cũng không hướng về ai, khiến cho Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều phải chào thua. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Trương Anh Tịch là chỉ làm việc theo nguyên tắc, hễ phù hợp với ích lợi đại cục, thì y đều ủng hộ, ngược lại, sẽ quyết liệt phản đối, bởi vậy Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc chịu thua y luôn, cũng nhường nhịn y đôi ba phần, đôi khi cũng đưa ra vài phần để lôi kéo. Trong ấn tượng của Lưu Nhất Lâm, dường như Trương Anh Tịch chưa bao giờ tỏ ý ủng hộ Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, càng không hề có ý phối hợp. Đừng nói đến việc người tâm kẻ bốc như trong cuộc họp thường vụ lần này. Lưu Nhất Lâm vô cùng khâm phục bản lĩnh của Hạ Tưởng, thật ra có thể khiến một người cứng ngắc như Trương Anh Tịch phải ủng hộ lập trường hắn cũng không khó, mà cái khó chính là Trương Anh Tịch đồng ý chủ động ra mặt thay hắn.
Ngả Thành Văn kinh ngạc với màn tung hứng ăn ý giữa Trương Anh Tịch và Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng nếu Trương Anh Tịch cứ kiên định đứng về phe Hạ Tưởng, chẳng khác nào càng giúp cho lực lượng và địa vị của Hạ Tưởng ở trong thành ủy này thêm phần vững chắc. Trong lòng gã cũng mơ hồ xuất hiện một tia lo lắng, hơn nữa còn lo lắng rất nhiều, mà cũng cảm thấy hứng thú rốt cuộc Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch đã có giao dịch gì. Ngả Thành Văn cũng lờ mờ hiểu được rằng, hai hạng mục cầu vượt và nhà máy sơn, trông có vẻ như không liên quan gì nhau, nhưng trên thực tế Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng đều đạt được rất nhiều lợi ích từ phía chính trị. Điều bất đồng chính là, Cổ Hướng Quốc chỉ vì bản thân, còn tâm tư Hạ Tưởng có quá nhiều suy tính sâu xa, ít nhất trong mắt y, vẫn không nhìn ra được chẳng qua Hạ Tưởng là vì hận thù cá nhân nên mới muốn phá vỡ cục diện độc quyền của nhà máy sơn Occupy tại thành phố Lang. Luận về cơ bản, cho dù tiến cử thêm một nhà sơn nhà máy, Hạ Tưởng cũng không được lợi lộc gì. Chẳng lẽ, Hạ Tưởng thực sự là một đảng viên liêm khiết, một lòng vì nước vì dân? Quả thật, chính Ngả Thành Văn đứng lên thuyết giảng, cũng biết hiện tại ngành sản xuất sơn đang đứng trước hoàn cảnh chông chênh, sơn Occupy trước giờ vẫn luôn được người dân ở thành phố Lang đánh giá cao, đó không phải là do giá cả hay chất lượng của nó, mà là do được Ủy ban Nhân dân thành phố cùng địa phương liên tục bảo hộ, còn có sự phối hợp âm thầm của thế lực Nga Ni Trần, mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Nói thật, rất nhiều sản phẩm sơn mang thương hiệu trong nước ở phía Nam đã tỏ ra vô cùng bất mãn với chính sách bảo hộ của thành phố Lang, từng nhiều lần phản ánh lên tỉnh ủy hoặc ban ngành sản xuất thành phố Lang, nhưng thành phố Lang vẫn giữ nguyên áp lực, còn bác bỏ rất nhiều thương hiệu bên ngoài thành phố. Hạ Tưởng muốn phá vỡ thế cục của thị trường. Ánh mắt Ngả Thành Văn dừng lại ở trên mặt Hạ Tưởng một lát, lại thu trở về. Nếu nói hành động này của Hạ Tưởng không có bất cứ ý đồ chính trị gì, y tuyệt đối không tin. Nhất cử nhất động của các nhân vật chính trị đều khó thoát khỏi mưu đồ chính trị. Nhưng rốt cuộc Hạ Tưởng đang muốn làm gì? Phía sau Hạ Tưởng có thể thấy rõ nhất là Trần Phong và Tống Chiêu Độ, nhưng trên thực tế trong lòng Ngả Thành Văn biết rõ, việc Hạ Tưởng đến thành phố Lang đều không phải là bút tích của Trần Phong và Tống Chiêu Độ, mà là do một nhân vật hết sức quan trọng ở Bắc Kinh. Nhưng lúc đó, Hạ Tưởng lại có rắc rối và quan hệ phức tạp với bốn gia tộc lớn, khiến cho y không ngừng phỏng đoán, Hạ Tưởng đứng giữa những người phản đối và ủng hộ có thế lực trong gia, rốt cuộc đang đi trên con đường như thế nào? Là thuận hay nghịch, hay nói đơn giản, chỉ là trung tuyến? Chỉ đi trên con đường trung lập thì khẳng định rất chông gai, nếu Hạ Tưởng không có lập trường kiên định, thì thái độ không nghiêng về bất cứ bên nào, thì hắn tuyệt đối khó bước qua cánh cửa phó giám đốc sở để đến giám đốc sở. Bởi vì bất luận lời đề bạc của một nhân vật thực chức cấp giám đốc sở nào, đều là nguồn nhân lực được tỉnh bộ cấp cao trở lên bồi dưỡng, khẳng định sẽ không để một người có ý đồ thuận lợi giữ được vị trí mấu chốt. Cả nước cũng không có bao nhiêu thành phố được liệt vào thành phố cấp 3, mỗi thành phố cấp 3 đều có nhân vật số 1, số 2, hầu hết họ là những thành phần dự bị cho cương vị cấp tỉnh bộ. Khi Hạ Tưởng được cử đến thành phố Lang, thì vụ đối kháng với sự mở rộng nông nghiệp mới phát của Bộ Nông nghiệp, cờ xí rõ ràng biểu lộ lập trường phản đối thế lực gia tộc của hắn, nhưng ở sự kiện nhà máy sơn, lập trường của Hạ Tưởng đột nhiên mơ hồ, Ngả Thành Văn thấy rất rõ, tuy nhiên, Hạ Tưởng ủng hộ nhà máy sơn, nếu chỉ vì phá vỡ địa vị lũng đoạn của Sơn Occupy ở thành phố Lang để quay về điểm xuất phát, thì có thể nói lý do này hơi miễn cưỡng, nhưng đây lại là câu trả lời hoàn hảo nhất cho động cơ của Hạ Tưởng. Người nhà họ Ngô đứng phía sau nâng đỡ cho nhà máy sơn này. Hạ Tưởng ra sức ủng hộ cho người nhà họ Ngô tiến vào thành phố Lang, chẳng lẽ nói, hắn cố ý đảm nhiệm vai trò tiên phong cho họ Ngô? Nếu như thật vậy, thì tất cả những lập trường biện minh cho hành động của hắn ở thành phố Lang đều bị đảo ngược. Bởi vì chủ trương lúc ấy là cố gắng đưa Hạ Tưởng đến thành phố Lang để trở thành nhân vật quan trọng, đều bị người trong gia tộc phản đối. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, thật đúng là một người trẻ tuổi tài cao khiến cho ai nấy đều không thể đoán ra được mưu đồ ẩn chứa bên trong. Ngả Thành Văn suy tính hết nửa ngày, vẫn không thể lý giải những gì Hạ Tưởng đã làm rốt cuộc là có mục đích gì. Tuy nhiên cho dù là được cấp trên đánh giá cao, thì ở thành phố Lang, nên tiến hành hình thức nào thì nhất thiết phải đi như thế, với đảng ủy cấp 1, có được tính độc lập cao và quyền tự chủ. Ngả Thành Văn liền im lặng quan sát động tĩnh xung quanh, xem Hạ Tưởng khiêu động ích lợi của Cổ Hướng Quốc như thế nào. Ở hai hạng mục cầu vượt và nhà máy sơn, không có suy tính vạch định rõ ràng, đương nhiên, không phải hoàn toàn không có chút định hướng cho tương lai, mà chẳng qua chỉ hơi nghiêng về lập trường của Cổ Hướng Quốc, nhưng nếu suy xét từ góc độ chính trị, y nguyện ý giúp Hạ Tưởng một lần nữa bức Cổ Hướng Quốc phải nhượng bộ.
danh tiếng của Cổ Hướng Quốc rớt xuống càng thấp, thì quyền uy của y ở trong thành ủy lại càng cao. Vào khoảng thời gian gần đây, Cổ Hướng Quốc khiêm tốn hơn rất nhiều, làm việc cũng khá suôn sẻ, khiến cho y hơi chút lo lắng, nếu giữa Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng không còn tranh đấu, thì không thể bộc lộ danh tiếng của y ở thành ủy. Hiện tại tốt lắm, giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, đã xuất hiện thêm mâu thuẫn không thể giảng hòa. Ngả Thành Văn liền quyết định lên tiếng cuối cùng. Bài phát biểu của Phó Thị trưởng Hạ và Bí Thư Trương, quả thật có cách nhìn độc đáo, phải thừa nhận rằng, đối với vấn đề kinh tế thị trường, tôi nghiên cứu không được nhiều lắm, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ nói một câu thôi, tôi ủng hộ đề nghị của Bí Thư Trương. Cái tên Lữ Nhất Khả già thành tinh này, gã luôn luôn đứng phía lập trường trung lập ở thành ủy, hiện tại quan hệ với Hạ Tưởng càng ngày càng gần, trên cơ bản chỉ cần không đề cập đến lợi ích trọng đại của bản thân, thì luôn phụ họa đề nghị của Hạ Tưởng. Là vì từ khi Hạ Tưởng tới thành phố Lang, cũng mang lại cho y khá nhiều ưu đãi. Ở vụ án xét xử Đồ Quân cùng với vấn đề điều tra Long Khổng, bởi vì nhờ người của Hạ Tưởng, y mới lập được công trạng lớn, từ đó mới nhận được khen ngợi từ phía tỉnh. Chính yếu chính là, Lữ Nhất Khả vô cùng tán thành cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, cảm thấy con người Hạ Tưởng có nguyên tắc có lập trường, cũng có tâm huyết. Lưu Nhất Lâm do dự một chút, cho dù công việc giữa cô và Hạ Tưởng cũng không có liên quan nhiều với nhau, nhưng ít nhiều gì cũng có chút ăn ý ngầm, nói chung, nếu phải đánh cuộc. Cô nguyện ý tin tưởng cuộc giao dịch giữa Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch là trong sạch và công chính. Nhà máy Sơn quả thật cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngữ điệu của Lưu Nhất Lâm hoàn toàn không chút e dè, thái độ cũng rất kiên quyết. Vấn đề cầu vượt, tôi thấy hiện giờ chưa phải lúc tranh luận, nếu nhận định một cách tổng quát thì có vẻ hơi nóng vội. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc thấy bực tức trong lòng. Người khác có lẽ vẫn chưa rõ vì sao Trương Anh Tịch lại chuyển đề tài từ việc xây dựng cầu vượt chuyển sang nhà máy Sơn, nhưng trong thâm tâm y hiểu rõ, việc hợp tác của Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch là một người đứng trên khán đài dương võ, người núp phía sau vẽ đường, có thể coi là thế dương đông kích tây. Làm rất khá, chính là dương đông kích tây, là ám chỉ y, cũng có thể nói là uy hiếp, nếu y không đồng ý cho xây dựng nhà máy Sơn, thì nhất định đối phương sẽ tung ra chiêu bài quyết định, quy hoạch bộ đường sắt. Quy hoạch bộ đường sắt chỉ khiến cho việc xây dựng cầu vượt phải tạm hoãn, nhưng Cổ Hướng Quốc lại có tật giật mình, thậm chí y đã đoán được chắc chắn Hạ Tưởng đã biết dụng tâm của y, nếu bị Hạ Tưởng vạch trần trước mặt mọi người, cho dù y có thể thốt phủ nhận, chỉ tổ khiến cho mọi người thêm nghi ngờ mà thôi. Hạ Tưởng làm như vậy cũng đã nhường đường lui cho y, cho nên Trương Anh Tịch chỉ mới nhắc tới việc quy hoạch bộ đường sắt, nhưng cũng không có đi vào chuyên sâu. Kỳ thật đó chính là chỗ cao tay ấn của Hạ Tưởng. Để y có được một cơ hội lựa chọn lần nữa. Cổ Hướng Quốc hơi buồn, hụt hẫng, không khí ngột ngạt, cảm giác bị người khác bước đến chân tường thật khó chịu, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Y không muốn nhận thua, nhưng lại không có đường thối lui. Cổ Hướng Quốc liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, vẻ mặt Hạ Tưởng rất bình tĩnh. Y lại liếc nhìn Trương Anh Tịch, vẻ mặt Trương Anh Tịch nghiêm túc, lật qua lật lại mớ tư liệu đang cầm trên tay, tỏ ra vẻ chuẩn bị ứng chiến. Cổ Hướng Quốc hơi do dự, thật sự vẫn chưa đưa ra được chủ ý. Hiện tại y đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể thối lui, đành phải nói. Hạng mục cầu vượt đã được chuyên gia cục quy hoạch luận chứng, hiện giờ có thể bắt tay vào thi công ngay, ý kiến của tôi là, hy vọng được sự thông qua của thành ủy trong buổi họp hôm nay. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, Cổ Hướng Quốc đã không còn lý do để tranh chấp mà vẫn cứ cố cương, khiến cho hắn cảm thấy thất vọng về y. Trương Anh Tịch lập tức nói. Thị trưởng Cổ nói vậy, tôi không đồng ý. Tôi đã dò hỏi ý kiến và thảo luận với rất nhiều chuyên gia, theo đánh giá của họ thì thành phố chúng ta quả thật đang cần một cây cầu vượt, nhưng không phải hiện giờ, cũng không phải ở vị trí phía đông thành phố. Trước khi buổi họp hôm nay được bắt đầu, tôi cũng đã hỏi thăm ý kiến của chuyên gia ở Bắc Kinh, họ cũng khuyên tôi là, nếu như xây dựng một cây cầu vượt ở phía đông thành phố thì chỉ làm hao tổn nguồn ngân sách mà thôi. Lời nói của Trương Anh Tịch có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, gần như không lưu lại chút tình nào cho Cổ Hướng Quốc, khiến cho không ít người có mặt ở đây phải giật mình. Kỳ thật Hạ Tưởng biết rằng, Trương Anh Tịch vẫn còn lưu lại con đường sống cho Cổ Hướng Quốc, y vẫn chưa nói tất cả sự việc ra đây. Trần Chí Tiệp thấy thế, cũng biết là tới lúc đổ thêm dầu vào lửa, nên lại lên tiếng. Theo tin tức của các ban ngành có liên quan trong nước, sắp tới sẽ thông qua một loạt các chính sách quy định thị trường vật liệu xây dựng.
cho nên việc xây dựng nhà máy sơn sẽ là một lợi thế trong tương lai. Còn nữa, việc nhà nước nghiêm khắc khống chế thành tích công trình, về phương diện diện mạo công trình cũng đưa ra nhiều quy định khắt khe, đề phòng phía lãnh đạo đứng sau các hạng mục công trình, lấy quyền mưu tư, thu lợi cá nhân hay kiếm lời trung gian. Trương Anh Tịch cũng tranh thủ cho kịp thời cơ, lại cầm văn kiện bộ đường sắt lên, cao giọng nói. Hơn nữa việc vội vã đề xuất hạng mục cầu vượt, tôi cho rằng bên trong còn có mục đích không thể nói ra. Hai người liên kết, từng bước ép sát, Cổ Hướng Quốc cũng thấy sốt ruột. Chương 865, thoát khỏi nguy hiểm, khống chế cục diện. Khụ khụ. Không đợi Trương Anh Tịch nói hết, Cổ Hướng Quốc ho khan vài tiếng, nghe có vẻ như bị sặc nước, sau đó vẫy tay ra hiệu Trương Anh Tịch ngưng nói. Đề nghị của Anh Tịch và Chí Tiệp hoàn toàn đúng, lại tham khảo ý kiến của nhiều người, tôi cảm thấy hiện tại chưa cần thiết xây dựng cầu vượt, nên quyết định tạm hoãn. Về phần hạng mục nhà máy sơn, chúng ta cần nghiên cứu lại rồi sau đó đưa ra quyết định. Đại khái bao gồm cả ngả thành văn ở bên trong, và nhiều người được mở rộng tầm mắt, Cổ Hướng Quốc lật lọng, trực tiếp rủ bỏ đề nghị của mình ở hội nghị thường vụ, coi như chưa từng phát sinh ra chuyện này, trông rất kinh người. Cổ Hướng Quốc biết sự nghi ngờ ẩn hiện trong mắt những người có mặt ở đây, không còn cách nào khác là phải giải thích là có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng trong lòng hiểu được Hạ Tưởng đứng ẩn phía sau, Trần Chí Tiệp và Trương Anh Tịch đứng đầu tiến công, tạo thành gọng kìm công kích y trước sau, nếu như y không chịu nhượng bộ, chắc chắn sẽ có thêm vài trận công kích mãnh liệt khác. Với một người thủ đoạn như Hạ Tưởng, với sự mềm mỏng của Trương Anh Tịch, và sự mạnh mẽ của Trần Chí Tiệp, ba người họ liên hợp, vùi dập y đến mức thương tích đầy mình. Cho dù y thà chết không thừa nhận, thì chắc chắn ngay cả danh tiếng cũng chẳng còn. Có một số việc cho dù ai nấy đều hiểu rõ, nhưng cũng không nên lộ liễu tiết lộ ra ngoài. Lấy tư thế vừa rồi của Trương Anh Tịch, rõ ràng là muốn lôi tất cả bầy ra trước bàn dân thiên hạ, thử hỏi sao Cổ Hướng Quốc không khẩn trương cho được. Cho nên phải biết thuận theo thời thế, có đôi khi, thỏa hiệp cũng là một cách nghênh chiến vẫn thường được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cổ Hướng Quốc nghĩ rằng chỉ cần y nhường một bước, Hạ Tưởng sẽ bỏ qua y, không ngờ lời của y vừa mới vừa thốt ra khỏi miệng, Hạ Tưởng đã nói. Thị trưởng Cổ, hạng mục cầu vượt có thể tạm thời gác lại, đầu tư nhà máy sơn vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục thảo luận, bởi vì khoản đầu tư được đề xuất là 200 triệu. Lời Hạ Tưởng vừa dứt, phòng họp im lặng như tờ, con số 200 triệu không phải số tiền nhỏ, quy mô thành phố Lang không lớn, không dễ dàng gì kiếm được hạng mục có trên 100 triệu vốn đầu tư. Cầu vượt là tiền chính phủ, đầu tư nhà máy sơn là tạo nguồn thu nhập cho thành phố Lang, với số tiền lớn như vậy, tại sao không thảo luận? Đúng vậy, vì sao không tiếp tục thảo luận đầu tư nhà máy sơn, 200 triệu không phải con số nhỏ, có thể thu hút doanh nghiệp đầu tư lên đến 200 triệu không phải là chuyện dễ dàng, nếu thành phố Lang cứ ngăn trở sẽ gây ra tổn thất lớn. Lưu Nhất Lâm nhân cơ hội lên tiếng. Tôi cho rằng mỗi lần mở một cuộc họp nên giải quyết được nhiều hạng mục, không cần mở nhiều cuộc họp, để mọi người đến đây chỉ thảo luận với nhau. Nếu Phó Thị trưởng Hạ có năng lực lôi kéo nguồn đầu tư cho thành phố Lang, chúng ta không những tán thành, mà phải nói là hoan nghênh. Hạng mục nhà máy sơn, ngoài việc thông qua, mà còn phải tổ chức rộn ràng, mới có thể cho thấy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết tâm mở rộng thị trường, đồng thời, qua đây cũng nhằm tạo thêm chút áp lực cho Sơn Occupy, để sau này họ bớt đưa ra những đòi hỏi quá đáng với thành phố. Lý Hiểu Lượng trưởng ban thư ký thành ủy nãy giờ vẫn duy trì trầm mặc suốt buổi thảo luận, lúc này mới bắt đầu lên tiếng, đứng về phía lập trường của Hạ Tưởng, chấp thuận việc cho xây dựng nhà máy sơn. Lý Hiểu Lượng là người phát ngôn của Ngả Thành Văn, y lên tiếng đồng ý có nghĩa là Ngả Thành Văn cũng đồng ý. Định hướng của Cổ Hướng Quốc sắp phá sản, y không ngờ cuộc họp hôm nay lại đi theo chiều hướng này, đâm lao đành phải theo lao, muốn lui một bước e cũng khó. Hạ Tưởng ép sát, Ngả Thành Văn ăn theo, nếu y không gật đầu, Trương Anh Tịch và Trần Chí Tiệp tiếp tục đưa ra thêm dẫn chứng, thì người xấu hổ nhất chỉ có mình y, mà khẳng định rốt cuộc thua cuộc vẫn là thua cuộc. Trần trừ một lát, Cổ Hướng Quốc đã có những cử chỉ tỏ ra bình thản thông minh, y nhẹ nhàng khép lại quyển sổ trong tay. Đề nghị của các đồng chí rất đúng, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này, chấp thuận cho xây dựng hạng mục nhà máy sơn, công tác cụ thể sẽ do đồng chí Hạ Tưởng phụ trách. Kỳ thật Cổ Hướng Quốc đã hiểu sai, Lý Hiểu Lượng chủ động lên tiếng không phải là được Ngả Thành Văn bày mưu đặt kế. Bởi vì Ngả Thành Văn không thông qua hạng mục nhà máy sơn,
vẫn chưa có chủ ý, nên y đang do dự phải thu xếp thế nào mới tốt mới có được thế cục cân bằng nhất. Thái độ bất ngờ của Lý Hiểu Lượng nằm ngoài dự liệu của y. Ánh mắt Ngả Thành Văn lóe ra, vẻ mặt đầy nghi vấn liếc mắt nhìn Lý Hiểu Lượng. Lý Hiểu Lượng không đáp trả hoài nghi của y, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào Trần Chí Tiệp. Ngả Thành Văn hiểu rõ, chắc chắn rằng Trần Chí Tiệp đã thuyết phục được Lý Hiểu Lượng. Trong lòng trồi lên sự căm giận, cho thông qua đề án xây dựng nhà máy sơn đâu phải chuyện nhỏ, Lý Hiểu Lượng không suy nghĩ thấu đáo trước đã vội đưa ra quyết định, khiến trong lòng y vô cùng khó chịu. Nhưng tình thế cấp bách trước mắt, Lý Hiểu Lượng vừa mở miệng, lại có mấy người phụ họa phía sau, hơn nữa người ủng hộ Hạ Tưởng cũng không phải ít, chủ yếu là, Cổ Hướng Quốc đã toàn diện đứng về phía hắn, khiến cho Ngả Thành Văn cũng không còn cách nào khác. Y quả thật là người đứng đầu, nhưng không thể phủ quyết tất cả ý kiến của các thành viên thường vụ được, mà chỉ có thể mượn lực lượng Cổ Hướng Quốc để chèn áp Hạ Tưởng, cũng có thể mượn Hạ Tưởng khuấy động ích lợi của Cổ Hướng Quốc, nhưng y vẫn không phải là người giỏi hơn Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng. Thủ đoạn rất thâm cao, cho dù Ngả Thành Văn không hiểu rõ Hạ Tưởng làm thế nào thuyết phục được Trương Anh Tịch, hơn nữa cuối cùng lại bắt Cổ Hướng Quốc thỏa hiệp, điều y biết rõ chính là, Cổ Hướng Quốc đã bị đánh bại, thất bại vô cùng thê thảm. Hơn nữa ngay cả y cũng là kẻ bại trận, trước kia y tỏ thái độ không đồng ý việc cho xây dựng nhà máy sơn này, không ngờ có lúc lại bị bước đến bước đường này, không dám nhắc đến thái độ trước kia, lợi hại, đúng là một thủ đoạn vô cùng cháo trở. Mặc dù trong lòng Ngả Thành Văn không thoải mái, tuy nhiên vẫn đưa ra quyết định cuối cùng, chấp thuận cho đầu tư xây dựng nhà máy sơn, công việc cụ thể, Hạ Tưởng toàn quyền phụ trách, ngay lúc đó cũng báo cáo tiến triển sự kiện lên thành ủy. Kết quả cuộc họp hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người tham dự, một kết quả mà khiến cho hầu hết các ủy viên thường vụ đều không ngừng cảm thấy khiếp sợ pha lẫn tò mò. Trong ấn tượng, hội nghị ủy viên thường trực thành phố lần này, lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng không thể khống chế được nội dung diễn biến. Đương nhiên, nói tới nói lui, người không khống chế được cục diện chỉ có Cổ Hướng Quốc, chứ không phải Hạ Tưởng, Hạ Tưởng luôn luôn âm thầm khống chế được cục diện. Sau buổi họp, Ngả Thành Văn cho gọi Hạ Tưởng tới văn phòng, bí mật thảo luận một lúc lâu. Sau khi thảo luận xong, Ngả Thành Văn đích thân đưa Hạ Tưởng ra tới cửa, chứng tỏ cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, và cũng rất thành công. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, liền nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, không ngờ chính Ngô Tài Dương đích thân gọi điện xuống. Hạ Tưởng, không ngờ cậu hoàn tất vụ việc nhà máy sơn sớm như vậy, tôi còn chưa kịp bắt tay hành động nữa, vậy mà cậu đã mở được cánh cửa ở thành phố Lang, phải nói rằng, thành quả thu được rất bất ngờ. Ẩn trong giọng điệu của Ngô Tài Dương, mang theo ý tán dương cùng khâm phục, đúng là khó mà làm được như vậy. Từ khi Hạ Tưởng tiếp xúc với ông ta tới nay, đây là lần đầu tiên nghe được lời khen ngợi từ ông ta. Hạ Tưởng vội khách khí đáp lại. Bộ trưởng Ngô quá khen, theo như tôi thấy, việc thông qua hạng mục nhà máy Sơn, có lợi cho việc phá vỡ thế độc quyền của Sơn Occupy, đồng thời, cũng xúc tiến việc Sơn Occupy nâng cao chất lượng sản phẩm khi tung ra thị trường. Nói như thế, Ngô Tài Dương dường như hơi chần chừ rồi tiếp tục nói. Hạng mục nhà máy sơn có thể bắt đầu, Ngô gia nợ cậu một ân tình, sau này cậu có gặp chuyện gì khó xử, bất cứ lúc nào có thể đến tìm tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu. Tuy rằng giọng điệu Ngô Tài Dương so với trước kia vẫn còn mạnh mẽ, nhưng chẳng qua chỉ là nói suông nói giao dịch không nói chuyện giao tình mà thôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Tưởng lắc đầu cười cười, bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật hắn cũng không phải xuất phát từ trợ giúp nhà họ Ngô đưa hạng mục nhà máy sơn thâm nhập vào thị trường thành phố Lang. Mà chẳng qua là muốn phá vỡ thế độc quyền lẫn sự ngạo mạn của lãnh đạo nhà máy Sơn Occupy. Sơn Occupy chèn ép các sản phẩm sơn trong nước tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi, ngoại trừ một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ thành phố Lang ra, cũng bởi vì Sơn Occupy có uy tín cao trên thị trường. Khiến Sơn Occupy trở thành sản phẩm chủ lực của thành phố Lang, nếu tiếp tục cho xây dựng một nhà máy sơn mới, cho dù là chưa có tên tuổi trên thị trường, cũng có thể mượn danh tiếng Sơn Occupy. Đột nhiên nổi danh, hơn nữa, ý nghĩa tượng trưng trọng đại. Thậm chí hoàn toàn không khoa trương khi nói, việc cho xây dựng thêm một nhà máy sơn ở thành phố Lang, giống như hành động đi phá băng vậy. Ở đây không chỉ phá vỡ thế cục độc quyền của Sơn Occupy trên thị trường trong nước mà còn có những ảnh hưởng to lớn ẩn bóng phía sau Sơn Occupy, ảnh hưởng sâu xa, mặc kệ về phía kinh tế hay là phía chính trị, tuyệt đối đều có ý nghĩa khác thường. Tự nhiên, nói tới nói lui,
Điều Hạ Tưởng nhìn thấy chính là sự việc có ý nghĩ sâu xa ấy, nhưng đứng ở lập trường Sơn Occupy, lại là sự việc khác. Tin tức truyền đến tai Sato, Sato giận tím mặt, lập tức gọi điện thoại cho Nga Ni Trần, đề nghị khi khởi công xây dựng nhà máy Sơn, phải nghĩ ra phương án ngăn cản công trình này. Nga Ni Trần đáp ứng trong mơ hồ, không dám đưa ra lời khẳng định chắc chắn nào với Sato, y đã bị Hạ Tưởng làm cho khiếp sợ, nên không dám hành động thiếu suy tính. Đối phó người khác có thể dùng người thân để uy hiếp, hoặc dùng độc thủ ám toán, nhưng đối phó Hạ Tưởng thì tất cả chiêu thức đó đều không có tác dụng. Phía Hạ Tưởng quá mạnh, lực lượng lại quá hùng hậu, hai lần tung chiêu đấu với hắn là cả hai lần y bị phản đòn, giờ y cũng không biết giở chiêu gì để nắm được nhược điểm Hạ Tưởng. Nhưng lúc này Hạ Tưởng đã xâm phạm đến lợi ích của y, mặc dù khiến y vô cùng khó chịu. Nếu thật sự chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ Occupy, việc kinh doanh của Trần Đại Đầu cũng sẽ bị liên lụy, mà một năm lợi nhuận Trần Đại Đầu có thể kiếm khoảng chừng hơn 10 triệu. Nga Ni Trần lo lắng, quyết định tìm Trần Đại Đầu thương lượng một chút. Nhưng Nga Ni Trần không ngờ là, tình huống đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán, cuộc họp thường vụ thành ủy vừa mới kết thúc được một tiếng, thế nhưng tin thành ủy đã chấp thuận cho xây dựng một nhà máy Sơn mới gần như truyền đi khắp thành phố Lang, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mọi người trong thành phố Lang bàn tán xôn xao. Bởi vì bao nhiêu năm qua người dân thành phố Lang đã quá quen thuộc với nhãn hiệu Sơn Occupy, toàn bộ các công trình xây dựng trong thành phố Lang đều sử dụng Sơn Occupy. Việc sử dụng Sơn Occupy trong các hạng mục xây dựng đã trở thành thói quen rồi thì đột nhiên lại có một nhãn hiệu Sơn mới sắp sửa tung ra thị trường khiến cho mọi người rất bất ngờ, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này. Tin tức chưa truyền đến người dân thành phố, nhưng với những người buôn bán đã nhanh chóng cập nhật được tin tức, đầu tiên là tỏ thái độ xem chừng. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi, hóa đơn nhận hàng Sơn Occupy đã giảm xuống 1/3. Không chỉ như vậy, những nhà xưởng thương hiệu khác vừa hay tin đã vội lên kế hoạch hành động, liên tục gọi điện cho các đại lý Sơn Occupy, đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi chào mời họ tham gia làm đại lý chi nhánh, ít nhất 1/4 số đại lý Sơn Occupy đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, và ý định chuyển đổi kinh doanh mặt hàng Sơn bắt đầu được nhen nhóm. Bởi vì tổng đại lý vẫn là Trần Đại Đầu, tạo nên thế cục độc quyền của Sơn Occupy, để thu được nguồn lợi lớn nhất, Trần Đại Đầu luôn chèn giá của các đại lý xuống mức thấp nhất có thể, chẳng khác nào thu lợi trên xương máu người khác, chỉ trừ họ chút cháo hút qua ngày, hơn nữa còn là rất ít. Những tiểu thương căm uất nhưng chẳng dám lên tiếng, bởi vì Trần Đại Đầu là tổng đại lý duy nhất, thứ hai là y có Nga Ni Trần chống đỡ phía sau, cho nên muốn kinh doanh mặt hàng Sơn Occupy này. Chỉ có thể khuất phục trước y mà thôi. Hiện tại cơ hội tới, những bức xúc đè nén bấy lâu giờ có cơ hội bộc phát, dẫn đến hóa đơn nhận hàng càng ít đi, Sơn Occupy lần đầu tiên đứng trước nguy cơ ế hàng. Đồng thời, Trần Đại Đầu cũng cảm thấy rét lạnh thấu xương, cho dù thời tiết thành phố Lang đang chuyển sang xuân, thế mà ở trong lòng hắn, gió lạnh thổi từng trận. Trong văn phòng, Trần Đại Đầu đứng ngồi không yên, đầu tiên là chắp tay sau lưng lượn qua lượn lại vài vòng. Thật sự là không thể tưởng tượng được, vội vã gọi điện thoại cho Nga Ni Trần, Nga Ni Trần vừa nhấc điện thoại lên, đã nghe y than vãn một tràn dài, y đang rất hoang mang lo sợ, không biết ứng phó thế nào với cục diện trước mắt. Bỗng nhiên điện thoại vang, cầm lấy điện thoại, nặng nề lên tiếng. Alo, ai đó? Em đây. Tiếng Dương Bối rất nhỏ rất nhẹ, vang lên bên đầu dây bên kia. Anh, trưa nay anh có về nhà ăn cơm không? Ăn. Ăn gì nổi mà ăn. Trần Đại Đầu tức tối thốt lên, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Dương Bối khóc lóc khi nhìn thấy Hạ Tưởng, cơn giận không biết từ đâu nổi bùng lên. Em đến công ty nhanh lên, anh có chuyện muốn hỏi. Không đợi Dương Bối trả lời, đã ném phăng chiếc điện thoại xuống đất. Nga Ni Trần vừa bước đến cửa, nghe thấy tiếng Trần Đại Đầu, không khỏi nhíu mày. Lần trước khi tiến Hạ Tưởng, Dương Bối khóc lóc trước mặt Hạ Tưởng, y cũng nhìn thấy rõ ràng. Lúc ấy y còn hoài nghi, nhưng sau khi điều tra mới hiểu ra, không ngờ hóa ra Dương Bối là bạn học của Hạ Tưởng, Nga Ni Trần cũng lờ mờ đoán được 7-8 phần ẩn chứa bên trong. Sau đó y lại sai người đi nghe ngóng, quả nhiên, trước kia Dương Bối và Hạ Tưởng từng có thời gian yêu nhau, khiến cho y dám khẳng định rằng, có lẽ lợi dụng được Dương Bối. Nga Ni Trần tức giận nhìn Trần Đại Đầu nói, không nên động chút là nổi nóng thì có lợi gì? Nếu như nổi giận mà có tác dụng, thì mọi người cứ việc cãi nhau đi, ai nóng hơn ai thì thắng, mọi chuyện cũng dễ giải quyết.
Trần đại đầu khá sợ Nga Ni Trần, Hạ giận ngay lập tức. Chẳng qua anh nhớ đến nụ cười đều của Hạ Tưởng, đã vậy trước kia còn có thời gian yêu đương với vợ anh, khiến cho anh một phút bốc đồng. Nhưng anh nổi nóng thì được gì, quan trọng là phải nghĩ ra cách, mà đối phó với Hạ Tưởng, lại không thể quá cứng rắn. Nga Ni Trần lấy tay chỉ vào đầu, lời nói thấm thía nhắc nhở Trần đại đầu, kỳ thật trong lòng y cũng biết, làm thế nào cũng không tự quyết định được. Y cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng khiến y đau đầu chính là không ngờ thế cục lại xoay chuyển theo chiều hướng này. Làm thế nào mới tốt? Nga Ni Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Dương Bối ngừng Audi phía dưới lầu, sau khi xuống xe, đi thẳng lên trên lầu, ánh mắt y sáng hẳn lên. Anh gọi chị dâu đến đây có chuyện gì? Anh, Trần đại đầu thoáng nghẹn lời, y không dám nói thẳng với Nga Ni Trần suy nghĩ vừa rồi, lo lắng bị Nga Ni Trần mắng, bèn nói. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua nhờ cô ấy mang mấy văn bản để quên ở nhà lại đây thôi. Có lẽ Nga Ni Trần không đoán được dụng tâm của Trần đại đầu nên mới nói. Bảo chị dâu trực tiếp đến gặp Hạ Tưởng, có lẽ cứu vãn được gì, tuy nhiên, nếu chẳng may chị dâu và Hạ Tưởng nhen nhóm chuyện tình xưa, e người chịu thiệt lại là anh hai. Trần đại đầu tức run cả người, khuôn mặt đỏ bừng. Anh muốn giết Hạ Tưởng. Nga Ni Trần vỗ nhẹ nhẹ vai Trần đại đầu. Anh, nên suy nghĩ sâu xa một chút, nếu chị dâu và Hạ Tưởng thực sự đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải chúng ta sẽ nắm được nhược điểm ở Hạ Tưởng sao? Y hiểu rõ trong lòng giữa Trần đại đầu và Dương Bối là quan hệ như thế nào, muốn tình cảm thì không có tình cảm, muốn chung giường thì không cùng giường, là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Cũng chỉ là một vở kịch đang diễn trước mắt mọi người, chứng minh sự bình thường của Trần đại đầu. Nhưng ngay cả như vậy, Trần đại đầu cũng là một người đàn ông, mà đã là đàn ông thì phải đối xử nhã nhặn với phụ nữ, đó là tâm lý chung của mọi người, dù có lý do gì đi nữa cũng không thể phá vỡ đạo lý đó, e là anh ta cũng không có năng lực đó. Lời nói Nga Ni Trần đã đánh thức Trần đại đầu, quả thật y và Dương Bối không có tình cảm sâu đậm gì. Nhất là khi y biết được chuyện Dương Bối từng yêu thương Hạ Tưởng, chỉ cảm thấy hai người họ như cái gai trong mắt, ghê tởm không chịu được. Cho nên gần đây, tính tình y rất thất thường, hay đánh chửi người khác. Nếu hy sinh Dương Bối, mà có thể hạ bệ được Hạ Tưởng, con đường sự nghiệp sẽ thêm rộng mở, sau đó lại hất bỏ Dương Bối, không tin một người như y lại không thể tìm được người con gái trẻ đẹp, có thể xem một mũi tên bắn hai con nhạn, quả là diệu kế. Trần đại đầu cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, sau khi nghĩ thông suốt, mỗi ngày hễ nhìn thấy Dương Bối lại nghĩ tới Hạ Tưởng, khiến tâm phiền ý loạn, không bằng sử dụng Dương Bối làm kẻ lót đường, lại có thể dẹp bỏ được Hạ Tưởng, chỉ cần Hạ Tưởng cắn câu, thì thanh danh của Hạ Tưởng xem như bị hủy hoại hoàn toàn. Trần đại đầu liếc mắt nhìn Nga Ni Trần, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi qua bệnh viện thành phố Chương Trình. Tôi là Trần đại đầu, tiền thuốc men của Ngưu Hồng Muội, có lẽ chúng tôi sẽ thanh toán chậm một chút. Lấy bệnh tình của mẹ Dương Bối để uy hiếp Dương Bối, lần nào cũng thành công, cũng là nguyên nhân lớn nhất để Trần Đại Đầu có thể tùy ý bài trí Dương Bối. Nga Ni Trần hiểu ý của Trần Đại Đầu nên không nói lời nào, nghẹo miệng cười. Dương Bối vừa đẩy cửa vào, đã biết có chuyện xảy ra, vừa mới lên đến lầu cô liền nhận điện thoại từ bệnh viện, báo rằng tiền viện phí hiện chưa được thanh toán, nguyên nhân là Trần Đại Đầu không ủng hộ việc chữa bệnh. Cô biết, Trần đại đầu lại muốn bức cô phải làm chuyện mà cô không muốn làm. Cô cũng không muốn vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, muốn tôi làm chuyện gì? Vốn Trần đại đầu không đánh Dương Bối trước mặt người ngoài, nhất là khi có mặt Nga Ni Trần ở đây, tuy nhiên không biết vì sao, vừa thấy vẻ mặt kiên định của Dương Bối, trở thành nguyên nhân khơi nguồn cơn giận của y, cánh tay không tự chủ tát Dương Bối một cái. Con đàn bà thối tha, còn dám dương dương tự đắc với tôi. Cô chẳng qua chỉ là một con điếm, nếu không có tôi, thì tất cả người nhà của cô đã chết cả rồi, nên biết ơn của tôi mà lo báo đáp. Hơn nữa nếu như cô không có chỗ hữu dụng, thì gia đình cô có được như vậy không, cô còn không bằng một con chó. Năm ngón tay hằn đỏ trên mặt Dương Bối, cô bụm mặt, cố nén nước mắt, cắn môi, gằn từng tiếng. Cảm ơn đại ân đại đức của anh, cả đời tôi sẽ không quên, anh có chuyện gì cần em đi làm. Cho dù là nhảy vào núi đao biển lửa em cũng nguyện ý. Không cần lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần cô lên giường cùng Hạ Tưởng. Cái gì? Dương Bối sững sờ, không thể tin được ngây người nhìn Trần đại đầu. Anh có còn là đàn ông không?
không ngờ có thể nghĩ được chuyện yêu cầu vợ mình lên giường cùng người đàn ông khác. Trần Đại Đầu, cuối cùng anh là hạng người gì? Vốn dĩ trước nay Nga Ni Trần luôn tỏ vẻ văn minh trước mặt Dương Bối, vừa nghe những lời Dương Bối khiển trách Trần Đại Đầu, cũng nổi giận. Dương Bối, chị không cần sỉ diện, chuyện giữa chị và Hạ Tưởng, ai biết hai người đã từng làm gì? Đừng giả bộ nữa, nói thật cho chị biết, chỉ cần chị lên giường với Hạ Tưởng một lần, bằng không, chị sẽ ân hận cả đời. Chương 866, Phong Thanh, nhổ cỏ tận gốc. Hai thằng đàn ông ép bức một mụ đàn bà, Dương Bối quỵ trên mặt đất, nước mắt như mưa. Các anh đều không phải là người. Ha ha, ha ha. Trần Đại Đầu cười một cái lạnh lùng. Thôi, đừng diễn nữa, trong lòng cô không chừng còn vui sướng nữa kia, có thể cùng lên giường với Hạ Tưởng, để cho cô ôn lại mộng xưa, là việc hạnh phúc nhất của đời người rồi, hơn nữa lại còn có thể kiếm được tiền, cớ sao lại không làm chứ? Dương Bối, tôi nói cho cô biết, cô không chỉ phải lên giường với Hạ Tưởng, mà còn phải chụp ảnh lại, xong việc, không những mẹ cô có tiền để chữa bệnh, tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền lớn, thả cô ra. Nếu cô không đồng ý, hừ, cô biết rõ sẽ có hậu quả gì. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, anh từ bỏ ý định đấy đi. Dương Bối không biết dũng khí từ đâu đến, đứng phắt dậy, vung tay ném chìa khóa xe vào Trần Đại Đầu. Xe trả lại cho anh, tôi không cần gì cả, lập tức ly hôn. Trần Đại Đầu nhất thời thẹn quá hóa giận, tiến lên đánh cho Dương Bối hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa nguôi giận, lại đá cho Dương Bối một cái ngã lăn xuống đất. Dương Bối bị đánh cho bò lê bò càng trên đất, Trần Đại Đầu vẫn chưa chịu buông tha, lại giẫm một chân thật mạnh lên lưng của Dương Bối, hung tợn nói. Có đồng ý không? Dương Bối toàn thân đau nhức, vẫn một mực cắn răng nói. Tôi chết cũng không đồng ý. Trần Đại Đầu càng tức giận, tay đấm chân đá, cứ thế đánh cho Dương Bối chết đi sống lại. Nga Ni Trần ở một bên, vốn dĩ định can ngăn, đàn ông đánh phụ nữ cũng thật sự là rất mất mặt rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Dương Bối là nhân vật duy nhất có thể gây rắc rối cho Hạ Tưởng trong giai đoạn hiện tại, cũng đành giả vờ làm ngơ, quay mặt đi chỗ khác. Dương Bối tim như muốn vỡ ra, hai người đàn ông đánh cô thừa sống thiếu chết, còn là anh em ruột, cô ta coi như đã nhìn thấu bộ mặt của anh em nhà họ Trần, vốn dĩ cô ta nghĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng Trần Đại Đầu quả thật là đã ra tay quá dã man, đánh cho cô ta đau không chịu được. Lại nghĩ đến bệnh tình của mẹ đẻ quả thật là không thể chậm trễ một phút nào nữa, trong lúc tủi hận và không còn cách nào khác nữa, cô ta cuối cùng cũng đã khuất phục rồi. Tôi, đừng đánh nữa, tôi đồng ý. Con tiện nữ. Trần Đại Đầu nhổ phì một cái. Sớm đồng ý cũng không phải chịu đau đớn thế này rồi, thật là đầu người não lợn, cô muốn đối đầu với tôi, cô dựa vào cái gì? Đồ đàn bà thối tha, ăn của tôi, uống của tôi, tiêu tiền của tôi. Tôi còn phải lo cho mẹ cô lại còn đòi ra điều kiện với tôi. Cũng không phải là để cô đi đến chỗ chết, là cho cô đi hưởng thụ, cô lại còn giả vờ thanh cao cái nỗi gì. Nga Ni Trần kịp thời chen vào. Chị dâu, chị đừng trách anh cả ra tay mạnh như thế, anh ấy cũng là bị bắt ép phải làm như thế. Hạ Tưởng đã đưa vào nhà máy sơn mới, việc kinh doanh của anh cả tổn thất hơn 30%, sau này nói không chừng còn có thể tổn thất nhiều hơn nữa. Tốt xấu gì thì anh cả cũng là chồng trên danh nghĩa pháp luật của chị cũng nên giúp đỡ anh ấy. Cũng không nhất định chị phải lên giường với Hạ Tưởng, chỉ cần có thể chụp được ảnh của hắn ta là được rồi. Da mặt Nga Ni Trần có dày đến mức nào, cũng không thể nào nói tiếp được nữa, cho dù tận sâu trong đáy lòng, anh ta cũng không coi Dương Bối là chị dâu của mình, nhưng nói cho cùng cũng có nhân tình lễ pháp, anh ta cũng được dịp biểu diễn một phen. Dương Bối loạng choạng đứng dậy. Lướt mắt nhìn qua Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần, lạnh lùng, tuyệt vọng và đầy lòng thù hận, cô cắn chặt răng nói. Tôi có một điều kiện. Chị dâu cứ việc nói. Nga Ni Trần một đời trải qua vô số lần đánh giết, vẫn bị ánh mắt của Dương Bối làm cho sợ hãi. Tôi muốn trả một lần hết tất cả chi phí điều trị bệnh cho mẹ tôi sau này, còn phải ký một bản thỏa thuận, phải chia 1/3 tài sản, ly hôn. Trần Đại Đầu liếc nhìn Nga Ni Trần mỗi cái. Đang định từ chối, liền bị Nga Ni Trần dùng ánh mắt ngăn lại, Nga Ni Trần trầm tư một lát. Được, tôi đồng ý với chị, nhưng có một điều, nhất định phải có tấm ảnh chị cùng Hạ Tưởng lên giường với nhau, nếu không, chị một đồng cũng không nhận được. Hơn nữa, đừng mơ là bước được một bước ra khỏi cổng nhà họ Trần, có chết cũng phải chết ở nhà họ Trần. Dương Bối lau khô nước mắt. Được, về phần Hạ Tưởng mà nói,
giành được thắng lợi bước đầu, cũng không đáng để vui mừng thái quá. Đương nhiên hắn cũng biết, Sato chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhưng điều đó đã không phải là vấn đề mà hắn ta phải lo lắng nữa rồi. Độc chiếm và lũng đoạn, một ngày nào đó sẽ bị đánh bại, tức nước thì phải vỡ bờ, lịch sử từ xưa đến nay đều là một chuỗi lặp lại không ngừng, không có ngoại lệ. Sau khi hết giờ làm về nhà, nhìn thấy nhà cửa vắng hoe, tự nhiên có một cảm giác trống vắng. Trước đây chưa bao giờ cảm thấy tầm quan trọng của vệ tân đến mức nào, cô ấy ở đấy, hắn quen mãi thấy bình thường, cô ấy không ở đây, hắn cũng không thấy gì làm lạ. Bây giờ, bệnh tình của vệ tân không rõ ràng, Hạ Tưởng lại vô duyên vô cớ cảm thấy vô cùng lo lắng. Vệ tân đã bay đi Mỹ cùng Liên Nhược Hạm, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì truyền về, Hạ Tưởng xem thời gian, vừa đúng là buổi sáng theo giờ địa phương của Mỹ, hắn ta liền gọi điện thoại cho vệ tân. Alo! Giọng nói hơi khàn khàn của vệ tân truyền lại, trong âm thanh khàn khàn ấy lẫn cả sự mệt mỏi và sầu não. Anh dạo này có khỏe không? Có chú ý đến sức khỏe không vậy? Phải nhớ uống nhiều nước, vận động nhiều, đừng chỉ ngồi suốt, còn nữa, phải ăn nhiều cháo ngô, biết chưa? Trước đây Hạ Tưởng luôn cảm thấy phiền phức đối với sự quan tâm quá kỹ lưỡng của vệ tân, bây giờ nghe tới, lại có tình ý và sự cảm thương nồng nàn, mũi hắn hơi cay cay, chút nữa thì rơi lệ. Đã đến lúc nào rồi, vệ tân vẫn một mực lo lắng cho hắn, không đề cập một câu nào đến bệnh tình của cô ấy. Tình yêu mà cô ấy dành cho Hạ Tưởng, đã khắc sâu vào trong xương cốt rồi, không cần ghi lại, bởi vì chưa từng bao giờ quên. Anh không sao, anh đang lo cho em. Giọng nói của Hạ Tưởng chưa bao giờ dịu dàng như lúc này, dường như là tình yêu còn mắc nợ từ kiếp trước đối với vệ tân trỗi dậy trong lòng. Rốt cuộc là bị đau ở chỗ nào, rốt cuộc là bị bệnh gì? Vệ tân cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm từ đáy lòng của Hạ Tưởng, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Không cần lo lắng cho em không bị làm sao cả, thật sự là không sao, chỉ là cảm thấy toàn thân không còn sức lực gì, làm việc gì cũng không có tinh thần, không phấn chấn nổi, cũng không biết là tại làm sao nữa. Cũng không vấn đề gì cả, chỉ cần anh nhớ đến em là tốt rồi, cứ cho là không có em nữa, thì bên cạnh anh cũng không thiếu người chăm sóc. Chỉ cần anh khỏe, đối với em điều đó quan trọng hơn tất cả. Tâm trạng của Hạ Tưởng vô cùng nặng nề, hắn ta đột nhiên hét lớn. Không được, vệ tân, em phải khỏe mạnh trở về bên anh, nghe rõ chưa? Vâng. Vệ tân cúp máy, khóc không thành tiếng. Hạ Tưởng nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, mặt trăng trên bầu trời đêm giống như lưỡi câu, giống như một trái tim không trọn vẹn. 3 ngày sau, tin tức từ Sơn Occupy truyền tới. Vốn dĩ năm nay còn có một khoản $5 triệu vốn đầu tư bổ sung lần hai, hiện đang kéo dài vô thời hạn. Là tạo áp lực cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Hạ Tưởng không có bất kỳ một phản ứng nào, Cổ Hướng Quốc lại lấy nó để gây chuyện, đặc biệt nhấn mạnh trong hội nghị phải quan tâm đến chính trị, quan tâm đến đại cục, phải đứng trên độ cao của góc độ chiến lược để nhìn nhận vấn đề, tiến cử một nhãn hiệu Sơn chưa nghe thấy tên bao giờ, làm tổn hại đến lợi ích tổng thể của thành phố Lang. Là một hành động lợi bất cập hại, sau này cần tránh phạm phải lỗi lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm như thế. Rất rõ ràng là đang nói bóng nói gió Hạ Tưởng không cãi vã vô ích với Cổ Hướng Quốc, đạt được mục đích rồi, Cổ Hướng Quốc thảm bại trong hội nghị thường vụ, cũng phải để cho ông ấy nói cho đã miệng, xấu đẹp gì ông ta cũng là nhân vật số 1 của Ủy ban thành phố. Đầu tư xác định rồi, nhưng việc chọn địa điểm của nhà máy Sơn và hàng loạt vấn đề khác nữa, gặp phải rắc rối và trở ngại. Hạ Tưởng cũng biết rõ đó là do Cổ Hướng Quốc cố tình làm khó, hắn ta cũng không vội vã, dù sao thì vẫn có thời gian, Roma không phải một ngày là xây lên được, Sơn Occupy cũng không thể đánh bại ngay trong vòng một tháng, hơn nữa cũng không nghĩ tới muốn đánh bại Sơn Occupy, chỉ là muốn phân chia một phần thị trường mà thôi. Ngày quốc tế lao động đến rồi, sau kỳ nghỉ lễ, Hạ Tưởng muốn cùng Lịch Phi trở về thành phố Yến một chuyến. Trên đường đi, Lịch Phi lại giới thiệu cho Hạ Tưởng tình hình tiến triển của vụ án Lãnh Chất Phương. Bước đầu điều tra ra, số tiền mà Lãnh Chất Phương tham ô là hơn 10 triệu, ngoài gần 10 ngôi bất động sản ra, còn có một lượng lớn tiền tiết kiệm và quà biếu, chỉ yếu là quà biếu của đương sự của những vụ án, nhưng bởi vì đương sự đã chết không có cách nào để đối chiếu, cho nên phần lớn tang vật và tiền tham ô không rõ lai lịch. Chủ yếu không phải là điều tra nguồn gốc của số tiền tham ô, có điều tra cũng không điều tra ra được. Điểm cần quan tâm vẫn là giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc hai người bọn họ rốt cục là có liên quan đến nhau nhiều hay ít, theo điều tra xâm nhập,
càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy, giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc quả thật là có một mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Chứng cứ tuy rằng rất nhiều, nhưng đều không phải là rất xác thực, cũng không dễ lấy ra nữa, nhưng Lịch Phi có thể khẳng định là phía sau việc tham ô và nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương tuyệt đối có bàn tay nhơ bẩn của Cổ Hướng Quốc trong đó. Chỉ bất hạnh là không tìm được chứng cứ trực tiếp. Theo đánh giá thận trọng, Cổ Hướng Quốc ít nhất phải tham dự vào đại bộ phận sự việc nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương, số tiền liên quan tới vụ án lên tới hơn 8 triệu. Nếu chỉ là việc tham ô trên những công trình dựa vào việc công để tư lợi thì còn dễ nói một chút, chủ yếu còn có không ít việc nhận hối lộ bên trong của những vụ án, chính là nói, rất có khả năng tạo nên không ít những vụ án oan sai. Hạ Tưởng hình như có đôi chút tức giận. Vốn dĩ bình thường những người dân đã bị các cơ quan có liên quan ức hiếp quen rồi, không dễ dàng lên tòa án, một khi đã kiện lên tòa thì bị ép không còn đường nào để thoát nữa, nhưng nếu trên phương diện pháp luật cũng không được sự ủng hộ của chính nghĩa, cũng đồng nghĩa với hoàn toàn chặn hết hy vọng sinh tồn, cũng để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng đối với xã hội. Pháp luật nếu không công bằng, xã hội sẽ hoàn toàn mất đi công bằng chính trực, không có một trật tự công bằng, cũng chính là làm cho dân chúng mất đi tia hy vọng cuối cùng. Hạ Tưởng yêu cầu Lịch Phi, nhất định phải tiếp tục điều tra. Nơi nào có khó có trở ngại hơn nữa, cũng phải cố gắng hết sức điều tra ra phía sau vụ án của Lãnh Chất Phương, rốt cục có bao nhiêu án oan án sai, rốt cục có bao nhiêu người có oan ức mà không có chỗ nào để bày tỏ. Nếu nói Hạ Tưởng mới đầu là muốn mượn cơ hội vụ án của Lãnh Chất Phương, tìm ra chỗ sơ hở của Cổ Hướng Quốc, sau đó làm to chuyện lên, từ đó mượn cớ để đả kích hy vọng của Cổ Hướng Quốc, thì bây giờ hắn ta lại thay đổi suy nghĩ, là mượn vấn đề của Lãnh Chất Phương. Nếu có thể sửa chữa những vụ án oan sai, thì còn gì tốt hơn nữa. Ở lại thành phố Yến 3 ngày, dẫn cô bé Lê và con trai đi chơi xuân một vòng, lại gặp bạn cũ, cùng ăn cơm với Tống Chiêu Độ, ngồi nói chuyện phiếm với Tống Nhất Phàm cả nửa ngày, sau đó Hạ Tưởng liền quay về thành phố Lang. Tình hình của thành phố Yến vẫn được coi là yên bình, quận Hạ Mã trên cơ bản cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là thế cục có đôi chút thay đổi. Phạm Duệ Hằng cho dù không quá biểu hiện ra dục vọng nắm giữ tất cả quyền hành, nhưng lại nhanh chóng tiếp cận với Mã Tiêu, hơn nữa mối quan hệ giữa Mai Thái Bình và Phạm Duệ Hằng hình như cũng có một chút đột phá nho nhỏ, chính điều đó làm cho cả cục diện đều theo xu thế mà Phạm Duệ Hằng mong muốn. Đương nhiên, Phạm Duệ Hằng là nhân vật số một, nắm được đại cục cũng rất bình thường, điều không bình thường là thái độ của Mai Thái Bình. Ở thời Diệp Thạch Sinh, y luôn rất độc đoán, hiện nay lại có biểu hiện thân cận hơn với Phạm Duệ Hằng. Điều này liền làm cho người ta không thể không suy đoán động cơ phía sau của y. Sau khi Tống Chiêu Độ phù chính, trở thành nhân vật số 2 thực thụ của tỉnh Yến, y tuy không phải là một tay giỏi giang, nhưng những đảng viên đoàn kết ở bên cạnh y cũng không ít. Thứ nhất là có công lao của Hạ Tưởng, Vương Bằng Phi, Hồ Tăng Chu đều là Hạ Tưởng nối dây bắc cầu, hai người mới dần dần tiếp cận gần hơn với Tống Chiêu Độ. Thứ hai cũng có mê lực của Tống Chiêu Độ ở trong đó, Tống Chiêu Độ điềm tĩnh có chừng mực. Tác phong làm việc rất chững chạc, hơn nữa y còn rất trẻ. Trên chốn quan trường từ xưa tới nay là bắt nạt người già không bắt nạt người trẻ, căn cứ vào độ tuổi mới ngoài 50 của Tống Chiêu Độ đã ngồi lên ghế chủ tịch tỉnh, đóng vững đánh chắc mà đi tiếp, tiến vào cục chính trị trước khi y 60 tuổi cũng không phải là không có khả năng, mà là khả năng rất lớn. So sánh với nhau, Phạm Duệ Hằng lớn hơn Tống Chiêu Độ vài tuổi, anh ta sau này cũng không chắc có thể tiến xa hơn Tống Chiêu Độ. Ngoại trừ Vương Bằng Phi và Hồ Tăng Chu có quan hệ mật thiết với Tống Chiêu Độ ra, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Cao Tấn Chu, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Ngôn Hoàng, cũng có quan hệ rất tốt với y, tuy là có hơi nghiêng về lập trường trung lập, nhưng đối với những việc lớn trên cơ bản cũng có khuynh hướng ủng hộ y. Đàm Quốc Thụy mới nhậm chức Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh lập trường không được rõ ràng cho lắm, nhưng nghe Tống Chiêu Độ nói, ông ta có lẽ là thiên về hướng của Phạm Duệ Hằng. Tổng thể mà nói, trong tỉnh trên cơ bản duy trì một thế cân bằng, đương nhiên cũng có những ẩn họa, chính là quyền phát ngôn của Tống Chiêu Độ trên mặt nhân sự quá yếu, phó bí thư tỉnh ủy là Mai Thái Bình, trưởng ban tổ chức cán bộ là Mã Tiêu, đồng nghĩa với Phạm Duệ Hằng đã nắm trong tay quyền nhân sự, vấn đề nhân sự là vấn đề quan trọng nhất trong tất cả những vấn đề quan trọng, Tống Chiêu Độ nếu như không có quyền phát ngôn trên mặt nhân sự, sẽ chịu một sự hạn chế rất lớn. Cũng may Hạ Tưởng có niềm tin vào Tống Chiêu Độ, tin rằng anh ta có thể ung dung ứng phó, dần dần sẽ mở rộng ưu thế. Hạ Tưởng sở dĩ quan tâm đến cục diện ở trong tỉnh như thế, thực chất là nhất cử nhất động ở trong tỉnh sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của thành phố Lang,
nếu mà Phạm Duệ Hằng chỉ cần thay đổi thái độ không thèm quan tâm đến thành phố Lang như trước đây, mà thường xuyên nhúng tay vào việc của thành phố Lang chắc chắn sẽ phải nghe. Lại ví dụ nếu Phạm Duệ Hằng ủng hộ Cổ Hướng Quốc, thì sức mạnh của Cổ Hướng Quốc lại càng đầy đủ. Bất kể ở Bắc Kinh có hậu trường, có quan hệ đi chăng nữa, muốn trực tiếp khiêu động thế cục của thành phố Lang, còn bắt buộc phải trải qua tỉnh ủy tỉnh Yến, vì thế, thái độ của tỉnh ủy đối thành phố Lang vô cùng quan trọng. Quả nhiên điều giống như Hạ Tưởng suy nghĩ là, kỳ nghỉ 15 vẫn chưa kết thúc, thì liền có tin đồn truyền tới, nói là vị trí của hắn có khả năng sẽ có thay đổi. Một chiêu rất lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra cách điều hắn rời khỏi thành phố Lang, một kế giải quyết tận gốc vấn đề. Tin tức là giả hay thật tạm thời không bàn đến, tin đồn vừa truyền đến, Hạ Tưởng liền cảm thấy tình cảnh của hắn đã có sự khác biệt rõ rệt, cho dù vẫn chưa đi làm, nhưng thành ủy có rất nhiều người trực ban, ủy viên thường vụ không nghỉ lễ có đến hơn một nửa, không ít người khi nhìn thấy Hạ Tưởng đều mang một ánh mắt nghi vấn và nghi hoặc. Thậm chí còn có vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Hạ Tưởng hiểu rất rõ, hắn mới đến thành phố Lang không lâu, không thể nào bây giờ bị điều đi nơi khác, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, trong chốn quan trường quả thật là đã từng có tiền lệ những việc không thể nào phát sinh thì thật sự là đã xảy ra rồi. Cho dù là không thật sự có sự việc này, dụng ý của người tung ra những tin đồn này, chính là cảnh báo hắn, cảnh cáo cho hắn biết phải cẩn thận một chút, nếu mà còn không thành khẩn nữa, sẽ trực tiếp điều cậu đi chỗ khác. Thực ra hắn càng hiểu hàm ý sâu xa hơn. Nếu như hắn tính toán không nhầm, có lẽ là Cổ Hướng Quốc và Phạm Duệ Hằng bắt tay với nhau đưa ra một lời cảnh cáo kín đáo đối với hắn, bởi vì quyền hành lớn nhất về vấn đề nhân sự nằm ở trong tay của tỉnh ủy, nằm ở trong tay của bí thư tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ hiện tại là Mã Tiêu, là một trong những người mà hắn ta thường xuyên đối đầu. Mã Tiêu có ấn tượng tốt với hắn mới là lạ, trong số ba nhân vật cấp quan trọng liên quan đến quyền quyết định nhân sự. Chỉ có Mai Thái Bình với hắn là có quan hệ sâu đậm hơn đôi chút, nhưng hiện tại cũng đang có xu hướng dần xa cách. Có điều Hạ Tưởng cũng không cho rằng hắn phải chịu sự sắp đặt của người khác, trên vấn đề làm thế nào để mượn thế mượn lực để khiêu động lợi ích ở các nơi, hắn vẫn rất tự tin, cũng có đầy đủ thủ đoạn, sẽ không để cho Mã Tiêu cố ý làm khó dễ hắn, cũng không để cho Phạm Duệ Hằng mặc ý bỡn cợt hắn. Hạ Tưởng dùng thái độ thờ ơ với tin đồn, thậm chí dưới sự truy hỏi của Lưu Nhất Lâm. Cũng chỉ là cười trừ. Khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết kỳ nghỉ, xảy ra một chuyện nằm ngoài sự tưởng tượng của Hạ Tưởng chính là, Cổ Ngọc đến thành phố Lang. Từ sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang nhận chức, đây là lần đầu tiên Cổ Ngọc đến thành phố Lang. Thành phố Lang tháng 5, chính là thời tiết của đầu mùa hạ, trời trong nắng ấm, bầu trời trong xanh vô tận, cảnh xuân đã tới khắp mọi nơi, đầu hạ đang dần đến gần. Ở ngoại ô thành phố Lang, đồng ruộng một màu xanh, phóng mắt nhìn ra, mênh mông bát ngát, tất cả đều là hoa màu mà người ta yêu thích. Nông nghiệp ngắm cảnh của Dương Uy đã bắt đầu thấy quy mô, tình hình rất tốt.